Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1121, tiệc giết xa xỉ. Sau giữa trưa, mùi thơm thịt dê nướng, theo âm thanh xì xèo vang dội bay khắp nơi. Đám người tô lạc hoành cùng Trần Mạn Hồng vẫn nhớ kỹ con cá xấu kia, run rẩy ngồi tại chỗ, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía sân sau, lập tức cảm thấy bóng cây thật sâu, làm cho người có chút lo sợ. Đúng lúc này, nghe được bên trong viện truyền đến tiếng của công nhân khoa trương la hét mọi người lập tức có chút nghi ngờ, lại tập trung tinh thần nhìn vào trong, lãnh mặc hàn luôn luôn bình tĩnh, ngồi ở ghế mây, nghe âm thanh này, cũng hơi nghiêng mặt, nhắc mí mắt nhìn vào bên trong, nhưng chỉ thoáng nhìn như vậy. Anh ngẩn ra, không cần như vậy chứ, Trần Mạn Hồng trợn to hai mắt, nhìn trong sân, kinh ngạc, cũng nổi ra gà, loại người giống như cô, nhìn thấy có người ăn món như vậy, cũng lo lắng bị xét đánh, nếu hôm nay lão đầu bếp tới, nhất định sẽ treo cổ chết cho xong. Nhã Tuệ và Tiêu Đồng, còn có đám người lâm sở nhai, Tô Lạc Hoành như bị người điểm huyệt, chừng to mắt nhìn cảnh tượng này, da gà cũng nổi lên, trong lòng suy nghĩ, đây chẳng qua là ăn một bữa cơm. Hắc, 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 ba công nhân cao to khiêng một con cá mú khổng lồ cực kỳ quý giá ở biển sâu Trung Quốc dùng màng giữ tươi bao lại, lại có tên là long đột, là loại cá nổi tiếng bổ dưỡng điều trị cao huyết áp, bệnh động mạch vành, cholesterol cao và các bệnh khác. Toàn thân của nó trên dưới đều là báu vật, từ đầu cá đến thân cá, má cá, phải cá, vân vân, đều có tác dụng bổ dưỡng cực lớn. Hơn nữa nhìn đỉnh đầu con cá này sừng nhọn, cũng biết đây là long độn hoàng nổi tiếng. Này phải mất bao nhiêu năm, mới ra được một cái con cá như vậy. Lão đầu bếp từng làm qua đủ loại tiệc hải sản, lấy giá tiền khách sạn 5 sao là 120.000 đồng. Lúc ấy cả bữa tiệc cá chiêu đãi tổng cộng là 30 người khách. Con cá kia chỉ mới 1m50, hiện tại, dài hơn 2m, khoảng 200 cân, mấy người ăn. Lãnh mạc hàn lập tức nhìn con cá dài hơn 2 mét, thái độ của anh cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Người khách sạn đều biết, bữa tiệc cá long độn còn có tên là Đồ Long Yến. Audio điện tử võ tấn bền. Đến đây, đến đây, Chu Trường Dũng thừa dịp công nhân thở hổn hển khiêng con cá kia đi tới, lập tức bảo một công nhân khác kéo tấm thất dài 2 mét, đặt ở trước mặt, chờ thả con cá dài 2 mét xuống, ông lập tức nhận lấy một cây dao nhỏ sắc bén, đứng ở trước con long độn nặng gần 200 cân, khí thế quân phiệt đời sau, làm cho ông bùm một tiếng, phát ra hơi thở vô hạn, mở chừng hai mắt, như tiểu lý phi đao, giơ con dao lên phóng qua người con cá cắt mạnh qua, móng tay của người đàn ông này còn lớn hơn vải cá, giống như mạch tử. Toàn bộ nghiêng về một bên cắt ra, công nhân nhanh chóng tiếp được, lập tức cầm đi chiên dầu. Bản lĩnh thật tốt, tô lạc hoành trợn to hai mắt, thật ra đã hoảng sợ. Chu Trường Dũng nhìn đám người Tô Lạc Hoành hào sảng bật cười, trên mặt lại ngưng khí thế, mở chừng hai mắt, giơ tay quét qua, phải trên thân con long độn này, thành từng mảnh bung ra, lại sai người đưa đi chiên dầu, nhanh chóng sai người lấy ba củ nhân sâm 600 năm trong nhà, kỳ tử vương, táo đỏ tân cương và vị thuốc quý giá chuẩn bị hầm canh cá long độn. Nhà giàu chính là ăn cá như vậy đấy. Có dê thì có cá, như vậy mới có thể ăn ra tươi. Mặc dù bữa tiệc này không thể để cho mọi người sống lâu không già, nhưng nếu không xảy ra chuyện lớn cũng có thể sống lâu trăm tuổi rồi. Chu Trường Dũng nói xong, vùng dao, trợn mắt, cắt xuống đầu cá, gỡ má cá xuống, hầm rau mùi tây, lại sai người lấy gan cá quý giá, dùng để xào lăn rượu ngọt, đưa cho bác Phúc một phần. Đám người lâm sở nhai nhìn Chu Trường Dũng đã trợn mắt há mồm, Trần Mạn Hồng càng chống đỡ không được, đúng lúc này, thấy Lâm Phượng Kiều đã sai người bưng ra từng phần món ăn mình làm. Ví dụ như tổ huyết yến thượng đảng Hoàng gia Thái Lan, Trải qua chiên dầu xong, xếp tròn giống như bánh, chỉ tưới một chút sữa ong chúa. Cô không nhịn được giơ ngón tay ngọc thon thon, nhấc lên tổ huyết yến đã chiên dầu, trợn to hai mắt, muốn khóc nhìn xung quanh, đây là huyết yến thượng đẳng. Lâm Phượng Kiều vừa bày trứng cá muối sủi cảo xuống, vừa nhìn về phía Trần Mạn Hồng, nhìn vẻ mặt cô, không chừng chưa từng nhìn thấy, liền cúi người cười nhìn hướng cô nói, cô từ từ ăn. Đây là lúc chúng tôi đi Thái Lan làm ăn quốc vương đưa cho chúng tôi, nói loại nhân sâm của chúng tôi rất tốt. Từ từ ăn, Trần Mạn Hồng muốn khóc nhìn bà. Từng món ăn lại bày ra từng phần từng phần càng đặc sắc. Lúc này, trong thôn có một số người già nổi tiếng ngửi được mùi thơm, dối giết nở nụ cười từ phía sau núi đi ra. Nhìn Chu Trường Dũng cười nói, ông Chu, hôm nay trong nhà vừa có kim ngọc mãn đường, vừa có đổ long yến, có phải con rể tới rồi hay không? Đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành thấy có người già tới, Dối Dít đứng lên, tỏ vẻ lễ phép gật đầu, Lãnh Mặc Hàn liền cũng im lặng đứng lên, cũng nhìn mọi người gật đầu một cái. Ha 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 ha. Chu Trường Dũng vừa cầm dao, ngồi xổm trên mặt sàn làm cá, vừa cười nhìn về phía đám người Lâm Sở Nhai, nói, nếu như tôi có con rể đẹp trai thế này thì thật tốt. Những người này đều là cấp trên của Tiểu Nhu, tới đây chơi một chút. Trương Hoa lập tức rất cung kính và lễ phép đi tới, mời tất cả người lớn ngồi cười nói, nhà chúng tôi mới vừa nghĩ làm xong rồi sẽ đi mời tất cả người lớn tới đây ăn. Nghĩ tới bây giờ trời vẫn còn nắng. Vẫn là con rể Chu có hiếu hiểu chuyện, gọi một cái là được, sau này ông Chu cũng không cần bận rộn chuyện như thế nữa. Bảo Tiểu Nhu nhanh lên, lần trước trong nhà lão Lý không phải có một tên nhóc, mới ra nước ngoài trở về chưa bao lâu, liền cùng Tiểu Nhu xem mắt sao. Ông xem con rể này như thế nào? Lão Lý vẫn phiền chúng tôi tới hỏi một chút. Ông già vừa ngồi xuống vừa cười nói. Lãnh mặc hàn nghe nói như vậy, im lặng ngồi xuống không lên tiếng. Chu Trường Dũng vừa cười cầm dao chặt cá, vừa nói tôi nhìn tên nhóc kia tạm được. Số học không biết thế nào, Trương hoa chúng tôi số học cũng rất tốt, hầu như không cần máy vi tính, liền biết tôi đã kiếm bao nhiêu tiền. Giúp tôi buôn bán không ít việc. Ha 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 ha, mọi người cùng nhau nở nụ cười. Trương Hoa ngồi ở một bên, vội vàng khiêm tốn bật cười, nói cha, Cha đừng trêu chọc con, đây chỉ là số học đơn giản, người bình thường cũng làm được. Đây là coi như là phụ giúp buôn bán, con, con không biết kiếm tiền, chỉ nhìn cây nông nghiệp một chút. Mọi người cùng nhau bật cười. Lâm Phượng Kiều lại rất hài lòng với người con rể này, vừa giúp chồng bỏ thêm cá vào nồi canh, vừa cười nói, nhà chúng tôi kể từ khi có Trương Hoa, rất nhiều việc cũng yên ổn. Đứa nhỏ này rất có hiếu, thông gia lại tốt tôi liền nghĩ không biết tiểu nhu có may mắn tìm được người chồng như vậy hay không con bé tiểu nhu khuôn mặt tròn trịa có may mắn một ông già cười nói xong liền nhìn xung quanh một chút ngạc nhiên hỏi ôi nói lâu như vậy sao lại không thấy tiểu nhu nó đi đâu rồi lâm phượng kiều cùng chu trường dũng cũng dừng lại nhìn xung quanh một chút cũng ngạc nhiên nói đúng rồi con bé này đi đâu rồi đồng nghiệp đều tới lâu như vậy cũng không trông thấy người lãnh mạc hàn cũng hơi nhắc mí mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút trương hoa bật cười nhìn mọi người nói cô ấy nói đuổi vịt cả ngày chảy mồ hôi đi lên trên lầu tắm lập tức đến ngay ngôi lầu nhỏ bằng gỗ ở gần cây nhãn long trăm năm dưới bóng dâm sớm bị từng trận gió mát phịch một gian phòng lầu hai cửa phòng tắm phịch một tiếng mở ra tiểu nhu mới vừa tắm xong trên mặt hồng hồng khoác tóc dài ướt tí tách thân thể chỉ bao lấy một cái khăn lông trắng, lộ ra bả vai trắng nõn thon gầy, cùng bộ ngực như ẩn như hiện, chân trần đạp sàn nhà bóng loáng đi ra, thật mộc mạc, ngây ngốc đi tới trước tủ treo quần áo nho nhỏ, nhanh chóng mở ra, vội vàng nhìn bên trong, chỉ có mấy cái váy cuối thu, quần áo lạnh mẹ đã thu lại. Cô một tay che khăn lông trước ngực mình, vừa vươn tay, quét từng bộ váy cùng áo đơn giản của mình, nhưng vẻ mặt lộ ra ngượng nhịu, hai mắt liếc trái liếc phải, không biết chọn cái nào được liền lấy ra từng cái váy màu hoàng, lục, xanh, hồng, trắng, đứng ở trước gương so sánh, nhìn trái phải đều không chung ý. Tiểu Nhu, tiếng của Lâm Phượng Kiều từ dưới lầu truyền đến. Vâng, Tiểu Nhu xách theo quần áo, đi tới bên cửa sổ, đứng ở bên cạnh bóng cây nhãn long dọi vào, đáp lớn. Sắp ăn cơm rồi, mau xuống đây. Lâm Phượng Kiều lại gọi. Vâng, Tiểu Nhu vội vàng đáp lời, sau đó rất gấp gáp, chân trần chui vào trong tủ treo quần áo, chọn trái chọn phải, liền chọn một cái váy ren ngắn màu xanh dương cổ lá sen lúc Tết mẹ mua cho mình, bên ngoài khoác một áo khoác len mỏng màu trắng, đơn giản sấy khô tóc dài, liền vội vàng mang giày đáy bằng màu trắng, mới vừa muốn đi ra phòng, vẫn đứng ở trước cửa, trên mặt không khỏi xấu hổ va do dự một lát, mới lại đi tới trước gương bên tủ, nét mặt lộ ra ngây ngô, nhìn mình trong gương, không khỏi cảm thấy dáng vẻ có một chút tươi mát. Hai mắt của cô lại lóe lên một chút ánh sáng màu hồng dịu dàng, cắn chặt môi dưới, dừng lại một lát, mới có chút căng thẳng đi ra ngoài. bên ngoài sân, lãnh mặc Hàn đang ngồi một mình ở ghế mây bên ngoài, hết sức lễ phép và cung kính nhận lấy một chùm nho musket Lâm Phượng Kiều đưa tới, khẽ mỉm cười, mới bỏ vào trong miệng, lại nghe được một tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe nói Tiểu Nhu tới, tay anh cầm quả nho, dừng lại, ánh mắt thoáng lóe lên, mới nghiêng mặt, nhìn thấy trong sân, đi ra một cô gái quần áo tươi mát, xóa tóc dài đến eo, có chút xấu hổ và ngây ngô. Dịu dàng đứng ở trước cổng vòm sân nhỏ, mắt to sáng ngời, nở nụ cười xấu hổ, đỏ mặt nhìn mọi người. Chương 1122, làm. Tiểu Nhu, Tô Lạc Hoành thấy Tiểu Nhu, chợt cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc ở trong nhà này, thấy có một người quen, rất nhiệt tình đứng lên, vừa đi về phía cô, vừa ngoắc, cười nói, "Đến đây, đến đây. Đến ngồi chỗ của tôi." Anh không nói hai lời, người đã đi qua trước nồi canh long độn đang nóng hổi, sắp nắm tay Tiểu Nhu hai mắt lãnh mặc hàn lóe lên dùng sức móc chân một cái a à, cả người tô lạc hoành trượt ngã hai tay hai chân thiếu chút nữa nhào vào trong nồi cá mú cực lớn lãnh mặc hàn trượt đưa tay ra kéo chặt dây lưng bên hông anh mạnh mẽ ném anh tới phía sân sau một cái mặt tô lạc hoành gần như gần sát trong nồi canh long độn nóng cuồn cuộn, cuộn hoảng sợ đến thiếu chút nữa trong mắt sắt ra cả người lại bị người trượt lôi kéo thân thể ầm ngã phía sau dưới cái nhìn tròng trọc của mọi người ngã trước cây nhãn long trăm năm ôi trao, ôi trao tay chống hông của mình, vẻ mặt đau khổ kêu to. Eo của tôi, eo của tôi. Mọi người nhìn mất hồn một phen. Vẻ mặt lãnh mặc hàn cũng bình tĩnh, nhìn tô lạc hoành, rất tốt bụng nói tại sao không cẩn thận như vậy. Nếu không, thiếu chút nữa cậu cũng hầm canh long đột. Anh, tô lạc hoành một tay chống người, trừng mắt về phía lãnh mặc hàn, tức giận nghiến răng, biết anh cố ý. Lãnh mặc hàn nghiêng mặt sang bên, nhắc mí mắt, nhìn nồi canh long đột, không lên tiếng. Tiểu Nhu một mình đứng ở trong sân, nhìn Tô Lạc Hoành thiếu chút nữa té ngã, lập tức sững sờ mất hồn. "Tiểu Nhu, mau tới đây, ngồi chung với quản lý và cấp trên của con một chút. Khách đều tới lâu như vậy, cũng không xuống, không có lễ phép." Chu Trường Dũng tiếp tục cắt cá, chuẩn bị làm tiệc cá để người trong thôn đến thưởng thức. "Vâng, vâng, vâng." Tiểu Nhu nghe xong, liền vội vàng đi tới, mở to mắt thấy lãnh mặc hàn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, bình tĩnh ngồi ở trước ghế mây, hơi cúi đầu, im lặng không lên tiếng, nét mặt của cô hơi ngượng ngùng, trái tim đập thình thịch, không khỏi cảm thấy một chút khó thở, khẽ cắn môi dưới, không biết nên làm sao, nhưng bước chân có chút trôi nổi vẫn đi về bên kia đi. Lãnh mặc hàn ngồi ở bên cạnh ghế mây, hơi không người, đôi tay đan nhau, không lên tiếng. Tiêu đồng ngồi ở một bên, liếc mắt nhìn tiểu nhu, lại nhìn lãnh mặc hàn một cái, liền xê dịch vị trí mình ngồi trước bên lãnh mặc hàn sang bên, vỗ vỗ vị trí ghế mây ở giữa hai người, cười nói, mau. Tiểu Nhu mau tới ngồi nơi này, hôm nay cha mẹ của cô quá khách sáo, mang đồ ra thật tốt chiêu đãi chúng tôi. Vâng, Tiểu Nhu nghe vậy, vội vàng đi tới, có chút xấu hổ nhìn lãnh mặc hàn một cái, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh anh, chợt cảm thấy vóc người cứng rắn bên cạnh, và tới khi nóng mãnh liệt đầy hấp dẫn, mặt của cô lại đỏ lên hai tròng mắt lãnh mặc hàn mang theo ánh sáng vui sướng thoáng qua trong chốc. Chu Trường Dũng vừa nấu canh long đột, vừa nhìn nét mặt con gái, hai mắt nhíu lại. Tiểu Nhu, Tiêu Đồng thật sự rất kích động, đến gần Tiểu Nhu, hai tay nắm cánh tay của cô, bật cười nói cô thật sự là không đụng tôi thì không biết hàng. Cha của cô lại chính là Chu Tiên Sinh, thật sự làm chúng tôi cũng giật mình, bình thường thật nhìn không ra, cô thật sự quá vô danh rồi. Không có gì, không có gì, Tiểu Nhu vội vàng xoay người nhìn Tiêu Đồng, nhanh chóng giải thích nói, "Tôi, nhà chúng tôi cũng chỉ đủ loại đồ ăn, đủ loại khoai tây, không có gì." Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, nhàn nhạt cúi đầu mỉm cười. Tiểu Nhu, ông già trong thôn, nhìn thấy lúc Tiểu Nhu đi ra đột nhiên xấu hổ như vậy, liền trêu chọc cô nói, "Lúc nãy chúng tôi ở nhà, nghe được cha của cháu làm kim ngọc mãn đường, còn tưởng rằng cháu đưa bạn trai về cho cha của cháu nhìn. Cháu hãy thành thật nói xem." có phải trong mấy anh em ở đây có người vừa ý hay không? Chuyện này dễ thôi, chú bác làm chủ cho cháu, ai dám từ chối con gái của ông Chu hả? Lời này vừa nói ra, mọi người cất tiếng cười to một trận, công nhân đang hái nho đứng ở trong vườn cũng không nhịn được cười. Mặt của tiểu nhu thoạt đỏ, ngồi ở một bên, vội vàng nhìn mọi người, xua xua tay, căng thẳng nói, không có, không có, không có. Bọn họ đều là cấp trên và đồng nghiệp cháu kính trọng, không phải như thế, mọi người không nên nói đùa. Những ông già kia cũng đều cười to. Trương Hoa ngồi ở một bên, cũng thật thà cười rộ lên, vừa lật tới lật lui canh cá thơm nồng, vừa cười nói, nói thật, cha vợ, mẹ vợ của tôi rất tốt, hai người đối xử với tôi như con trai ruột, đối với tôi và con gái không khác biệt lắm, ngay cả người trong thôn có thể thấp hơn một chút, nhưng là người một nhà cũng hòa thuận đoàn kết. Trong viện nghiên cứu của tôi có mấy bạn học, tới nhà gặp qua Tiểu Nhu, đều nói thích cũng không biết của cô ấy như thế nào. Hai mắt lãnh mặc hàn lóe lên, trên mặt hơi lộ ra vẻ nặng nề. Anh rể, tiểu nhu lập tức đỏ mặt nhìn anh rể, cố ý tức giận nói, đừng trêu chọc em. Đây là sự thực, Trương Hoa cười nhìn về phía nồi canh cá sắp sôi, vừa để cho công nhân đi chuẩn bị tô, còn phải để cho bọn họ cắt thịt dê ra từng miếng, vừa nói, nhưng bọn họ tới nơi này rất nhiều lần cũng không có thấy cô mặc váy xinh đẹp như vậy. Hôm nay là thế nào, anh rể, tiểu nhu mắc cỡ lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. Ha 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 ha, mấy ông già trong thôn tất cả đều cười ầm ý. Lãnh mặc hàn ngồi ở một bên, cũng không nhịn được cúi đầu cười, lúc cử động cánh tay, tiếp xúc được một chút dịu dàng và ấm áp từ cánh tay cô gái, càng thoải mái khó hiểu. Lâm Phượng Kiều sách cái băng ngồi, ngồi ở một bên, nhìn con gái xấu hổ như vậy, cũng bật cười nói, được rồi, được rồi. Mọi người đừng trêu chọc nó, con bé này nhát gan, có thể là thấy đồng nghiệp tới, không muốn thất lễ. Nhà chúng tôi vốn cũng không phải là người quá giàu có, lạc hậu một chút, không có kiến thức. Tiểu Nhu mau mau đứng lên, chuẩn bị múc canh cho đồng nghiệp. Ồ ồ ồ, lúc này Tiểu Nhu vội vã đứng lên, chuẩn bị giúp mẹ múc canh. Lúc này Chu Trường Dũng cũng nhìn công nhân làm tiệc cá, liền nói Lâm Phượng Kiều mời các người già có tiếng tăm tới thưởng thức, rất nhiều công nhân lại lục tục thoải mái vào bàn, các gia đình mang tới thức ăn ngon và trái cây cũng từ từ đưa lên, ly rượu kim ngọc mãn đường rốt cuộc hoàn toàn được phát huy, mùi thơm nhân sâm ngàn năm, hết sức nồng nặc bay ra. Ai muốn cùng Chu Trường Dũng tôi làm bạn bè, làm ăn, nhất định phải qua cửa ải kim ngọc mãn đường. Lúc Chu Trường Dũng gọi mọi người già trẻ lớn bé trong thôn tới ngồi, lập tức cầm một ly rượu nho như máu, ngẩng mặt hào phóng cao hứng cười nói, nhưng hôm nay cấp trên của Tiểu Nhu khó được tới nhà chúng tôi, bình thường hết sức chăm sóc Tiểu Nhu nói chuyện làm ăn hay không, chúng tôi cũng muốn mời bọn họ làm. Mặc kệ là sai một ngày hay một năm, lão chu tôi phục vụ. Tốt, mọi người người trong thôn, dối rít đứng lên, vỗ tay nở nụ cười, vui vẻ kêu lên. Đám người lâm sở nhai đã đói bụng đến không chịu nổi, mới vừa muốn đứng lên, nhào về phía một bàn đầy món ăn ngon, nghe nói như vậy, cũng lập tức ngây người, mở chừng hai mắt, mất hồn nhìn chu trường dũng, thậm đã trí quên tỏa, kim tự tháp, này rồi. Lãnh Mặc Hàn cũng đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Làm thế nào, mặc dù Tô Lạc Hoành thường vào quán ba, nhưng mắt nhìn thấy tòa kim tự tháp này, cũng có chút thất kinh hồn vía, không biết rượu này rốt cuộc bao nhiêu độ, sợ uống chết, nói chuyện gì buôn bán. Anh Hoàng sợ đến lại gần Lãnh Mặc Hàn, căng thẳng nói khẽ nghĩ cách. Nghĩ cái gì cách, tôi không uống rượu vang trắng, vừa uống gục ngay, nếu tôi say, ai trông cá xấu cho mọi người? Hôm nay lãnh mặc Hàn phải giữ vững bình tĩnh, quyết định bán anh em. Anh, Tô Lạc Hoành lập tức xoay người, trợn to hai mắt, nhìn anh. Đến đây, Chu Trường Dũng bắt được Tào Anh Kiệt trước, vươn tay lấy ly rượu thứ nhất trên đỉnh tháp, cười rộ lên nhìn anh, nói, "Vị phó tổng này tới làm trước ly thứ nhất. Chúng ta cùng nhau làm." Ha ha ha, Tào Anh Kiệt nghe nói như vậy, miễn cưỡng lúng túng cười ha ha hai tiếng, nhìn khuôn mặt quân phiệt của Chu Trường Dũng, thật nhiệt tình hai mắt chừng giống như khí thế mới vừa đồ long anh lập tức không biết nên làm sao chỉ liếc mắt về phía mấy người tô lạc hoành một cái nhìn nét mặt bọn họ không thể ra sức cũng biết mình sống không lâu rồi đành phải chấp nhận chậm rãi thò tay tiếp nhận ly ngọc dương chi liếc mắt nhìn dịch rượu vàng óng ánh bên trong thở ra một hơi mặc dù không biết bên trong thế nào vẫn ôm may mắn trong lòng nhíu mày một cái không nói hai lời liền nhận lấy cái ly ngẩng mặt uống vào một hơi lập tức cảm giác chênh choáng như bị lửa đốt thiếu chút nữa làm cho dạ dày và cổ họng của mình cùng cháy thành cục máu. Lập tức, dạ dày như bị người thọc mấy chục cây dao, đầu giống như trúng gió, sông máu, trợn trừng hai mắt, đập mạnh một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Ôi, Trần Mạn Hồng lập tức căng thẳng vịn chồng, gấp gáp gọi, anh làm sao vậy? Chu Trường Dũng mới vừa muốn cúi đầu uống rượu, lại nâng ly thấy cả người Tào Anh Kiệt lắc lư trái, phải, con người trợn to, muốn ngất đi, ông liền bật cười một trận, hào sảng nói đùa, này. Phó tổng, tử lượng này làm buôn bán không được đâu. Bình thường chúng tôi tán gấu buôn bán, làm bạn bè, không có dưới 30 ly, không bàn. Tử lượng này còn phải luyện một chút, cái này cũng chỉ 70 độ mà thôi. 70 độ. Tào Anh Kiệt nghe nói như vậy, trên mặt lập tức chảy mồ hôi, cổ họng cay đau đến nói không ra lời, hai mắt trợn lên, cảm giác dịch rượu trong bụng giống như rắn bò, như bị lửa đốt, nóng rực và cảm thấy khó chịu, chui thẳng lên tim, anh cảm giác khó chịu che miệng nhanh chóng nhào tới trong vườn nho phun ra. Trần Mạn Hồng đau lòng cho chồng, vội vàng xoay người chạy về phía vườn nho, vỗ sau lưng của anh, gấp gáp gọi, "Chồng, anh không sao chứ?" Thứ vô dụng, Tô Lạc Hoành đứng ở một bên, nhìn Tào Anh Kiệt tức giận kêu lên, một tên đàn ông mới uống một ly rượu đã say thành ra như vậy. Làm thế nào nói chuyện làm ăn? Đúng vậy, Lâm Sở Nhai cũng vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt oán giận nhìn dáng vẻ Tào Anh Kiệt cuộn người nôn mửa cũng hết sức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, bình thường bảo cậu luyện tử lượng nhiều vào, nhất định không nghe. Trái tim, âm, 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 như bị thượng đế cầm búa lớn, tức giận từng búa gõ vào trong trái tim. Lâm sở nhai và tô lạc hoành xoay người nhìn tào anh kiệt nôn như vậy, mặt của bọn họ lộ ra căng thẳng và sợ hãi, hoảng sợ đến nuốt nước bọt. Đúng vậy, Chu Trường Dũng lại cảm thấy vui vẻ nâng ly, muốn đi về phía lãnh mặc hàn. Tiểu Nhu ngăn phía trước, Nhìn cha căng thẳng nói: "Cha. Không được, hôm qua anh ấy mới bị thương, hôm nay không thể uống rượu mạnh như vậy." Lãnh Mạc Hàn vừa đứng ở một bên, cười như không cười, nhưng vẫn không dám lên tiếng. "Ồ, được, 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 tốt." Chu Trường Dũng không nói hai lời liền xoay người, hào sảng nâng ly, nở nụ cười đi về phía Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai xoay người ôm nhau, nhìn Chu Trường Dũng, dáng người quân phiệt tục tằng đi tới mình hai mắt trừng to. chương 1123, chặn lại. Gió thổi từng trận, cây phượng đông đưa trái phải, lay động sạc sào. Hai bóng dáng, ở trên đường, chậm rãi di động tới phía trước. dai dai đi trong gió ở giữa đường, đi qua bóng cây phủ kín, nghe không khí gió thu, không nhịn được quay mặt sang, mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng tay cầm vali hành lý màu xanh dương đậm của dai dai, vừa bước trên con đường đá xanh thật rộng vừa quay mặt sang, nhìn cô, dịu dàng mỉm cười. Dài dài dừng lại, chăm chú nhìn nửa khuôn trang hạo nhiên, đường nét của anh luôn có mấy phần huyền thoại và hoàn mỹ giống như nam thần phương Tây, đặc biệt là hai tròng mắt hấp dẫn và sống mũi cao thật cảm tính, nhưng môi mỏng làm sao không ngăn được hấp dẫn mê người. Cô không nhịn được cười rộ lên, tiếp tục cất bước chân đi nhàn nhã về phía trước giống như ở Cambridge. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, hít mạnh không khí này một cái, mới nhàn nhã xúc động, cười nói nơi này thật không khác cambridge nước anh là một nơi tốc độ đi rất chậm nhưng chỉ cần đi anh tới trong nước riêng ở phi trường là có thể phát hiện bước chân thoan thoát mọi người thực vội vã em cũng mất hồn bọn họ muốn đi đâu trang hạo nhiên bình tĩnh nghe nói như vậy hai tròng mắt hấp dẫn khẽ lóe lên mới theo lời của cô nhàn nhạt nở nụ cười dai dai lập tức xoay người giống như vẫn là bạn gái trước nhìn anh dịu dàng mềm mại nói đúng rồi còn nhớ không sau khi chúng ta yêu chỉ trở về nước một lần chúng ta cùng thích một bức tranh gì trang hạo nhiên bình tĩnh lắng nghe hai mắt lóe lên khuôn mặt chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nắm cái vali cất bước đi về phía trước dài dài theo anh đi về phía trước vừa đi vừa có chút nghi ngờ nhìn nửa khuôn mặt anh ngạc nhiên cười nói hạo nhiên anh quên rồi trí nhớ của anh nhất định tốt hơn nữa lần đó chúng ta bàn luận về cuộc sống đỉnh điểm nhất lúc sôi trào nhất Trang hạo nhiên thở nhẹ một hơi, tiếp tục nắm vali của cô, cất bước đi về phía trước, hai mắt xoay tròn một lúc, mới chậm rãi cười nói cũng không phải là nhớ không nổi. Chỉ là, không muốn vô ý nhắc lại. Dài dài im lặng dừng ở dưới cây phượng, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn Trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên nắm vali, xoay người, đón gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn dài dài vẫn xinh đẹp như thế, dừng ở dưới cây phượng, tóc dài phất phới, rất xinh đẹp tung bay và quyến rũ, nhưng anh lại dịu dàng thật lòng cười nói kể từ khi anh và khả Hinh ở bên nhau anh phát hiện cuộc sống có một loại hóa học thay đổi rất kỳ diệu giống như cuộc đời của anh bởi vì yêu cô ấy bây giờ mới bắt đầu dai dai lộ ra nụ cười có chút hứng thú nhìn anh nhưng đáy mắt dịu dàng còn hiện lên mấy phần mất mát trang hạo nhiên có chút xin lỗi nhìn dai dai có chút đau lòng nói thật xin lỗi cuộc đời của anh rất ít khi ích kỷ qua hôm nay xin cho anh ích kỷ một lần quả thật anh đã không nhớ nổi quá khứ có liên quan chuyện tình yêu cũ cuộc đời của anh trái tim của anh tất cả mọi thứ của anh đều tràn đầy khả hinh chỉ cần cô ấy hạnh phúc anh chấp nhận hy sinh tất cả loại tình yêu này anh tin chắc nó mãi mãi sẽ không chết đi cho dù có một ngày sinh mạng anh kết thúc anh cũng vẫn tin chắc linh hồn của anh trôi nổi cũng sẽ không phản bội cô ấy anh yêu cô ấy anh yêu cô ấy hơn tất cả anh không có quá khứ anh chỉ có khả hinh dai dai chăm chú nhìn anh trang hạo nhiên chăm chú nhìn cô dai dai nhìn chăm chú anh dừng lại một lát mới đột nhiên cúi đầu bật cười một trận vén nhẹ tóc dài trên trán có chút lúng túng có chút mất mát bình thản nói anh đó hôm nay nói chuyện có chút làm tổn thương trái tim em bởi vì tình yêu của em và anh vẫn là đoạn ngắn quý giá nhất trong cuộc đời em hôm nay anh nói anh quên rồi em nên chúc mừng hay là nên hung hăng mắng anh đây trang hạo nhiên đau lòng nhìn cô dai dai ngẩng đầu lên hơi lắc cái đầu xinh đẹp nhìn trang hạo nhiên không nhịn được cười nói em chỉ muốn nói ngày đó em và anh đi xem triển lãm tranh khi anh dừng lại ở trước bức tranh tạo thần giả nhìn nô lệ ấn độ ở bên trong bức tranh dùng đinh sắt tạc ra hình chân dung các vị thần đứng thẳng ánh mắt anh chăm chú quyến rũ hấp dẫn em thật sâu em còn nhớ rõ anh chỉ vào nô lệ trong các vị thần này nói trên thế giới cho dù là ai cũng có thể là tạo ra thần kỳ cho dù là ai cũng có thể sáng tạo ra thần thoại. Khi anh làm một người lãnh đạo phải thương cảm cấp dưới, để cho bọn họ hiểu được tầm quan quan trọng của người lãnh đạo trong tổ chức bọn họ. Bởi vì những lời này của anh mà em sắp triển lãm tranh ở trong nước, lấy tạo thần giả làm chủ đề triển lãm tranh. Em chỉ là, muốn mời nam thần trong lòng em đi tham quan triển lãm tranh của em. Em bởi vì anh, bởi vì bức tranh kia, hôm nay, em càng thành công hơn. Chỉ mong cấp dưới của anh cũng có thể phát hiện, anh bỏ ra không phải là vì đạt được mục đích của mình mà là vì thành toàn cho người theo đuổi mơ ước như em đã từng hy sinh chính anh trang hạo nhiên chăm chú nhìn cô vẻ mặt dai dai lộ ra mấy phần không nở nhìn trang hạo nhiên lại cười nói quả thật em buông tha anh là chuyện tiếc nuối nhất trong đời em bởi vì anh thật rất tốt rất tốt rất tốt nhưng nếu như muốn em lại lựa chọn một lần nữa bởi vì anh mà vứt bỏ tác phẩm của em em sẽ không có thể cho nên chúng ta cũng nên tôn trọng lựa chọn của nhau, cảm ơn anh đã từng tôn trọng em, hôm nay em cũng tôn trọng anh. Tốt, tương lai, em thu hồi tình yêu của em và anh. Chúc mừng anh và khả hình cả đời hạnh phúc, cô ấy xứng đáng để anh theo đuổi cả đời. Bởi vì cô ấy có trời cao biển rộng, có thể xứng đôi cùng anh. Trận thi đấu rượu đỏ kia, chúng tôi cũng xem ở trên máy bay, người xem trên toàn thế giới cũng ủng hộ đối với cô ấy. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhịn được tự hào nở nụ cười. Dài dài cũng giận trách nhìn anh một cái, không nhịn được bật cười, nói em nghĩ, khả hình nhất định rất biết ghen. Làm sao em biết, Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô hỏi. Dài dài nhìn Trang Hạo Nhiên, cô ý bí ẩn cười nói, bởi vì cô ấy là cô nhóc. Ở trước mặt người yêu, cô nhóc mãi mãi không lớn lên. Trang Hạo Nhiên nhắc tới cô nhóc kia, hai mắt của anh lóe lên thâm tình và nhớ nhung, nhớ tới hai mắt đường khả hình bị mù, trong lòng của anh nóng nảy như lửa đốt khát vọng nhanh chóng đi đến trước mặt cô nghĩ tới đây anh vội ngẩng đầu lên nhìn dai dai khẩn cầu nói dai dai giúp anh một việc hiện tại anh có việc gấp phải rời khỏi em nghĩ cách ngăn cha của anh lại đánh cờ đi đánh đến ngày mai à dai dai ngạc nhiên nhìn anh trang hạo nhiên vừa nói chuyện với cô vừa xoay người vội vàng đi tới đường lớn cây phượng ở đầu kia chỉ cần nhớ tới đường khả hình tim của anh liền gấp đến độ hận không thể dùng hết thâm tình cả cuộc đời trong một ngày. Này, này, hành lý của em, dai dài bất đắc dĩ gọi anh, lại không khỏi nhìn bóng lưng kia vội vàng đi về phía trước, một góc tây trang trắng, bay trong không trung, cô liền cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Dấu bé P style bằng, tagline, center, dấu lớn sao 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 dấu bé P dấu lớn. Âm, um, lâm sở nhai uống vào bụng một ly, mặc dù có thể chịu đựng được, nhưng mặt đã dồn máu đỏ bừng cũng không để ý nhã tuệ ngăn cản mượn rượu vỗ bàn một cái học quân phiệt người ta hào phóng kích động nói ông chu ông nói đúng người ta tìm cái gì là tìm sự vui vẻ mọi người không vui còn sống làm gì chúng ta làm buôn bán cần chính là cái gì chính là phải hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ tại sao phải uống rượu uống rượu là biểu đạt sự chân thành biểu đạt suy nghĩ thật của đàn ông đúng nói rất hay Chu Trường Dũng là người sảng khoái, cũng thích nhất người sảng khoái, không nói hai lời, lại sai người lấy rượu. Tô Lạc Hoành và Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, nhìn Lâm Sở Nhai uống một ly rượu đã như vậy, cũng căng thẳng kéo anh, gấp gáp nói khẽ anh say rồi. Tôi không có say, nói bậy, Lâm Sở Nhai đẩy ra Tô Lạc Hoành, lại kích động muốn nói chuyện. Bác Chu, có một công nhân đột nhiên từ phía trước đường lớn đi tới, nhìn Chu Trường Dũng gấp gáp nói, lại có phó tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu muốn tới nói chuyện đất với bác. Lại phó tổng giám đốc Hoàn Cầu, Chu Trường Dũng vừa muốn khom lưng lấy ly rượu kim tự tháp, nghe nói như vậy, cảm thấy rất nghi ngờ cau mày nhìn bọn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành, còn có Tào Anh Kiệt mới vừa tỉnh lại, lại vẫn khó chịu, hai mắt lóe lên, Tiêu Đồng cũng không nói chuyện. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đều nói có phải bọn người thẩm phó tổng hay không? âm um, Lâm Sở Nhai vừa nghe Phó Tổng Hoàn Cầu, anh lại vỗ bàn một cái, mặt đỏ lên, vẻ mặt oán giận nói to, ông Chu. Hôm nay uống rượu với ông, coi như kết nghĩa, mấy Phó Tổng đó, không tốt, bọn họ tới là có mục đích, đuổi bọn họ ra ngoài đi, đóng cửa con đường kia đi, kéo, con, con, con cá sấu ra ngoài cho tôi, ngăn lại. Lời nói này quá hào phóng. Đám người Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng nghe người của Hoàn Cầu, hoảng sợ đến tái mặt đều kêu này kéo con cá sấu này ra ngoài ngăn lại lâm sở nhai mượn cảm giác say vỗ bàn kêu to tốt hôm nay nghe mọi người chặn con đường kia cho tôi kéo con cá sấu ra ngoài chu trường dũng nghe cũng hào sảng nở nụ cười sở nhai đám người nhã tuệ cùng gấp gáp đứng lên vội vàng nói không cần tiểu nhu cũng gấp gấp đứng lên nhưng chu trường dũng cùng một đám người già cao hứng chính là đem con cá sấu đi ra ngoài chặn lại. Một chiếc xe thể thao như mũi tên dọc theo đường cao tốc lao thẳng tới. Trang hạo nhiên lái xe thể thao Bugatti Veyron màu trắng, mở mui xe, một tay cầm vô lăng, nắm giữ tốc độ 180 km h lướt qua từng rừng núi và ruộng hoang, dựa theo hướng dẫn, hai mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt, mắt nhìn thấy thôn trang của Chu Trường Dũng đang ở phía trước, nhưng đang lúc chiếc xe sắp sửa quẹo cua tiến vào đường lớn đá xanh, lại thấy hai cây nhãn long to và dài nằm ngang bên đường, anh hơi giật mình, dậm thắng, chi một tiếng, thắng gấp xe rừng ở trước cây nhãn long. Hai bên con đường lớn đá xanh, bò rất nhiều dây nho giống như cổng vòm, phủ xuống bóng dâm mát rượi, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Trang hạo nhiên ngồi ở trong xe thể thao, ngẩng đầu lên, nhìn con đường lớn quanh co đi thông nhà chu trường dũng đang ở phía trước, vậy làm sao một thân cây đè ở giữa đường. Anh ngạc nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống, vừa cởi tây trang màu trắng ném trong xe thể thao, vừa cất bước đi tới, thậm chí từng bước từng bước đi về phía trước cây nhãn long, cúi đầu, nhìn gốc cây kia, cảm giác mới vừa vặn đè ở trên đường, đây là vì cái gì? Một âm thanh sột soạt, từ trên giàn nho bên đường truyền tới. Trang hạo nhiên tiếp tục đứng ở trước cây nhãn long, nhưng nhìn phía trước, nghĩ tới nên ở chỗ này không sai, liền trực tiếp từ trong túi tiền móc điện thoại di động ra, xoay người muốn nhấn điện thoại của Tô Lạc Hoành không ngờ tay mới vừa nhấn xuống phím thì anh nghe được từng trận âm thanh sột soạt, âm thanh kia có chút bí ẩn, có chút quỷ dị, còn mang theo một chút cảm giác rất kinh người. Anh cầm điện thoại di động, dừng lại động tác, chớp mắt một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người, đột nhiên nhìn thấy một cá sấu khủng bố cực lớn, đang bò tới giữa đường, há to mồm, giống một tiếng, muốn xông tới mình. a, à, Trang hạo nhiên kinh ngạc há hốc miệng, trợn to hai mắt, ném điện thoại di động, kêu to lên chương 1124, đối lập. Người trong thôn, từng người đều nghe nói con rể của ông Chu đến, trong thôn cũng có rất nhiều người dối rít đi sang xem náo nhiệt. Trước cửa lớn nhà họ Chu, càng lúc càng có nhiều ông chú, ông bác tới uống một ly, cái từng cái bàn vuông ghép lại, đặc sản hoang dã miền núi từ từ đưa lên bàn, canh long độn tươi ngon sôi cuồn cuộn nóng hổi đặt ở giữa, mấy công nhân cầm sẻng, nở nụ cười cắm mạnh xuống mặt đất tại cây nhãn long, không ngừng xúc đất, cuối cùng moi ra một bình rượu nho lâu năm, năm không dài, cũng chôn 7-8 năm thôi, bên này khách chen chúc cũng rối rít cùng Chu Trường Dũng và mấy phó tổng mời rượu nhau. Lúc đầu lãnh mặc hàn còn ngồi được, nhưng anh ngẩng đầu lên, nhìn Chu Trường Dũng lại xưng anh em và vỗ vai lâm sở nhai, lại dơ một ly rượu muốn uống với anh, một ông chú bác khác cũng rối rít đứng lên, muốn bưng ly rượu uống với Tô Lạc Hoành. Anh liền sợ hai người này thật uống rượu say ở trong nhà người ta ngủ mấy ngày, liền đứng lên, hết sức khiêm tốn lễ phép cười nói, ông Chu, chúng ta ăn trước chút ít món ăn, rồi uống rượu tiếp, hai người này có chút say không chịu nổi. Nào, Chu Trường Dũng la lớn một tiếng, nâng ly nhìn lãnh mặc hàn cười to nói, việc mua, kết giao bạn bè tại trên bàn rượu, lời thật không thể thật, nói dối không thể nói dối. Không có chuyện say không chịu nổi, chỉ có chuyện không muốn uống. Đến đây đến đây, mọi người cầm rượu nhau uống cùng mấy vị phó tổng đi. Đã nói rồi, uống say, nhà họ chu tôi phục vụ. Tốt, mấy người trong thôn, dối giết dơ rượu nho lên, muốn kính lâm sở nhai và tô lạc hoành, lãnh mặc hàn dối giết có chút khó khăn đi tới, thay hai người anh em chống đỡ, muốn tạm thời lấy trà thay rượu, trương hoa nhìn lãnh mặc hàn, cũng ngồi ở trong đám người thật thà cười nói, lãnh phó tổng làm sao lại giống tôi lúc đó đến nhà vậy. Tiểu nhu nhìn lãnh mặc hàn đứng lên, muốn cùng các chú, bác cụng rượu, cô lập tức đau lòng đứng lên, đi tới bên cạnh cha, vội vàng gọi, cha, không nên uống. Nói bậy, không uống, Chu Trường Dũng lại nâng một ly rượu, muốn cùng với lãnh mặc hàn, hào sảng nói, lãnh phó tổng, cảm ơn cậu đã cứu tiểu nhu chúng tôi. Hôm nay nhà họ Chu ra mời rượu, uống hay không uống? Cha, tiểu nhu lại muốn tới ngăn cản, lập tức bị chú, bác kéo ra. Lãnh mặc hàn đứng ở trước mặt của Chu Trường Dũng, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, mặt mũi hồng hào, tinh thần sáng láng, dáng vẻ rất có thử thách, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cung kính cười nhận lấy rượu, nói uống. Tốt, mọi người trong thôn rối rít vỗ tay nở nụ cười. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt mấy người lập tức trợn to hai mắt, nhìn Lãnh Mặc Hàn, anh quả thật có chút say không chịu nổi. Lãnh Mặc Hàn cầm ly rượu phát ra màu vàng óng, suy nghĩ một chút, ngay lập tức khuôn mặt căng thẳng, giơ lên, uống một ly vào trong miệng, còn chưa nuốt xuống, cả người cũng cảm giác rượu này giống như ngọn lửa, từ cổ họng chảy thẳng xuống bụng dưới của mình, ung ung thiêu đốt, hơi rượu đốt xong lại xông lên, thẳng tới lồng ngực và đại não, cả người như bị người đánh trúng, thiếu chút nữa mắt hoa, anh lập tức vận sức đứng vững bước chân, cũng đã có chút trao đảo lắc lư, không ngờ rượu này lợi hại như vậy. Lãnh phó tổng, Trương Hoa đã nhanh chóng khách sáo đi tới, đỡ anh, cười nói, anh hoàn hảo chứ. Kim Ngọc mãn đường của cha vợ tôi cũng không uống dễ đâu. Lúc này Tiểu Nhu cũng đau lòng gấp gáp đi tới, Trận to hai mắt, nhìn anh căng thẳng hỏi anh còn tốt chứ? Lãnh mặc hàn miến cưỡng đứng thẳng người, khẽ mỉm cười, cảm giác đầu choáng váng mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói tốt. Tiểu Nhu lại căng thẳng nhìn anh. Này, Tiểu Nhu, đừng nói nhiều, đàn ông uống rượu, phụ nữ xen vào làm gì? Ông chú, bác kéo Tiểu Nhu ra, sau đó mọi người lại nâng rượu nhau, muốn kính rượu mấy phó tổng, không khí lập tức nóng lên, mấy người phụ nữ tiêu đồng và trần mạn hồng, chen chúc trong đám người, cũng dối rít không có cách nào, nhã tuệ cũng không lo cho lâm sở nhai nữa, cũng vươn tay ôm nhẹ đường khả hinh, biết cô đã đói bụng, liền gắp từng miếng thịt dê nướng cho cô. Đường khả hinh thật sự đói bụng, cố tình cái mũi của cô nhạy bén hơn so với người khác, lúc này vừa thịt dê nướng vừa canh cá, cô ngửi được đã rất đói bụng thèm ăn, rốt cuộc bây giờ có cơ hội lên bàn, cô liền vội vàng há miệng ra, để cho nhã tuệ đút thịt dê nướng cho mình ăn, ăn từng miếng từng miếng, lập tức phát hiện mứt hoa hồng nướng thịt dê thật sự quá mềm mại thơm ngon cô vừa nhai ra dê giòn giòn vừa nói ăn thật ngon lập tức tự mình theo mùi thơm tay sờ đến cái muỗng trước bàn múc canh long độn nhân sâm nóng cuồn cuộn uống một ngụm lập tức phát hiện thịt dê này và canh cá kết hợp với nhau quả thật chính là món ngon trong thiên hạ cô liền không kịp chờ đợi ngẩng đầu lên mở to hai mắt rời rạc vội vàng và kích động nắm tay nhã tuệ nói em muốn uống rượu em ngửi được mùi rượu nho Nhã tuệ cố ý mím chặt đôi môi, nhịn cười nhìn đường khả hinh, con bé này từ nhỏ đến lớn đụng phải món ngon, liền không dừng được miệng, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cẩn thận nói cô có thể uống rượu không? Bác Phúc không có căn dặn, uống một chút không sao cả, đường khả hinh xin, ở trước món ngon như vậy, vị giác bị kích thích đến cực điểm. Nhã tuệ suy nghĩ một lúc, ngay lập tức bật cười rót một ly rượu cho cô, đưa đến bờ môi cô. Đường khả hinh nhanh chóng cúi đầu uống một ly, chợt cảm thấy này nho muscat ủ thành rượu nho, mặc dù thể rượu hơi yếu, nhưng bởi vì ủ tốt, độ chua và cồn kết hợp hết sức hoàn mỹ, bay ra mùi thơm hoa hồng và nấm thông, kèm theo thức ăn ngon trước mặt, hết sức sung sướng như tiên, cô lập tức cảm giác món ăn Trung Quốc phối hợp với rượu nho, thật ra có thể phát ra cảnh giới tối cao ở các đất nước khác. Cô gần như nở nụ cười cảm động, tay lại níu áo nhã tuệ, nói em còn muốn ăn thịt dê nữa. Miếng sống lưng dê, nhã tuệ cố ý nhìn cô một cái, Mới tiếp tục gắp miếng thịt dê nướng cho cô, lúc này tiểu nhu cũng nhanh chóng đi tới, vội vàng chăm sóc quản lý và khả hinh, xem bạn bè tốt thích ăn cái gì, cũng đưa đến trong miệng của cô, tiêu đồng ngồi ở trước bàn đông đúc náo nhiệt, nhưng vẫn giữ vững một chút bình tĩnh, kéo tô lạc hoành qua, có chút gấp gáp nói, này, lúc này sở nhai để cho người kéo cá sấu ra ngoài, sẽ không có chuyện gì chứ. Tổng giám đốc tưởng cũng là người chúng ta có thể tùy tiện xúc phạm sao, nếu như cắn người thật thì sao sợ cái gì tô lạc hoành cũng nâng ly rượu biến thành người nhà giàu một giây quay mặt sang nhìn tiêu đồng cũng hào phóng trợn to mắt nói chặn lại thì chặn lại là con người thì sẽ chạy trốn nếu không dùng hai cái chân để làm gì nếu như thật không chạy ăn hết đi lời nói này rất khí phách ngôn ngữ này rất mạnh mẽ anh đùa gì thế tiêu đồng vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh một cái kêu to lên hù chết thì làm sao hù chết cũng không cần sống Tô Lạc Hoành nói xong, lại nâng ly ngẩng đầu nhìn các ông chú, bác lại muốn vây quanh Lãnh Mặc Hàn, anh có chút hoảng sợ kêu lên, khi nào lão đại tới vậy? Sẽ không để dai dai quấn lấy chứ, tác phong của anh ấy, không chừng có chuyện. Đường Khả Hinh mới vừa cắn miếng thịt dê vào miệng, nghe những lời này, lập tức trợn to hai mắt, cảm giác không biết ăn có mùi vị gì. Ôi chao, sẽ không. Tiêu Đồng nhìn Khả Hinh một cái, lại nắm chặt điện thoại di động vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho tô lạc hoành che miệng xấu của anh vừa bấm điện thoại di động của trang hạo nhiên nhã tề cũng ngồi ở một bên liếc đường khả hinh một cái đường khả hinh không nói gì chỉ thật im lặng ăn thịt dê nhai nhai nhớ tới sau khi mình thi đấu xong cũng không có gặp anh thậm chí không biết được một chút tin tức của anh tiêu đồng gọi điện thoại di động cho trang hạo nhiên nhưng mã số reng 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 vang dội không có ai nghe cô cũng không khỏi mất hồn nói tại sao không nghe điện thoại chứ nhất định là đi cùng dai dai rồi. Lâm sở nhai uống rượu vào, ăn ngay nói thật, bị nhã tuệ đánh mạnh một cái, anh mới ngượng ngùng. Đường khả hình thở ra một hơi, theo mùi rượu, lại cầm một ly rượu, uống vào, mùi rượu bay lên, cảm giác ngực dâng lên một nổi chua xót khó hiểu, làm cô lập tức cảm thấy có chút choáng váng, liền ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng, nói, mọi người từ từ ăn, đột nhiên quá nhiều người, tôi có chút không thở nổi. Tôi đi vào trong vườn nho một chút mọi người cùng nhau im lặng nhìn cô khả hinh tiêu đồng đau lòng gọi cô tôi không sao đường khả hinh mỉm cười nhã tuệ cũng vội vàng đứng lên đỡ thân thể của cô đau lòng nói tôi đi cùng cô phong cảnh nơi này quả thật rất đẹp khắp vườn nho đều kết trái rất to hai mắt đường khả hinh xoay tròn nghe nói như vậy khẽ mỉm cười chậm rãi xoay người được nhã tuệ nâng đỡ đi khỏi bàn hai người đi qua cây nhãn giả trăm năm đi chưa vài bước đường cũng đã đứng trước khu vườn nho giữa ruộng bậc thang. Một trận gió thổi qua, vườn nho minh mông bắt ngát, giống như tấm thảm màu xanh lá, bày ra ở dưới ánh mặt trời chói trang, quả màu tím to lớn, từng quả óng ánh trong suốt, có thể cảm giác nước đêm qua tưới mát. Đường khả hình quấn xong khăn choàng màu đen ở trên vai mình, đề phòng một chút lạnh lẽo, mở hai mắt rời rạc nhìn một mảnh trắng xóa trước mặt, trong đầu lại xuất hiện từng khu vườn nho minh mông màu xanh biếc, nơi đó có rất nhiều hoa nhỏ màu đỏ, vàng, xanh, bay lên không khí tự do mà Thượng Đế trao cho mỗi loại sinh linh, sáng sớm khi tỉnh lại, có thể cảm nhận lớp lớp sương mù, giống như người yêu thật dịu dàng ôm lấy, ôm ấp mảnh vườn nho. Ở trong khu rừng nho có hai bóng người, theo mảnh đất yên tĩnh trong lành, lần đầu tiên hai trái tim dựa sát vào chung một chỗ như thế, tiếng chuông xe đạp vang lên len keng len keng, thậm chí có người đàn ông rất đẹp trai, đi theo sau lưng cô bé kia, nở nụ cười còn sáng lạn hơn ánh mặt trời. Nói tiểu thư, xin hỏi cô tên gì, cần đưa cô một đoạn đường không? Đường Khả Hinh nở nụ cười, cười thật dịu dàng, cúi đầu, cảm giác cô đơn trống vắng nhớ nhung tràn lên, lại xen lẫn mấy phần cảm động và ngọt ngào, không khỏi nhớ đến hai người ngồi ở trong xe buýt, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài đen, tựa vào bên cạnh bả vai của mình, nở nụ cười cũng có chút ngượng ngùng, cuối cùng lại dùng cánh tay to lớn, ôm chặt thân thể của mình, rất cảm tính, thâm tình hôn mình, vòng tay cũng càng lúc càng tràn đầy cương triều. Khi đó phong cảnh ngoài cửa xe thoáng qua thật nhanh, nhưng nụ hôn kia vẫn tồn tại vĩnh viễn. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cô cúi xuống, im lặng vươn tay, lau nhẹ nước mắt của mình. Khả Hinh, Nhã Tuệ đau lòng gọi cô. Kể từ khi Đường Khả Hinh bắt đầu thi đấu, cô liền một đường cắn chặt răng, chống đỡ đến ngày hôm nay, trong lòng chất chứa đầy nhớ nhung và thương yêu người kia, chỉ sợ mình té ngã, người đàn ông trong lòng sẽ gặp vận rủi nặng nề hơn. Thế nhưng loại cảm giác cô đơn một mình thật rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, hôm nay mắt còn không nhìn thấy, có lẽ kiếp này cũng không nhìn được khuôn mặt của anh nữa, thích nhất đôi mắt hấp dẫn của anh tràn đầy nụ cười sáng lạn. Cô nghĩ tới đây, càng đau lòng rơi lệ từng hồi. Khả Hinh, Nhã Tuệ hiểu rõ, liền nhẹ kéo thân thể của cô, gấp gáp nói cô đừng như vậy. Thi đấu xong, mọi người có thể mãi mãi ở bên nhau. Hôm nay quả thật anh ấy không nên tới em không có chờ anh ấy." Đường Khả Hinh vươn tay lau nhẹ nước mắt trên mặt, mới dịu dàng nghẹn ngào nói, "Em và anh ấy vẫn là hai đường thẳng song song trên thế giới, vốn không có cơ hội gặp nhau, nhưng liều mạng xông qua chướng ngại đi cùng với nhau. Em biết ơn mỗi lần gặp nhau với anh ấy. Anh ấy có trách nhiệm của mình, em có sứ mạng của em, trải qua cuộc thi đấu rượu đỏ, mới thấu hiểu thật sâu, cuộc sống không chỉ có anh có em, em có anh, còn có rất nhiều, rất nhiều người." rất nhiều, rất nhiều trách nhiệm cần chúng ta đi hoàn thành. Em là tuyển thủ, anh ấy là giám khảo chính, vận mệnh của chúng tôi, nhất định phải đối lập. Có thể sẽ mãi mãi đối lập. Nhã tuệ chăm chú nhìn cô. Hai mắt đường khả hình dương dương, lại lóe lên ánh sáng kích động, giống như có thể ở trong vườn nho đất nước xa xôi kia, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, xoay người nhìn mình nở nụ cười thâm tình, trái tim của cô chợt đau nhói, nhưng vẫn hít thật sâu nói, nếu số mạng đã được định sẵn từ lâu, giữa chúng tôi là đối lập. Như vậy em chấp nhận vì hoàn thành giấc mộng của anh ấy, mãi mãi đối lập, mãi mãi chờ đợi. Chỉ mong lúc mắt của em khôi phục ánh sáng, có thể nhìn thấy được người em yêu, đã được hạnh phúc. Điều này không ổn cả đời em cố gắng muốn làm một chiếc ô che mưa phùn. Nhã tuệ nghe nói như vậy, hai mắt không khỏi rưng rưng, không nhịn được đi tới, nhẹ nhàng kéo chặt hai cánh tay của bản thân, đau lòng nghẹn ngào nói thật không biết tại sao thượng đế muốn giải vò hai người các người như vậy đường khả hinh nghe nói như vậy không nhịn rơi lệ thật lòng nói chúng tôi cũng tuân theo ý thượng đế đi cùng nhau nên thượng đế cho chúng tôi bao nhiêu thử thách chúng tôi cũng nhất định sẽ chịu đựng nổi như vậy lúc tiếng chuông giáo đường vang lên mới không thẹn với xa cách và cố gắng tịch mịch em sẽ vẫn luôn chờ đợi cho đến ngày sinh mạng chung kết linh hồn cũng tuyệt đối không phản bội anh ấy như vậy không được đâu chu trường dũng ở đầu kia đang cầm ly rượu kích động nhìn về phía đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành cười kêu lên mấy phó tổng đùn đẩy như vậy lâu xuống như vậy món ăn cũng ăn đến một nửa mỗi người các cậu mới uống một ly như vậy làm sao gọi là anh em tô phó tổng vẫn còn chưa dính giọt rượu nào đấy đúng vậy mấy ông chú bác trong thôn cũng tiếp tục nở nụ cười nói như vậy mọi người ai có thể làm con rể của ông chu chúng tôi Đám người Tô Lạc Hoành lập tức ngượng ngùng. Không nên nói chuyện lung tung, Tiểu Nhu đứng ở nơi đó dậm chân, vội vã gọi không phải như thế. Bọn họ đều là cấp trên và đồng nghiệp của cháu. Lãnh mặc Hàn đứng ở nơi đó, uống gần ba ly, người đã hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng đứng vững chân, hai mắt đã có chút mơ hồ không rõ. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ nghe được Tiểu Nhu nói như vậy, cũng không nhịn được phì cười, xoay người đi trở về, lại tới trước chỗ ngồi. Không được. Không được, không được, mặc kệ hôm nay là thân phận gì, Kim Ngọc mãn đường này phải làm đi." Chu Trường Dũng nói xong, đột nhiên hai mắt lóe lên, thừa dịp có men say, kích động phóng khoáng kêu lên, "Trong thôn chúng tôi có một quy củ. Nếu trốn rượu nhất định phải bị phạt, người đâu, bịt kín mắt của tiểu Nhu, để cho nó tự mình chọn. Đưa tay bắt được người nào, vòng thứ nhất hôm nay người đó làm 30 ly rượu trước." Đám người Lâm Sở nhai nghe xong, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt đều không dám nói chuyện. Lãnh mặc hàn cũng lập tức chớp mắt, không có chủ ý. Cha, không nên như vậy, uống 30 ly này, bọn họ sẽ không về được đâu. Tiểu nhu không chịu, gấp gáp nhìn cha. Không về được, nhà họ chu phục vụ. Chu Trường Dũng không nói hai lời, liền sai người lấy miếng vải đen mỏng. Lúc này đường khả hình cảm giác xung quanh náo nhiệt hò hét, cũng biết đám người tô lạc hoành không chịu nổi. Hai mắt của cô lóe lên, nhanh trí, trực tiếp đi lên trước, mỉm cười nói, không cần lấy miếng vải đen. Ánh mắt tôi thật không nhìn thấy, hãy để cho tôi chọn, chọn tới người nào, người đó sẽ phải uống rượu kia, không được từ chối. Thật sao? Chu Trường Dũng cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Thật, Đường Khả Hinh cười khẽ gật đầu. Tốt, đám người trẻ tuổi trong thôn và mấy phó tổng sắp xếp cho tôi đi. Bắt được người nào, người đó sẽ phải uống, không được từ chối." Chu Trường Dũng nở nụ cười. Lời này vừa nói ra, đám người trẻ tuổi trong thôn, bao gồm đám người trương hoa, tất cả đều dối giết nở nụ cười đứng đó, đám người lãnh mặc hàn và tô lạc hoành cũng bị đẩy qua, đứng chung một chỗ, đều rất căng thẳng nhìn đường khả hinh, thậm chí âm thầm gọi, khả hinh. Đường khả hinh cười khẽ, đứng ở trong đám người, biết mặt mình nhìn rất nhiều người trong thôn, hai mắt cô khẽ chớp, dịu dàng lóe lên, dương nhẹ cánh môi hồng, từ từ bước lên trước. Mấy thanh niên trong thôn và đám người tô lạc hoành cũng lo lắng nhìn cô, đang nóng lòng chờ đợi thì lâm sở nhai mới căng thẳng mở miệng nói chuyện, bả vai lại bị người nắm chặt, anh ngạc nhiên quay đầu, nhìn người kia, lập tức con người trừng to. Anh ra hiệu cho lâm sở nhai không nên mở miệng, mà khẽ nở nụ cười dịu dàng, hai mắt hơi lộ ra ánh sáng thâm tình, đi về phía cô gái trước mặt. Đường khả hình cũng khẽ nở nụ cười dịu dàng, cất bước đi tới. Suốt cuộc hai người ở trước mắt bao người đứng cùng nhau, đối diện lẫn nhau. chương 1125, một con đại bàng khác. Trên bầu trời xanh thẳm, một con đại bàng khác bay qua. Gió thổi càng lúc càng lớn, khắp vườn nho cành lá xanh biếc, lao sao lay động, quả màu tím thật to, từng quả giống như cái chuông giáo đường thật nhỏ, đong đưa âm thanh hạnh phúc, ngọt ngào vang dội Lúc này rất nhiều người trong thôn cũng dối rít chạy đến nhà họ Chu, xem người đàn ông mà cô gái kia chọn lựa, mọi người trước sân nhà Chu Trường Dũng, càng mang theo vài phần kinh ngạc và nghi ngờ, trợn to hai mắt, nhìn người trước mặt, suy nghĩ xem anh là ai. Đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành, tiêu đồng càng kích động nhìn anh. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu trắng, tay cầm tay trang màu xanh dương, đứng ở trước mặt đường khả hinh, lồng ngực thở gấp từng hồi, chạy như bay mệt mỏi, trên trán chảy từng giọt mồ hôi nóng, nhưng anh vẫn không giấu được dáng vẻ đẹp trai hoàn mỹ như điêu khắc, hơn nữa hai tròng mắt hấp dẫn nóng bỏng, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, lộ ra một chút nhớ nhung, đau khổ mang theo thật lâu thật lâu, sau trận đấu, lần đầu tiên ở khoảng cách rất gần, trong lòng trống vắng, đến gần cô, nhìn cô. Nhất là nhìn hai con người cô gái kia bình thường sáng ngời, lúc này ánh sáng rời rạc, còn có một chút mất mát và cô đơn trên khuôn mặt cô, hai mắt anh không nhịn được ươn ướt. Tôi muốn bắt đầu chọn đây, đường khả hình vẫn như ở trong sương mù, nhưng vẫn khẽ nhếch nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói, nếu như tôi bắt được người nào, người đó không được từ chối. Cô nói xong, liền một bước đến gần người trước mặt, lập tức cảm giác lồng ngực người nọ nóng bỏng, trái tim đập rất trầm ổn nhịp nhàng, thậm chí phát ra âm thanh hấp dẫn vô hạn, cô hơi giật mình. Trang hạo nhiên khẽ nhếch nụ cười, im lặng cúi xuống, dịu dàng nhìn cô gái trước mặt. Một cơn gió thu mang theo từng quả nho to lớn, lao sao quét tới. Đường khả hình lại trợn to hai mắt, có chút không thể tin đứng ở trong gió, nghe hơi thở của người đàn ông kia, cảm thấy không thể. Mọi người trong thôn, tất cả đều dối rít kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người đàn ông đẹp trai như vậy, cao như vậy, cả người anh đứng ở nơi nào, giống như toàn bộ thế giới cũng chiếu lấp lánh, Chu Trường Dũng cũng kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ xem anh là ai. Lúc này trong ánh mắt Trang Hạo Nhiên cũng chỉ có đường khả hình, chỉ thấy anh vẫn khẽ nhếch nụ cười dịu dàng, nhìn cô gái trước mặt, chờ đợi. Đường khả Hinh giống như nghe được trái tim của mình nhảy lên thình thịch, thình thịch, trên mặt hiện lên mấy phần tái nhợt và vui sướng không che giấu được. Cô không nhịn được đưa đôi tay run rẩy, khẽ nâng lên, chính xác án theo khoảng cách và độ cao, vuốt nhẹ khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông này, nhất là hai tròng mắt cô dịu dàng trong suốt nhấp nháy, lại dùng ngón tay thon dài trắng nõn, quét ngang lông mày của anh, hai mắt hấp dẫn của anh, ngón trỏ lướt qua sống mũi cao thẳng của anh. Hai mắt của cô nhanh chóng ươn ướt, hai mắt trang hạo nhiên cũng lộ ra một chút đau đau cũng đang cảm thụ ngón tay dịu dàng của cô lướt qua khuôn mặt mình anh lại khẽ nhếch nở nụ cười thâm tình đường khả hình lập tức kích động đi tới trước một bước đưa đôi tay ngón áp út lại vô thức sẹt qua môi mỏng của anh hai tròng mắt trang hạo nhiên dịu dàng khẽ động theo bản năng môi mỏng nhấp nhẹ đầu ngón tay của cô rất cương chiều một chút dịu dàng một chút ăn ý đường khả hình trở nên kích động Đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ mở to hai tròng mắt rời rạc đầy nước mắt, run rẩy co quắp khóc, tay vẫn phủ kín khuôn mặt của anh, vẫn rất không tin sự thật, vẫn rất vui mừng, vẫn rất đau lòng, biết anh muốn đến một chuyến, không dễ dàng. Đúng vậy, tới một chuyến không dễ dàng. Hai mắt Trang Hạo Nhiên gần như cũng rưng rưng, nhất là tránh khỏi con cá xấu, vòng hai cây em đường, chạy trốn đến mồ hôi nóng không ngừng, anh không nhịn được, giống như biết con cá xấu này là ai thả ra liền hơi nghiêng mặt hung ác trợn mắt nhỉ đám người lâm sở nhai một cái, mới xoay người, vươn tay nắm nhẹ bả vai cô gái, đè nén thâm tình sâu đậm của mình, mỉm cười nói em chọn đến anh, không cho phép em từ chối, anh cũng sẽ không từ chối. Đường khả hình đột nhiên trở nên kích động cúi đầu khóc, mới vừa rồi còn rất đau lòng như chia cắt hai thế giới. Mới vừa rồi trước mắt còn một mảnh tối tăm mờ mịt, rất sợ hãi, rất tịch mịch như thế. Hiện tại, toàn bộ thế giới, Tất cả đều là màu sắc rực rỡ như thế. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Hoàn toàn thực tế, hạnh phúc đến muốn khóc, cô lại nức nở rơi lệ. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô mốc này khóc như vậy, đầu tiên vươn tay nâng nhẹ mặt của cô, ngón cái lau nước mắt cô nhỏ xuống, biết hoàn cảnh lúc này không nên kích động và nói chuyện nhiều, liền nở nụ cười, nói, "Được rồi, đừng khóc." Con mắt cũng sưng lên, Chu Tiên Sinh nhìn xấu hổ biết bao anh nói xong, lại nắm chặt bà vai Khả Hinh, lúc này mới xoay người, trên mặt lập tức nở nụ cười hấp dẫn còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, bước nhanh về phía Chu Trường Dũng, vươn tay lấy dáng vẻ đầy khí thế của một người lãnh đạo, hết sức tôn trọng và lễ phép gọi, Chu Tiên Sinh. Chào ông, tôi tới muộn. Chu Trường Dũng cùng mấy ông chú, bác trong thôn ngơ ngác nhìn Trang Hạo Nhiên, còn đang suy nghĩ anh là ai. Lúc này Tiểu Nhu cũng nhìn ngây người, cũng rất vui vẻ thay cho Khả Hinh, kích động đến nói không ra lời, Lúc nhìn thấy tổng giám đốc đi về phía cha của mình, cô nhanh chóng đi về phía cha, giải thích nói: "Cha, vị này là là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu chúng con, tổng giám đốc Trang." "Ồ, Chu Trường Dũng vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, vươn tay bắt tay với Trang Hạo Nhiên, cười lớn nói: "Tổng giám đốc Trang. Rất vui được gặp, trước kia tôi có mở nông trường, nghe nói người của các vị tới đây muốn đầu tư. Sau đó mọi người tự làm, cũng có chút thành tựu." Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười, càng nắm chặt tay Chu Trường Dũng, kích động nói: "Chu tiên sinh ngài khách sáo. Phụ trách mở nông trường chính là một vị tổng giám đốc khác của hoàn cầu chúng tôi. Năm gần đây tổng giám đốc tưởng chúng tôi cố gắng đầu tư sản nghiệp nông trường, hy vọng thông qua một loạt hạng mục và đầu tư, có thể nâng cao lợi ích của người nông dân, càng có thể để cho thực khách của chúng tôi cùng mọi người ăn uống được yên tâm hơn." "Đúng, đúng, đúng, lời này nói đúng." hoàn cầu tổng giám đốc thật sự là nhìn xa trông rộng chu trường dũng lại nở nụ cười bắt tay với anh nào có trang hạo nhiên lại nở nụ cười nói so với chu tiên sinh nông nghiệp rộng lớn người trẻ tuổi chúng tôi chỉ học tập một chút tương lai kính nhờ chu tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn khó được hôm nay chu tiên sinh làm bữa tiệc lớn như vậy chiêu đãi cấp dưới của tôi ngày khác mời ông đến khách sạn á châu tôi nhất định sẽ tận tình chiêu đãi không cần khách sáo Chu Trường Dũng lại cảm thấy cao hứng mà bật cười nói, hôm nay Tổng Giám Đốc Trang ghé thăm, là vinh hạnh tối cao của nhà họ Chu tôi. Không nói nhiều, cạn ba ly trước, bày tỏ kinh ý, mấy cấp dưới của tôi, bình thường cũng không uống rượu quá say. Tôi thay bọn họ uống đi, Trang Hạo Nhiên vừa nắm Chu Trường Dũng, vừa vỗ bờ vai của ông, hai người cùng nhau xoay người, đầu tiên nhìn đống ly rượu nhân sâm trồng lên giống như kim tự tháp, ánh mắt anh cũng sáng lên, hết sức vui mừng nói kim ngọc mãn đường cậu biết, Chu Trường Dũng kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn Chu Trường Dũng bật cười, nói Kim Ngọc Mãn Đường của họ Chu, bắt đầu từ thời kỳ dân quốc cũng đã phát triển một thời. Rượu thuốc ủ nhân sâm, vang xa nước ngoài, trong đó còn có một đoạn giai thoại ca tụng đến nay. Ở thời kỳ chống Nhật, ông cụ Chu vì bảo vệ các sinh viên đại học chống Nhật, đã lợi dụng Kim Ngọc Mãn Đường, làm cho binh lính Nhật say ngã 7 ngày 7 đêm, bảo vệ sinh viên chạy nạn đến Tây Bắc. Cũng bởi vì như vậy, ông Cụ Chu là người chính trực, cảm thấy Kim Ngọc Mãn Đường đã từng chiêu đãi qua người Nhật Bản, mà thẹn với Tổ Tông. Trong cơn tức giận, liền kết thúc nghiệp rượu kia, lúc tôi nghe tới cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Phải biết, có những chuyện có thể làm và không thể không làm, ông Cụ Chu là người Anh rất khó, cho dù cách làm của ông ấy như thế nào, chúng ta cũng nên sùng bái và cung kính. Chu Trường Dũng nghe nói như vậy, hai mắt rất sáng ngời, cảm thấy hả lòng hả dạ, cười kêu lên, nói ồ, vị tổng giám đốc trang này thật sự là rồng trong loài người. Nhân vật lịch sử lớn như vậy cậu cũng biết. Ông đừng nói rồng trong loài người." Trang Hạo Nhiên tiếp tục bật cười nói, "Chúng tôi đều là người trẻ tuổi. So với vinh quang tối cao và lịch sử của họ nhà Chu, kể ra vô cùng chính trực và cảm động, chúng tôi thật sự không coi vào đâu." Lúc tôi xem tới đoạn giai thoại này, cũng hận không được xuyên không đến thời kỳ dân quốc cùng ông cụ Chu uống ba chén lớn ha 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 chu trường dũng cười lớn tay vỗ mạnh bả vai trang hạo nhiên trong lòng sảng khoái nói hiện tại uống cũng còn kịp có thể ở bên dưới thỏi vàng thưởng thức kim ngọc mãn đường thật sự là một chuyện vui thú lớn trong cuộc đời trang hạo nhiên không nói hai lời ngay lập tức đẹp trai phóng khoáng sắn ống tay áo sơ mi trắng của mình chuẩn bị uống với chu trường dũng thế nhưng lúc anh đang cuốn ống tay áo vẫn liếc đường khả hinh một cái cả người đường khả hinh đứng ở một bên trên mặt tràn đầy kích động và nụ cười ngọt ngào, tựa vào trong ngực nhã tuệ, thật vui vẻ. Nhã tuệ cũng đưa tay ra, bưng mặt của con bé này, cười khẽ nói cô nhóc. Vui vẻ nhé, nhìn cô cười kìa. Đường khả hình càng ngọt ngào tựa vào trong ngực nhã tuệ, cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Tới, Trang Hạo Nhiên sắn ống tay áo, trực tiếp thoải mái cất bước đi tới trước kim tự tháp, nhìn hơn 100 ly rượu, không nói hai lời, liền ở trước mặt Chu Trường Dũng, lập tức cầm một ly rượu trên đỉnh tháp, không chút nào nghi ngờ, liền ngẩng đầu uống hết. Lúc đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành căng thẳng nhìn anh, anh lại cầm cái ly, nuốt mùi thơm vào cổ họng, hết sức kích động bật cười nói, rượu ngon. Ít ra cất trong hầm 10 năm, ba cổ nhân sâm ngàn năm, chu tiên sinh thật coi trọng hạo nhiên tôi và cả đám cấp dưới. Cảm ơn nhiều. Ừ, sảng khoái, sảng khoái. chu trường dũng rất vui vẻ, vỗ bàn một cái, mình cũng cầm một ly rượu, muốn cụm ly với Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại phóng khoáng và đẹp trai xoay người, lấy thêm một ly rượu, thoải mái cụm ly với Chu Trường Dũng, lại uống một hơi cạn sạch, mới nở nụ cười nói, hôm nay rượu này là của tôi và Chu Tiên Sinh đấy. Tối nay không say không về, say tôi cũng tin tưởng Chu Tiên Sinh, có thể chiêu đãi Hạo Nhiên một ngày hai ngày. Tốt, đừng bảo là một ngày hai ngày, chính là một năm, mười năm cũng được. Rượu gặp chi kỹ ngàn chén ít, uống đi. Chu Trường Dũng không nói hai lời, lại bưng một ly rượu, cùng Trang Hạo Nhiên ở trước mắt bao người, kích động cụng ly, uống cho mọi người trong thôn nhao nhao cổ vũ, rất nhiều người trong thôn đều đang cảm thán anh đẹp trai này ở đâu tới, xuất sắc và tuyệt vời như thế, còn có một số cô gái, thấy Trang Hạo Nhiên cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Đường Khả Hinh ở trong tiếng là hét của mọi người, cảm nhận được Trang Hạo Nhiên đang ở bên cạnh, trái tim của cô lại dâng lên tình cảm rất ngọt ngào, rất ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên đang uống cùng Chu Trường Dũng, trong ánh mắt lấp lánh, cũng liếc mắt nhìn đường khả hình dịu dàng đứng ở trong đám người, cũng kích động thâm tình mỉm cười. Audio điện tử võ tấn bền chương 1126 con rể Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, tưởng thiên lỗi đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu chuyên chú phê duyệt văn kiện, thuận tiện kiểm tra lại lần thứ ba ở phía sau nơi tổ chức trận thi đấu phục vụ rượu, vừa rồi Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ và người chủ trì cuộc thi phục vụ rượu đã ghé qua, nói đến việc sau 3 ngày thi đấu, nguyên nhân trong đó liên quan đến ngủ phẩm, nơi tổ chức cuộc thi nhất định phải cách thật xa hương nguyên. Ví như vườn hoa to như vậy, tiến hành xây dựng trong 3 ngày qua, cùng ngày khách quý tiến vào trong tham gia thi đấu, cũng đã đạt 3.000 người, trong đó bao gồm các chuyên gia bình phẩm xuất sắc nhất thế giới, thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ trong nước, còn có rất nhiều phục vụ rượu, cùng các vị khách quý của giới ẩm thực đến xem thi đấu đôi mắt anh thong thả xem một lượt các tin tức và tư liệu ngón tay nhẹ lật từng trang xem xét lúc này tiếng gõ cửa vang lên mời vào tưởng thiên lỗi vừa đáp vừa tiếp tục lật xem tài liệu đám người trần tuấn nam thẩm quân dụ và tiêu nại đẩy cửa ra nhìn tưởng thiên lỗi đang ngồi nghiêm nghị phía bên kia có chút không tiện đi vào tưởng thiên lỗi xem lướt qua nội dung trận thi đấu phục vụ rượu cảm giác xung quanh không có tiếng động liền hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn mấy phó tổng đang đứng ngoài cửa, anh liền nhíu mày, nói tại sao các người lại ở đây? Không phải đi đàm phán hợp đồng với chu tài chủ sao? Trần Tuấn Nam có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, vừa đi tới vừa xin lỗi nói, xin lỗi, tổng giám đốc. Thời điểm chúng tôi đi đến thì bị người khác ngăn cản, liền nghĩ biện pháp đi đường vòng, ai ngờ tổng giám đốc trang lại đi trước một bước. Trái tim như bị người khác đâm một nhát. Âm, uhm, tưởng thiên lỗi cầm tài liệu bên cạnh, Mạnh mẽ nện lên trên bàn làm việc, ngẩng đầu, mang theo vài phần tức giận cùng sốt ruột nhìn về phía bọn họ, kinh ngạc và giận dữ kêu lên, các người nhường Trang Hạo Nhiên đi vào trước một bước, còn hy vọng có thể lấy được mảnh đất kia sao? Cậu ta là ai, các người không biết sao? Nhóm người Trần Tuấn Nam nghe xong mấy người nắm chặt tay cúi đầu, thở dài một hơi. Buổi chiều, buổi tiệc vẫn tiếp tục. Trang Hạo Nhiên và Chu Trường Dũng cùng ngồi ở vị trí đầu đối diện với đám đông đang ồn ào phía dưới, liên tục cầm ly kim ngọc mãn đường, ngửa đầu uống, cảm thán nhân sinh sao có thể nếm rượu như vậy, thật là một việc quá nhanh, nhất là Chu Trường Dũng, nhìn chăm chú phía Trang Hạo Nhiên, từ nãy đến giờ uống mấy chục ly xuống bụng, quả nhiên mặt không đổi sắc, vẫn duy trì khí phách và phong độ như cũ, liền vô cùng thưởng thức và cảm thán cười rộ lên, nói tổng giám đốc Trang. Nhìn ngài tuổi còn trẻ, không nghĩ đến tử lượng lại tốt như vậy trang hạo nhiên nghe xong những lời này khóe môi dương cao lên nở nụ cười nhìn chu trường dũng thẳng thắn nói chu tiên sinh ngài khách khí rồi phải biết rằng không rượu là không có tiệc rồi giống những người làm ăn như chúng ta làm việc gì cũng nên biết một phần về người khác có quyết định gì lớn không có một chút trần trừ hễ tới giai đoạn này luôn muốn mượn sự hưng phấn từ rượu mới có thêm hiểu biết và can đảm ngược lại tôi thấy chu tiên sinh ngài từng ly từng ly hạ đỗ tuyệt đối không trần trừ liền biết ngài là người quyết định kế hoạch. Chúng tôi là hậu bối không thể theo cùng. Ha 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 ha, Chu Trường Dũng cười to, nói, đối với nông dân chúng tôi việc buôn bán xác thực không mấy chú ý, xem rượu ba phần, thì xem người đến mười phần. Hôm nay tử lượng và phẩm rượu của Tổng Giám Đốc Trang khiến cho Chu gia tôi thật sự bội phục. Ngài thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt, đến đến đến, mời. Lấy việc chúng ta đều vui vẻ, Trang hạo nhiên nâng ly cùng với Chu Trường Dũng, mới mỉm cười nói, việc buôn bán thoải mái nhất chính là có thể hợp tác mà lại có thể kết giao thêm bằng hữu. Đúng, chính là đạo lý này, lời này rất được lòng tôi. Sảng khoái, mời, Chu Trường Dũng không nói hai lời, cùng Trang Hạo Nhiên một lần nữa cụm ly, hai người cùng nhau cạn ly rượu trước mặt thuốc bá trong thôn. Chu gia đã thích như thế, không bằng thừa dịp như lúc này, đem việc hôn nhân nói ra. Cũng không biết người anh em này có vợ chưa có một vị thúc bá ngồi ở trên bàn tiệc nói đùa. Tiểu nhu trừng mắt, nghe những lời này, sợ đến kêu nhẹ lên, ngửa mặt vội vàng nói: các người không nên nói lung tung. Tổng giám đốc của chúng ta đã có vị hôn thê. Lời này vừa nói ra, những người thôn dân đều vô cùng thất vọng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, đôi mắt chợt lóe, không nói chuyện. Trang Hạo Nhiên đầu tiên nghiêng mặt liếc mắt nhìn đường khả hình dịu dàng xấu hổ, anh cũng hơi ngượng ngùng cúi đầu cười ngẩng đầu nhìn về phía các cụ già và chu trường dũng tiêu sái nói được các chú bác yêu ái rồi hạo nhiên trong lòng đã chủ nhưng tiểu nhu là nhân viên hết sức xuất sắc trong khách sạn của chúng tôi tấm lòng rất tốt vô cùng thiện lương và quan tâm được lòng người tôi cực kỳ tán thưởng cô ấy nhất là vì bạn bè mà luôn tràn ngập nhiệt huyết hôm nay cùng chu gia uống ly rượu này hy vọng trong tương lai chuyện của cô ấy cũng chính là chuyện của tôi mặc kệ chu gia thích mẫu người thanh niên trẻ tuổi nào Tôi nhất định sẽ lưu ý nhiều hơn. Ha ha ha, Chu Trường Dũng nhất thời cao hứng, ngửa mặt cười to, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đắc ý nói, cho nên tôi mới nói tổng giám đốc Trang là người ngay thẳng. Không giống những người trẻ tuổi khác, làm chuyện gì cũng mắc cỡ ngại ngùng lên không được bàn tiệc. Quá mức khiêm tốn, mà cũng không có khí phách, là đàn ông phải tiêu sái và ngay thẳng, con gái nhà tôi tâm địa đơn thuần, mặc dù hơi ngốc, nhưng vẫn là đứa nhỏ tốt nhưng việc hôn nhân chúng ta không thể nói trước được, tất cả đều là do duyên phận. Đúng, ở trên bàn rượu, chúng ta không nên nói chuyện nhi nữ tình trường. Đến đến đến, cạn ly, trang hạo nhiên cùng tiêu đồng cũng ly, sau đó cũng cùng chu gia cạn ly, tiếp tục uống, tòa kim tự tháp rượu kia, từ trên xuống dưới, cho đến tầng thấp nhất nhất, còn lại 38 ly. Thế nhưng hai người đàn ông, đối mặt với rượu mạnh như vậy, mặt vẫn không đổi sắc như cũ để cho tất cả mọi người trong thôn ồn ào thán phục lãnh mặc hàn ngồi ở một bên bởi vì đã uống ba ly cả người có chút hơi say không rõ nhiều năm qua huấn luyện nghiêm ngặt cho nên lúc anh có thể tránh được men rượu đều tuyệt đối không chạm vào chỉ là anh một mình ngồi ở chỗ này lạnh nhạt không nói lời nào thế nhưng người hiểu rượu nhìn thấy đôi mắt anh chuyển động mang theo vẻ choáng váng liền biết anh say ánh mắt chu trường dũng lợi hại nhìn về phía lãnh mặc hàn đang ngồi ở bên đó bộ dáng im lặng trầm ngâm nhịn cười không được cao giọng gọi, phó tổng lãnh. Trang hạo nhiên nghe thấy tiếng kêu này, vừa muốn đưa rượu vào miệng, hơi dừng lại, nghiêng mặt nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn nghe thấy chu trường dũng gọi mình, tức khắc mỉm cười, tôn kính gật đầu, đáp chu ra. Tiểu nhu ngồi bên người nhã tuệ, nhìn dáng vẻ của lãnh mặc hàn có phần lạnh nhạt mà choáng váng, trong lòng cô căng thẳng, không biết nên làm gì bây giờ. Tử lượng như vậy là không được, tôi thấy mấy phó tổng kia uống hai ly, Mặc dù hơi choáng váng một chút, nhưng hiện tại cũng không có chuyện gì. Bộ dáng Chu Trường Dũng thô lỗ, mỉm cười thật sâu nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước. Lãnh Mặc Hàn thực sự xin lỗi cười nhạt một cái, nói: "Xin lỗi, Chu gia. của thật tử lượng của tôi không được tốt." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn về phía Chu gia, cười giải thích nói: "Phó tổng này của tôi, tính tình cẩn thận, năng lực làm việc lại siêu cường. Gần đây bởi vì có quá nhiều chuyện, thân thể lại bị hai vết thương." hơn nữa bình thường không đụng đến rượu cho nên hôm nay tử lượng không được tốt chu gia ngài hãy thông cảm cho ai chu trường dũng tiêu sái lắc đầu vô ý nhìn bộ dáng lãnh mặc hàn kia trầm ngâm thật lâu mới cười rộ lên nói có rượu uống cũng tốt mà không uống rượu cũng tốt tôi thấy vị phó tổng này phong thái hiên ngang khí thế tràn đầy cũng là một người không tầm thường cha mẹ sinh con trời sinh tính làm gì có người tài năng nào giống nhau như đúc không dính đến rượu cũng tốt ý nghĩ thanh tỉnh, là một người thực sự cẩn thận. Tiểu Nhu, đỡ vị phó tổng này lên lầu nghỉ ngơi một chút, nói mẹ con chuẩn bị một chén trà sâm. Nhớ rõ là pha trà nóng để chiêu đãi khách cho tốt. Dạ, dạ, Tiểu Nhu nghe lời cha, mặt nhanh chóng đỏ hồng cô đứng lên, trong tiếng hồn ào của mọi người ở trong thôn, đi tới bên người lãnh mặc hàn, cúi đầu, có chút ngại ngùng và xấu hổ nhìn về phía anh, hai tay nhẹ đưa lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, chẳng biết có nên đỡ hay không, chỉ là ngập ngừng nói, Phó tổng Lãnh, anh đi theo tôi, tôi dẫn anh đi nghỉ ngơi một chút. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, trầm mặc do so dự. Đi đi, Trang Hạo Nhiên thúc giục, nhìn về phía anh cười nói, nghỉ ngơi một chút rồi mau chóng đi ra. Chu gia không phải chỉ là muốn mở rộng tầm mắt về tử lượng của cậu đâu. Vẫn còn nhiều cái đánh giá khác. Ha ha ha, Chu Trường Dũng vừa nghe lời này lại nâng lên rượu cùng Trang Hạo Nhiên cụng ly, nói Tổng Giám Đốc Trang Tổng quả thật rất được lòng tôi. Đến, chúng ta cạn thêm lần nữa. Hăng hái của mọi người bị khơi lên, lại sôi nổi nâng ly uống rượu. Lãnh mặc hẳn thì ngồi trong đám người náo nhiệt, cảm giác mình thật ảm đạm nhìn Tô Lạc Hoành cùng mấy người lâm sở nhai cũng ồn ào hướng chính mình đưa mắt ra hiệu. Anh liền trầm mặc hai tay nhẹ trống lên mặt bàn, thong thả đứng dậy, một đôi tay nhỏ bé nhẹ nắm cánh tay của mình, anh hơi đảo mắt, quay mặt sang nhìn Tiểu Nhu đứng trước mặt mình. Tiểu Nhu có chút ngại ngùng và xấu hổ cúi đầu, hai tay vẫn nhẹ nhàng nắm cánh tay anh như cũ. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt nhìn về phía cô, do so dự một hồi mới ảm đạm, liền để mặc Tiểu Nhu đỡ mình đi vào trong nhà. Cuối cùng kia mới là con rể sao, chúng ta đều đã nhìn đến hồ đồ rồi. Rất nhiều cụ già, nhìn một màn này, nhao nhao cười to lên. Trường 1127, buông tha căn gác nhỏ. Ba cây lòng nhãn trăm năm theo sức gió thổi mạnh mà lay động, căn phòng trên căn gác nhỏ truyền đến từng đợt âm thanh. Lâm Phượng Kiều nhanh chóng đứng trước giường con gái vội vàng thu dọn chăn đệm của cô rồi trải lại tấm ga giường màu xanh lam, sau đó nhận chiếc gối màu xanh công nhân đưa đến cẩn thận đặt lên đầu giường. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, bà vội vàng xoay người nhìn ra bên ngoài. Lúc này Trương Hoa đang cẩn thận từng ly từng tí đỡ lãnh mặc hàn có chút mê man đi vào gian phòng, vừa đi vừa cẩn thận nhắc nhở, cẩn thận một chút, bởi vì thời gian gấp rút chúng tôi còn chưa kịp dọn dẹp phòng nghỉ, trước tiên anh tạm thời nghỉ ngơi ở phòng tiểu nhu một chút. Lãnh mặc hàn cảm thấy đầu óc mê man, nhất là vì uống rượu mạnh xuống dạ dày, cùng với vết thương trước ngực cũng nóng rực đau đớn, trên trán anh tuôn ra mồ hôi lạnh, vừa bước trương hoa vừa nói, xin lỗi, đã để mọi người phải bận tâm. Đừng nói những lời như thế, mau tới đây nằm xuống. Lâm Phượng Kiều vội vàng cười nâng chăn lên, để con rể đỡ lãnh mặc hàn nằm xuống giường. Lãnh mặc hàn bởi vì thân thể quả thực có chút không thoải mái, liền đành phải xin lỗi đi về hướng chiếc giường nhỏ kia, thân thể to lớn chậm rãi ngồi xuống, chiếc giường vang lên một tiếng động nhỏ, anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái chậm rãi nằm xuống, trong nháy mắt trời đất quay cuồng như được giảm bớt, nhắm mắt lại chậm rãi thở ra, nhưng mồ hôi vẫn như từ chán chảy xuống khuôn mặt kiên nghị. Ô kìa, Lâm Phượng Kiều đứng bên giường nhìn về phía lãnh mặc hàn nằm trên giường, Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn rất không thoải mái liền nói, hay là mời bác Phúc đến xem thế nào. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này liền vội vàng mở mắt ra tỏ ý xin lỗi, cố nén đau đớn từ vết thương nơi lồng ngực, muốn chống thân thể ngồi dậy, hướng về phía Lâm Phượng Kiều khách khí và tôn trọng nói, không cần, cháu nằm một chút là được. Cảm ơn bác Chu. Tiểu Nhu một mình đứng phía sau mẹ, đau đớn cùng sốt ruột nhìn về phía anh. Vậy cứ nằm im đó, đừng động, Trương Hoa mau chóng đi tới bên cạnh giường vươn tay hơi nắm bờ vai của anh, khách khí cười nói, ở nhà của chúng tôi không cần khách khí. Kim Ngọc mãn đường kia của cha vợ tôi quả thật không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc trước tôi uống ba chén liền ngủ đúng ba ngày. Anh thật tốt, uống ba chén vẫn còn có thể chịu đựng được. Lãnh mặc hàn cố nén vết thương nằm trên giường, khiêm tốn cười. Tiểu Nhu, Lâm Phượng Kiều vội vã xoay người, suốt ruột nhìn về phía con gái nói, con mau đi lấy khăn lông ấm đến đây cho lãnh phó tổng cả người toát hết mồ hôi rồi. Đợi một lát ta đi xuống mắng cha của con. à, tiểu nhu mau chóng xoay người đi tiến phòng tắm, mở nước nóng và chuẩn bị khăn lông nóng. Lãnh mặc hàn liếc mắt nhìn tiểu nhu một cái, lúc này mới gật đầu đối với Lâm Phượng Kiều nói, thực sự xin lỗi, bác, gây phiền toái cho mọi người rồi. Thật sự không cần khách khí như vậy, Lâm Phượng Kiều cố ý oán trách liếc mắt nhìn dáng vẻ thành thật cẩn thận của lãnh mặc hàn, thích chí cười rộ lên nói, các cháu có thể đến nhà của chúng ta chơi, chúng ta rất vui vẻ. Cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, nếu như thực sự chưa muốn rời khỏi đây thì ta bảo Tiểu Nhu xuống dưới ngủ, tối nay cậu nghỉ ngơi ở đây. Lãnh mặc hàn nằm trên giường chỉ khẽ cười, có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Khăn lông ấm tới đây, Tiểu Nhu thoáng cái cầm chiếc khăn lông trắng tới, gấp gọn gàng nhanh chóng đi đến. Lâm Phượng Kiều cùng Trương Hoa nhìn cô đến liền không quấy rầy lãnh mặc hàn nghỉ ngơi nữa, đều đứng lên nói, mau mau lau mồ hôi cho lãnh phó tổng, ta và anh rể con xuống dưới nấu canh giải rượu. A, à, Tiểu Nhu đứng một bên có chút xấu hổ cùng ngại ngùng cầm khăn lông nóng, cúi đầu không dám lên tiếng. Trương Hoa nhịn cười, liếc mắt nhìn kia cô em vợ một cái, mới đỡ mẹ vợ cùng nhau rời phòng, nhẹ nhàng hơi khép cửa phòng rồi đi xuống. Gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại những bóng cây long nhãn quét qua cửa sổ in bóng xuống sàn nhà, những cơn gió mùa thu đưa tới hương vị ngọt ngào. Tiểu Nhu cầm khăn mặt ấm áp trong tay, đảo đảo đôi mắt to có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn lãnh mặc hàn, thấy mồ hôi trên trán anh vẫn như cố từng giọt chảy xuống, áo sơ mi trắng đều dần ướt hết, trong lòng cô chợt căng thẳng, khẽ cắn môi dưới do dự một hồi mới chậm rãi bước đến cạnh giường, chạm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Lãnh mặc hàn nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, trên trán lại chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh, hai tròng mắt mị lực lóe ra, có chút hiên lặng nhìn về phía dáng vẻ có chút sợ hãi cùng xấu hổ của cô, Liên Hiểu mà nở nụ cười, hơi nâng đôi chân thon dài của mình rời khỏi một chút thân thể ôn nhu của cô, mới nói có phải anh rất vô dụng hay không. A, à, Tiểu Nhu cầm khăn lông ấm quay mặt sang, mở to mắt ôn nhu nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn về phía dáng vẻ ngốc nghếch của cô, lại nhịn không được cười nhạt nói, có mấy chén rượu cũng không được, làm cho cha em chê cười. Tiểu Nhu nghe lời này, vội vàng xoay người lại nhìn về phía anh lắc đầu nói, không có không có anh không cần nghĩ quá nhiều. Kỳ thực cha em mặc dù thích uống rượu, nhưng không thích dáng vẻ người uống rượu say như chết. Anh nói dáng vẻ này, còn không bằng không uống đâu. Lãnh mặc hàn nghe lời này liền không lên tiếng, nằm trên giường, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh gian phòng nhỏ ấm cúng. chỉ có một chiếc bàn học cùng tủ quần áo bằng gỗ đơn giản, còn có chiếc giường nhỏ mình đang nằm, giữa phòng trải một tấm thảm màu xanh, vô cùng hài hòa. Ánh mắt anh châm dẫu di chuyển xung quanh phòng, lại cảm giác trên khuôn mặt anh có một chút ấm áp sắc mặt anh liền hơi ngưng lại di chuyển ánh mắt nhìn về phía cô gái trước mặt tiểu nhu không nói gì đem chỉ khẽ cắn môi dưới ngồi lại gần lãnh mặc hàn một chút cầm khăn lông ấm ôn nhu lau đi mồ hôi trên khuôn mặt anh rất cẩn thận đem khăn lông ấm nhẹ nhàng đặt tại trán của anh má trái cổ lại tới xương quai xanh khêu gợi của đàn ông phát hiện áo sơ mi của anh đã tháo hai khuy áo trên cùng để lộ lồng ngực chắc khỏe những đường vân ra mị lực thật là làm cho người này tăng thêm vài phần khí thế nam nhân, cô liếc mắt nhìn vào trong lồng ngực kiên cố của anh, khuôn mặt ửng đỏ. Vội vã cúi đầu, hai tròng mắt lãnh mặc hàn lóe ra nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài ngang eo, hôm nay khó có được ôn nhu như vậy, sắc mặt phiếm hồng, nhất là cái miệng hồng phấn nhỏ nhắn kia dường như vẫn còn một chút sưng đỏ của nụ hôn hôn qua, anh mỉm cười vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng miết hai cánh môi đỏ mọng của cô. Tiểu nhu nhất thời hoảng sợ, chợt cảm thấy cánh môi một trận tê buốt, Khuôn mặt cô xấu hổ đến đỏ bừng, khẽ nâng đầu kêu nhẹ một tiếng, không dám nhìn anh, lúng túng đứng lên nói, khăn mặt lạnh rồi, em đi nhúng nước ấm. Cô cầm chặt chiếc khăn lông quay người đi về phía phòng tắm. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía A ảnh muốn chạy trốn của cô, mỉm cười. Phòng tắm nhỏ, tiểu nhu đứng trước bồn rửa ta, đem khăn lông ngâm vào trong nước ấm, nhớ tới vừa rồi ngón tay lãnh mặc hàn miết nhẹ lên môi mình khiến cho lòng cô hoảng loạn vội vã cắn chặt môi dưới muốn để đau đớn che giấu cảm giác tê buốt kia sau đó mau chóng nắm khăn mặt trong nước thấy nhiệt độ đã phù hợp liền nhanh chóng xoay người vội vàng đi ra ngoài nhìn thấy lãnh mặt hàn thật sự có một chút hơi say người đã nằm trên chiếc giường nhỏ của mình một chân hơi nâng lên một tay che trên chán nhắm mắt lại lồng ngực hơi phập phồng nặng nề đi vào giấc ngủ cô cầm khăn lông nóng trong tay nhìn dáng vẻ anh như vậy lúc này mới dám bộc lộ vẻ mặt ôn nhu cùng đau lòng chậm rãi đi qua ngồi bên cạnh anh một bên mở to mắt nhìn A Ti Anh che trên chán, mắt liếm khẽ nhắm, chóp mũi cao, làn môi mỏng, trái tim cô đập thình thịch, do so dự một hồi liền cầm khăn long nóng nhẹ nhàng đặt lên mặt anh. Lãnh mặc hàn nhẹ nhàng chớp mắt mở ra, nội liếm mà mị lực nhìn về phía cô gái trước mặt. Khuôn mặt tiểu nhu ửng hồng dừng động tác lại nhìn về phía lãnh mặc hàn, anh đang chăm chú nhìn mình, lại một lần nữa trái tim lại đập thình thịch mà trước đây chưa từng có. Lãnh mặc hàn buông cánh tay xuống, ôn nhu nằm trên giường cô gái này hai tròng mắt nhẹ nhíu lại nhìn dáng vẻ của tiểu nhu thanh âm trầm trầm cười nhạt hỏi thế nào ách không có việc gì tiểu nhu xấu hổ đỏ mặt vội vã cúi đầu vẻ mặt lãnh mặc hàn bình tĩnh nhìn về phía cô gái mềm mại mà khẩn trương trước mặt có lẽ hiểu được cô liền mỉm cười vươn tay nhẹ gạt mấy lọn tóc mái để cho mình càng thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng của cô tiểu nhu lại hoảng sợ lần này lại có chút can đảm quay mặt sang nhìn về phía lãnh mặc hàn khuôn mặt lãnh mặc hàn bộc lộ vẻ trứng chạc đàng hoàng, dùng ngón tay nhẹ vuốt mấy lọn tóc mềm mại khẽ rũ xuống của cô, lướt nhẹ qua khuôn mặt chân mềm, mới khẽ cười nói, đi ra ngoài đi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, tiểu nhu mở to mắt nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn lại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, chậm rãi cười nói, đi ra ngoài đi, anh muốn ngủ một mình một chút, xem ra anh không qua được cửa ải này. Trong lòng tiểu nhu không hiểu sao thấy căng thẳng, nghe điều này trái tim dường như bị đâm một nhát trống rỗng lạnh ngắt nhìn về phía anh lãnh mặc hàn thâm tình nhìn về phía cô gái trước mắt cười rộ lên nói anh không biết tương lai anh có thể có con gái có người nhà hay không nhưng gia đình của em thật sự rất hoàn chỉnh và hạnh phúc mỗi người đều tốt như vậy làm anh nhớ đến cuộc sống không hoàn chỉnh của mình còn có khả năng anh phải cần cả đời làm bạn và chăm sóc em gái mình cuộc sống của anh nhất định là phiêu bạt hôm nay anh tới đây đã suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng cảm giác của anh, dù cho có như thế nào cũng không thể mang đến cho em một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc. Bởi vì anh luôn ở một mình, đó đã trở thành thói quen, anh thật sự không biết làm thế nào để biểu đạt sự quan tâm cùng hiếu thuận của mình, thậm chí có lúc còn trầm mặc chẳng khác gì đầu gỗ. Xem ra, ý nghĩ của anh vẫn còn rất đơn giản. Em xứng đáng gặp được người tốt hơn, người mà cha em chờ mong làm chồng em, làm con rể chu gia. Không phải là anh không có lòng tin chỉ là anh không đành lòng. Tiểu Nhu trừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt không biết nên nói như thế nào. Lãnh Mặc Hàn đau lòng nhìn về phía cô, nặng nề thở hồn hển một hơi mới lại vươn tay, mỉm cười sửa sang tóc mái trên trán cô nói, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt, nếu em có chuyện gì, nhất định anh sẽ dốc hết sức giúp đỡ và chiếu cố em. Nếu như em không để ý, tương lai lúc em chọn chồng, anh sẽ ở bên cạnh em cho em một chút lời khuyên. Tiểu Nhu vẫn như cũ ngồi trên giường mềm mại, nghe mấy lời này vẫn luôn yên lặng cúi đầu. Đi ra ngoài đi, đừng để cha em hiểu lầm, Lãnh Mặc Hàn lại mỉm cười thúc giục. Tiểu Nhu lại mở to mắt, nghĩ ngợi một lúc rốt của Ôn Nhu mở miệng nói, kỳ thực, cha em rất thích cùng người uống rượu, nhất định không say không về, thế nhưng ông ấy không thích con rể uống rượu. Lãnh Mặc Hàn hơi nâng mí mắt nhìn cô tiểu nhu lại lộ ra vẻ mặt khờ khạo nhìn về phía lãnh mặc hàn ngọt ngào cười rộ lên nhẹ nhàng nói lãnh phó tổng anh cứ từ từ nghỉ ngơi em đi xuống tối nay anh cứ nghỉ ngơi tại phòng em đi em em ngủ cùng em ngủ cùng chị chị em đã kết hôn lãnh mặc hàn mỉm cười nhìn về phía cô nói không sợ anh rể rất thương em không nên nằm ngủ trên giường người đàn ông khác lãnh mặc hàn nói xong đã nằm xuống một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tiểu Nhu quay mặt sang, trầm mặc nhìn về phía dáng vẻ nhắm mắt muốn nghỉ ngơi của anh, chậm rãi đứng lên từng bước đứng dậy đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn di động hai tròng mắt, tựa như đang ngủ, thở gấp nơi lồng ngực. Tiểu Nhu từng bước một đi về phía cửa phòng, cảm giác được người đàn ông phía sau hơi thở gấp, cô liền không lên tiếng vươn tay nắm nắm cửa mở ra. A, à, mấy người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt cùng nhau ngã xuống nằm trên mặt đất kêu. chương 1128, suối nước nóng. Tiểu Nhu khiếp sợ mở to mắt, nhìn về phía mấy người tô lạc hoành cùng lâm sở nhai nằm trên mặt đất, kỳ quái không hiểu kêu lên, ách. Mấy vị phó tổng, mấy người, tại sao mấy người lại đứng trước cửa phòng tôi? Lãnh mạc hàn cũng hơi ngồi dậy, hít mắt nhìn về phía mấy tên cầm thú này. Ách, mấy người tô lạc hoành còn nằm trên sàn nhà, nhìn quần áo lãnh mạc hàn vẫn còn hoàn chỉnh, liền cảm giác mình thật cầm thú có chút không có ý tứ cùng lúng túng tay trống lên hông mình vội vàng giải thích nói chúng tôi chúng tôi uống rượu nghĩ muốn cùng nhau qua đây nghỉ ngơi một chút đợi một lát sẽ xuống dưới đúng 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 đúng, đúng. liền muốn lên đây nghỉ ngơi một chút thuận tiện nhìn xem mặc hàn có sao không lâm sở nhai cũng lúng túng giải thích nói à tiểu nhu cũng không cảm thấy có gì không ổn liền vội vã đi qua đỡ mọi người dậy mới nói Vậy mấy người tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi xuống giúp mẹ nấu canh giải rượu. Được được, cô cứ từ từ đi. Mấy người Lâm Sở Nhai cười nói với Tiểu Nhu. Được, Tiểu Nhu xoay người một cái đi xuống. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, còn có Tào Anh kia thoáng cái nằm bò đến bên giường Lãnh Mặc Hàn, mấy cái đầu như cầm thú áp trên người anh, cắn răng, mắt mở to như khát máu kêu lên, tôi nói: Thế nào mà quần áo của anh vẫn còn nghiêm chỉnh như vậy? Lãnh mạc hàn chợt cảm thấy lồng ngực đau đớn, thoáng cái đẩy mấy người kia ra, vẻ mặt ghét bỏ nói, mấy người nghĩ rằng tôi như mấy người à. Buồn nôn, trời à, anh mà quân tử như vậy, anh xác thực đệ đệ anh vẫn còn tốt đấy chứ. Tô Lạc Hoành mở to mắt, nhìn người này. Lãnh mạc hàn muốn nâng chân đạp hắn. Ai được hay không, tôi không được rồi. Tiếng nói từ cửa phòng truyền đến. Trang hạo nhiên phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra, vừa rồi còn cao hứng, Mị lực bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đã đổ đầy mồ hôi, còn không kịp nói chuyện đã bước nhanh về hướng toilet, nôn hết dịch rượu ra. Tiêu Đồng cũng nhanh chóng đi vào, vội vàng hướng đến toilet, kêu to: "Lão đại, anh không sao chứ?" Nhỏ giọng một chút, Trang Hạo Nhiên ở bên trong phòng tắm nôn một hồi, lúc này sức nóng ở dạ dày mới giảm bớt một chút, từng đợt thở dốc đi ra, ngồi lên chiếc ghế duy nhất bên cạnh giường, ngửa đầu thở. Tiêu đồng tùy tiện cầm lấy một quyển sách không ngừng quạt lên gương mặt anh, vừa quạt vừa vội vàng nói, ôi, tôi thật là bội phục anh. Cư nhiên uống được nhiều rượu như vậy. Lãnh mặc hàn đồng tình nhìn về phía người này, tức giận nói cậu muốn đẹp trai còn có biện pháp khác. Cút, trang hạo nhiên thoáng cái ngồi dậy, chừng mắt giận dữ nhìn về phía mấy tên xúc sinh kia, tức giận nói bình thường không có việc gì còn không dùng được. Giờ đến lúc có việc quan trọng vẫn không có ích nếu không phải là tôi thấy tử lượng mấy người không thắng được, sợ mấy người bị giữ lại đây, tôi cũng không có đi liều mạng như vậy. Lãnh Mạc Hàn không nói thêm gì nữa. Trang Hạo Nhiên hít mắt nhìn về phía Lãnh Mạc Hàn, hơi nghiên cứu vẻ mặt của anh, trực tiếp kỳ quái nói cậu làm sao vậy? Không sao, Lãnh Mạc Hàn chỉ là có chút phiền não hơi ngồi thẳng người, trầm mặt nghĩ ngợi mới nói tôi đang suy nghĩ xem mảnh đất kia không biết có thể về tay chúng ta không. Tôi cảnh cáo mấy người, tất cả không được dùng người của Tiểu Nhu. Chúng tôi ác tâm như vậy sao? Có lão đại ở đây, vài tòa, kim tự tháp, lão đại của chúng ta cũng có thể lấy về đến tay. Tô Lạc Hoành hít mắt cười rộ lên nói. Kim tự tháp là nhà mẹ của cậu à, không có việc gì đã nghĩ muốn leo lên. Trang hạo nhiên tức giận chừng mắt nhìn tên xúc sinh này, giờ cao chân muốn đạp hắn, mới hung hăng nói, vừa rồi tên xúc sinh kia dùng cá sấu đến ngăn tôi đợi lão tử trở về sẽ trừ hết tiền thưởng 10 năm của mấy người. Không có ích, lâm sở nhai không dám lên tiếng. Tô Lạc Hoành cũng không dám lên tiếng. Lão đại, lão đại, đừng nóng giận, kim ngọc mãn đường ở ngoài sảnh vẫn còn 38 chén. Tiêu đồng lại vươn tay phủ lên lồng ngực nhắc nhở anh. a à, Trang hạo nhiên lại ngửa mặt, khóc thét. Tổng giám đốc Trang, nghỉ ngơi đủ rồi chứ, chúng ta lại tiếp tục. Thanh âm của Chu Trường Dũng vô cùng phấn khởi từ bên dưới vọng lên. Được, Trang Hạo Nhiên trực tiếp nở nụ cười thật đẹp trai đáp một tiếng. Lúc này mới cúi xuống muốn khóc thét nghĩ, còn tiếp tục uống như vậy tối nay làm sao có thể đoàn tụ cùng bảo bối. Lúc này mặt trời dần xuống, buổi tiệc vẫn tiếp tục. Trang Hạo Nhiên tươi cười đi xuống căn gác nhỏ ra bên ngoài, nhìn thấy tâm tình của Chu Trường Dũng không có giảm bớt chút nào, còn càng lúc càng phấn khởi nói chuyện cùng các bác anh đi tới cười nói, xấu hổ quá, vừa rồi cháu lên xem cấp dưới một chút, bởi vì thân thể cậu ấy không khỏe. Ai, ở Chu gia, tôi bảo đảm cậu ta sẽ không có việc gì. Chu Trường Dũng lại vươn tay kéo vai Trang Hạo Nhiên, cất giọng cười to. Lời vừa mới dứt, bác Phúc vào lúc này cũng chậm rãi mỉm cười đi về hướng Chu gia. Trang Hạo Nhiên, mấy người lâm sở nhai cùng Tô Lạc Hoành nhìn thấy bác Phúc lập tức tôn kính đứng lên, đường khả hinh được nhã tuệ đỡ dậy, tôn kính kêu một tiếng bác phúc. Chu Trường Dũng cùng các chú bác càng tôn kính nhìn về phía ông, lập tức muốn mời ông ngồi xuống nhưng ông lại đi thẳng về hướng đường khả hình, hít mắt cẩn thận quan sát cô. Hôm nay khuôn mặt cô đỏ hồng, hai tròng mắt tuy không tập trung thế nhưng cơ hồ có thể thấy đã dần khôi phục, khẽ gật đầu, vươn tay nhẹ nắm lấy tay đường khả hình muốn bắt mạch cho cô. Trang hạo nhiên tức khắc dừng động tác, mang chút khẩn trương nhìn về phía đường khả hình tất cả mọi người cũng có chút tỉnh táo lại nhìn về phía bác Phúc. Bác Phúc bình tĩnh bắt mạch cho đường khả hình, dần dần phát hiện cô nguyên bản cung hư mạch tuyến, đã từ từ khôi phục, liền gật gật đầu, nhắc nhở nói, thân thể khôi phục rất tốt, ăn cơm xong có thể đến suối nước nóng. Thời gian ngâm nước nóng không được vượt quá 3 tiếng, bác đã dặn tiểu bạch chuẩn bị hoa lựu cùng bách thảo để ngâm vào suối nước nóng rồi. Sau khi ngâm nước nóng tránh dính nước lạnh, 9 giờ sáng mai bác sẽ qua đó bắt mạch cho con, đi đi đường khả hinh nghe xong lập tức ngoan ngoãn nghe lời mỉm cười gật đầu nói vâng trang hạo nhiên cầm ly rượu nhìn về phía đường khả hinh từ từ đứng dậy nhã tuệ và tiêu đồng đỡ cô đứng lên đôi song sinh đã xuất hiện phía trước để mở đường máy bay trực thăng bắt đầu khởi động chuẩn bị bay về hướng suối nước nóng trái tim anh cũng đập thình thịch nhưng vẫn phải đè nén tình cảm xuống từng chữ từng chữ chậm rãi nói cẩn thận một chút nếu như trời tối đừng sợ đường khả hinh dừng bước nghe giọng nói của trang hạo nhiên chuyển đến ôn nhu cười khẽ gật đầu lúc này mới theo nhã tuệ chào mọi người rồi cất bước đi về phía trước trang hạo nhiên tiếp tục cầm ly rượu nhìn theo bóng dáng đường khả hinh đang rời khỏi hai tròng mắt nóng rực hiện lên mấy phần kích động suối nước nóng được đặt tại một thôn nhỏ cách chu gia không xa vậy mà lại là một vùng đất hoàn toàn khác lúc này mặt trời đã dần lặn sống ở phía tây mọi người đứng trên núi nhìn về phía suối nước nóng giống như một loại đá quý nằm giữa những khe đá. Mà những gian nghỉ ngơi kiểu nhật nằm giữa suối nước nóng, lúc này cũng đã sáng lên những ngọn đèn lồng đỏ thẫm mặc dù sắc trời vẫn chưa tối. Những làn khói xanh tràn ngập, mơ hồ có thể thấy những vị khách ở suối nước nóng, vừa nói vừa cười nếm nho. Đẹp quá, nhã tuệ đỡ đường khả hinh, cùng tiêu đồng cảm thán khung cảnh tuyệt đẹp này, tiếp theo liền đi xuống chân núi. Bể nước nóng thần tiên theo như lời bác Phúc cũng thuộc sở hữu của là Chu Gia, nhưng bởi vì ông luôn luôn không cho phép người ngoài vào cho nên xung quanh cũng xây dựng lên rất nhiều gian phòng kiểu nhật khác, đem nước vây quanh. Lúc này chỉ thấy cánh lửa lớn bằng gỗ lim đã mở sẵn, đèn lồng hai bên trái phải đã thắp sáng đỏ thấm, đại biểu cho vị khách quý của Chu gia. Đám người còn lại cùng nhau tránh sang một bên không lớn tiếng ồn ào. Lâm Bạch Bạch đã thay một cái váy ngắn màu xanh, eo thắt một chiếc nơ bướm, mái tóc ngắn vén lên cố định bằng một chiếc tram tỏa ra sự thuần khiết tươi mát cô đứng giữa cửa lối vào suối ước nóng nhìn về phía đường khả hinh đang được nhã tuệ cùng trần mạn hồng đỡ tới dọc theo thềm đá đi xuống dưới cô lập tức cao hứng bừng bừng cười rộ lên nói đường tiểu thư cô tới rồi tôi ở chỗ này chờ cô đã lâu bạch bạch nhã tuệ đỡ đường khả hinh đi tới cũng nhìn về phía lâm bạch bạch cười kêu lên mau tới mau tới đây lâm bạch bạch vẫy tay cười nói những cái này mở ra để đón khách tới suối nước nóng cách nơi này một đoạn sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Bên trong có 12 gian phòng, mở ra cũng có thể đến ngay suối nước nóng. Tốt, Khả Hinh, chúng ta vào đi thôi. Tiêu đồng nói xong liền đỡ đường Khả Hinh đi vào bên trong, đôi song sinh đứng trước cửa suối nước nóng cầm bộ đàm nói chuyện cùng mấy người đỗ uy, để cho bọn họ quan tâm một chút tình huống xung quanh. Mà lúc này, chu gia đã phái nhân viên, theo lời dặn của bác Phúc mang thuốc bột mãnh thú đến bên ngoài. Đến, vào đi. Lâm Bạch Bạch đứng trên sàn gỗ bóng loáng, tươi cười gọi mấy người đường khả hình, nhã tuệ cùng tiêu đồng đồng thời dừng bên trong gian phòng, ngẩng đầu phát hiện gian phòng này được xây trên một tảng đá, bên dưới hầu như trống rỗng, tất cả các cửa đều rất tinh tế, trên một số cây to cao đến 2 mét treo một số chiếc chuông gió kêu len keng. 12 gian phòng hình thành nên tứ hợp viện, ở giữa là một chiếc núi giả cùng một bức tượng điêu khắc hình con hạc, còn có một con đường nhỏ xung quanh. Khung cảnh ở đây thật đẹp, Nhã tuệ thật tình cười nói. Lâm Bạch Bạch dẫn mọi người đi vào trong, vừa đi vừa xoay người nhìn về phía các cô cười nói, tôi là nhờ phúc của mấy người mới có thể tiến vào. Bình thường ở đây, trừ người của Chu gia, người khác cũng không thể tiến. Là cấm địa đấy. Đường khả hình nghe, nhớ tới sự giúp đỡ của Tiểu Nhu, không khỏi cảm ơn. Vào đi, cô thay đồ trước đi. Lâm Bạch Bạch dẫn mọi người đi qua từng phòng, cuối cùng đi qua một khúc quanh, rốt cuộc mở ra một cánh cửa có điêu khắc hình phượng hoàng, bên trong bài trí xa hoa, nhất thời làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Trường 1129, có anh. Ánh trời chiều nhanh chóng hạ xuống phía tây, mềm mại khắp núi rừng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thôn suối nước nóng ngay sát nhà khách suối nước nóng, tấp nập sáng lên đèn lồng đỏ lớn, chỉ thấy sương mù mờ mịt dâng lên, mỗi ghê ngồi kiểu nhật của nhà khách suối nước nóng, đều lộ vẻ tinh xảo, nhưng chỉ có ghế ngồi thần tiên của Chu gia xung quanh giữa nham thạch là đủ loại những hoa lựu non mềm hoặc đỏ tươi, mỗi đóa giữa hơi nước trong đêm, huyến hoặc mà tươi đẹp, có vài đóa hoa tươi, cách hồ nước nóng không xa, càng có vẻ tình ý nồng đậm. Một cánh cửa chậm rãi được kéo ra. Bỗng nhiên bên trong cánh cửa hộp hiện lên hơi thở tôn quý, một cái hồ lô bằng vàng cao chừng một mét, dâng lên làn sương mù khiến nhân tâm dễ chịu, bên trái là một vách tường màu tím lớn, phía trên là bức họa quý phi say rượu, phía dưới bài trí một gốc gỗ lim trăm năm loại thượng đẳng nhất, điêu khắc thành ghế dựa hình phượng hoàng, trái phải hai bên, đặt chiếc bàn gỗ, chiếc khăn trải bàn màu vàng dòng thêu, nhẹ rũ xuống, một bên kia là một chiếc giường noãn ngọc, đệm giường tơ tầm màu lam đậm trải ra trên chiếc giường noãn ngọc. Bên cạnh giường cắm hai ống trúc xanh cao lớn tao nhã mà độc đáo, một cây dù giấy cổ, với họa tiết anh đào Nhật Bản, bung ra, che đậy một góc giường, đầy lãng mạn mà rung động. Mấy người nhã tuệ cùng tiêu đồng, còn có lâm bạch bạch tươi cười bước ra khỏi phòng, lại mỉm cười gọi khả hinh. Đi ra, không bao lâu sau, một cánh cửa hộp khác nhẹ đẩy ra, truyền tới một thân ảnh dịu dàng. Đường khả hinh cứ như vậy mặc một chiếc áo tơ tằm trắng ngắn cùng chiếc quần ngắn cùng màu mà Trang Ngải Lâm đã chuẩn bị cho mình, lộ ra đôi chân thon dài cân xứng, đi chân trần đứng trên sàn nhà bóng loáng, bên ngoài khoác một chiếc váy tơ tằm hình hoa đỗ quyên màu hồng phấn kiểu Hàn Quốc, tóc búi cao lỏng lẻo để lộ xương quai xanh đầy khiêu gợi, Mặt hơi bộc lộ nụ cười phiếm hồng mà khiêu gợi, chậm rãi rời bước ra khỏi phòng, ôn nhu nhìn về phía mọi người. "Đi thôi." Lâm Bạch Bạch vươn tay, kêu Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, liền dưới sự nâng đỡ của Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, chân trần trên sàn nhà bóng loáng, cất bước đi về phía trước, một trận gió thổi tới, phất chiếc váy lụa mỏng màu hồng phấn kia lên, lại lộ ra đôi chân dài trắng nõn gợi cảm, đèn lồng đỏ dưới mái hiên ánh lên khuôn mặt trái xoan của cô ôn nhu mê người tình ý triền miên nhất là cặp mắt tựa như ba thu kia của cô tin chắc rằng trên thế giới không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt được đôi mắt này lâm bạch bạch trước một bước bước nhanh đi về phía trước đường khả hình dáng vẻ dịu dàng bước qua tầng tầng những cột gỗ kiểu nhật thỉnh thoảng gió nhẹ nhẹ phất qua bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện tỏa sáng từng đợt hương thiếu nữ lâm bạch bạch phịch một tiếng kéo mạnh một chiếc cửa trong số đó một suối nước nóng lớn, thình lình hiện ra trước mắt, gợn sóng trên mặt hồ, bay ra những cánh hoa phấn hồng, hoa lựu giữa khe đá kia, theo trận gió này thổi tới, nhẹ lay động hỗn độn, từng trận sương mù từ cánh hoa bay lên, một loại mùi hương tuyệt mỹ trên thế giới, mang theo màu sắc truyền kỳ, nhẹ nhàng bay lên. Trái phải hai bên hồ nước nóng, vẫn hai chiếc dù cổ màu vàng gần một mét, có hình thiếu nữ, đang trong trang phục trắng, cúi mặt thẹn thùng, sương mù lượn quanh mặt cô, trông sống động đến vậy. Mấy người Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, nhìn về phía ghế ngồi suối nước nóng, đều chợt cảm thấy một trận kích động. "Vào đi." Lâm Bạch Bạch trước một bước đi tới, hướng về phía Khả Hinh vẫy tay. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, đi chân trần cất bước đi vào bên trong, Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng trái phải gỡ xuống chiếc váy ngủ trong suốt của cô, để cho Lâm Bạch Bạch dẫn theo thân hình gợi cảm của cô, từ từ đi vào dòng nước ấm áp, lúc cô gái này dọc theo thềm đá dưới chân, từ từ đi xuống dưới. Từng dòng nước ấm hiền hòa bao bọc lấy, giống như tình nhân ôm ấp, cô lập tức cảm thấy thoải mái, đôi mắt hoán tán của cô, hiện lên tia nhìn đầy cảm động, vươn tay nhẹ vớt lên dòng nước ấm mang theo hoa lựu. Lúc lướt qua bờ vai trắng tuyết của mình, cũng không khỏi ôn nhu cười ngọt ngào nói thơm quá ha. À. Thật thoải mái a. À. đương nhiên thoải mái, nhã tuệ cùng tiêu đồng đồng thời đi tới, mỉm cười nhìn về phía bóng dáng dịu dàng của đường khả hinh, ngâm mình bên trong suối nước nóng dưới những cánh hoa phấn hồng sợi tóc giữa chiếc cổ trắng ngần bỗng chốc thấm ướt cụp xuống gương mặt nghiêng nước nghiêng thành say lòng người cùng ánh trăng trên trời tôn lên xinh đẹp như một mỹ nhân thời xa xưa các cô cùng nhau ngồi xổm ở bên suối cũng hát nước ấm áp kia lướt qua bả vai của cô mới mỉm cười nói tôi chỉ cần người thấy mùi hương này đều cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp trăm lần chứ không cần phải nói ngâm mình trong đó các cô cũng xuống đi đường khả hình cảm giác chính mình được đặt trong hoa viên ngàn hoa tâm tình bỗng chốc vui vẻ hai lòng cười ngọt ngào kêu lên. Thôi đi, nhã tệ vừa vẩy dòng nước ấm, vừa cười nói em hãy ngâm mình cho tốt đi. Bọn chị nhìn em là được rồi. Chị nghe tiểu vi nói với tiểu hà ba chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở phía trên ngại xuống ngâm mình. May mắn trong hồ này có cánh hoa đẹp quá ha. Đường khả hình nghe đành phải mỉm cười lại ngồi một mình trên tảng đá trong hồ nhẹ nâng chiếc chân dài gợi cảm trong nước bướng mình mà đập nước lại giữa trời đêm tịch mịch này nghe từ xa xa truyền đến từng đợt thanh âm đàn ông tục tằn cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng cha tiểu nhu liền có điểm nghi ngờ nói nơi này cách nhà tiểu nhu không xa sao sao lại có thể nghe thấy tiếng bên kia không xa không xa qua sau núi là đến rồi giọng tiểu nhu lúc này truyền đến mọi người cùng nhau quái dị xoay người quả nhiên thấy tiểu nhu vẫn mặc quần áo hôm nay mặt bộc lộ nụ cười vui vẻ ngọt ngào đi chân trần bước tới cứ như vậy quen thuộc phương hướng đứng bên cạnh suối nước nóng tưới nước cho Khả Hinh, xối lên trên vai trắng tuyết của cô, mới vui vẻ cười nói, Khả Hinh. Ngâm mình có dễ chịu không? Nếu như cô thích, mỗi ngày đến đây ngâm, tôi mỗi ngày đều cùng với cô. Đường Khả Hinh tức khắc ngọt ngào tươi cười, ở trong nước xoay người, chuẩn xác nắm lấy tay Tiểu Nhu trong nước, cảm kích nói, không cần. Cảm ơn cô, chỉ là hôm nay, đã đủ để chúng tôi lĩnh hội, cô thật là dọa chết chúng tôi, thì ra nhà cô lại giàu có đến như vậy. Đừng nói như vậy, Tiểu nhu vén váy ngắn, thò đôi chân trắng nón của mình vào trong nước, thật chu đáo tưới nước cho Khả Hinh. Vừa tưới vừa nói, cô cứ thong thả mà ngâm mình, ngâm đến khi mắt nhìn thấy mới thôi. Tôi sẽ cùng cô ngủ. Buổi tối, cây long nhãn bên ngoài phòng tôi sáng lên rất nhiều những ngọn đèn nhỏ màu xanh, rất đẹp nha. Giống như sao vậy? Ôi, giống như sao. Tiêu Đồng cùng Lâm Bạch Bạch còn có nhã tuệ cùng nhau đứng dậy, dự định chuẩn bị thuốc thang mà bác phúc nói cho Đường Khả Hinh vừa đi vừa cười nói, khả hình người ta đêm nay sao lại cùng cô ngủ chứ? Đường khả hình mặt xôn sao đỏ, lập tức hơi ngửa đầu, hướng về phía tiêu đồng, hờn rỗi xấu hổ nói thật là. Đừng nói như vậy, đáng ghét, tôi đêm nay chính là cùng tiểu nhu ngủ. Tiểu nhu hì 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 cười, lại thật vui vẻ tưới thủy, xối lên vai đường khả hình, không hiểu bỗng nhớ tới lời hôm nay lãnh mặc hàn nói với mình, câu nói đi thôi, nhớ tới một lần, trái tim lại bị nện mạnh một lần, khiến cô bỗng trầm mặc bỗng khó chịu đường khả hình vừa ngâm mình vừa cảm giác được tiểu nhu bên cạnh dường như có tâm sự liền hơi ngưng mặt nhẹ giọng gọi tiểu nhu a à, tiểu nhu tức khắc mở to đôi mắt nhìn về phía đường khả hình hỏi sao vậy cô có tâm sự a à? đường khả hình mềm giọng hỏi không không có a à, tiểu nhu vội vàng nói đường khả hình dừng lại một lát hai tròng mắt sáng ngời hơi lóe ra mới lại ôn nhu cười rộ lên hỏi cô nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô tiền đủ sai sự nghiệp không phải bận tâm chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm không phải là bởi vì không có tiểu nhu vội vàng đáp lại mắc cỡ mặt đỏ bừng khẽ cắn môi dưới thầm thì nói không có đường khả hình cố ý nheo mắt lại nhịn cười nói thực sự tiểu nhu trầm mặc một hồi chân đá chân cảm giác được dưới suối gợn sóng mới ôn nhu hỏi khả hình có phải hay không mất đi người nhà là một chuyện rất khổ sở rất bi thương rất cô độc đường khả hinh nghe lời này của tiểu nhu nhớ lại cha mẹ mình từ lúc mình còn rất nhỏ đã rời bỏ mình cô xúc động cười nói đúng vậy mỗi đứa trẻ từ lúc sinh ra đều cho rằng mình giống những đứa trẻ khác thế nhưng càng về sau càng lúc càng phát hiện ra khác những đứa trẻ khác chúng lại không có khác những đứa trẻ khác xảy ra chuyện có thể nhờ người thân giúp đỡ nhưng chúng lúc còn rất nhỏ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình loại cảm giác này là một loại cô độc không thể tưởng tượng nổi nhất là vào lúc đêm khuya yên tĩnh chúng mở mắt ra cả thế giới đều là sợ hãi cùng sợ hãi có đôi khi chúng tôi rất khát vọng được đến gần người khác thế nhưng có đôi khi chúng tôi lại rất sợ người khác hiểu chúng tôi vì sao tiểu nhu hỏi đường khả hinh cười rộ lên dựa vào dòng nước ấm mềm giọng nói bởi vì chúng tôi không có cảm giác an toàn bởi vì chúng tôi đã sớm được tiếp xúc hiện thực không tin người khác có thể mang đến cho chúng tôi hạnh phúc cũng không tin chúng tôi có thể mang hạnh phúc cho người khác loại cảm giác trôi nổi này phải rất lâu mới có thể nhận rõ được thế giới này chúng tôi thường không ngừng trả giá chỉ cần người khác đối với chúng tôi tốt một phần chúng tôi liền sẽ đáp trả lại trăm phần dần 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 khi chúng tôi có được tình yêu sẽ dần mở lòng mình ra tôi kỳ thực hoàn hảo vui mừng vì nhã tuổi cùng chú lưu vẫn cho tôi tình yêu thương cho nên tôi trưởng thành xem như bình thường và không lo lắng tôi cũng cảm ơn cha tôi sau khi tôi hiểu chuyện đã dùng tất cả những ngôn ngữ tốt đẹp bảo tồn tâm hồn đơn thuần của tôi nhưng mà có vài đứa trẻ tất cả những thứ bọn họ trải qua là cô đơn cùng bi thương mà người khác không thể tưởng tượng nổi có đôi khi cô sẽ phát hiện bọn họ chỉ là chính mình thế nhưng có đôi khi cô sẽ phát hiện bọn họ bởi vì người khác mà trả giá đối với sinh mệnh của người khác mà trả giá tất cả đây là một lòng phiêu bạt một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hồ nước nóng. Tiểu Nhu không hiểu sao bỗng chớp đôi mắt, mũi chua chua, vội vàng lau đi nước mắt. Đường Khả Hinh nói xong, cảm giác có một thanh âm truyền đến một chút nghẹn ngào, liền kỳ quái gọi Tiểu Nhu. "A, à, Tiểu Nhu vội vã đáp lại. "Cô sao vậy?" Đường Khả Hinh kỳ quái hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì, tôi cảm thấy vẫn là Khả Hinh so với tôi biết nhiều chuyện hơn. Cô phải thật tốt, thật khỏe mạnh." mau mở mắt ra, nhìn chúng tôi. Tiểu Nhu lại ngọt ngào cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh chỉ đành ngọt ngào cười. Tôi đi xem các cô ấy nấu thuốc có tốt không, cô cứ từ từ mà ngâm mình, tôi sẽ tới. Tiểu Nhu vội vàng đứng lên, đi ra bên ngoài suối nước nóng, đường Khả Hinh thì hưởng thụ sự thoải mái của nước ấm, một mình nhắm mắt lại, đầu như tựa vào hoa lựu, tùy ý sương mù cùng những sợi tóc ẩm ướt trên mặt mình, cánh môi đầy đặn phấn hồng hé mở, Hàm giang tuyết trắng lộ ra, thỉnh thoảng đôi chân gợi cảm hắt nước suối, có thể thấy bầu ngực dần lộ ra vài chiếc trực thăng, không dám dừng trên bầu trời suối nước nóng mà đang quanh quẩn bên ngoài. Thời gian từng chút từng chút qua đi, Tiệc Chu ra, cư nhiên không hề yếu thế, trái lại càng lúc càng cao trào, tiếng cười tô lạc hoành cùng lâm sở nhai đều truyền đến. Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, ngâm mình trong dòng nước ấm, nghe âm thanh phấn khởi kia, bỗng cười, lúc dòng nước kia hướng về phía lồng ngực mình không hiểu lại nhớ tới hôm nay lúc Trang Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt mình, lòng mình bỗng kích động, lúc này người đàn ông này rất có khả năng còn đang trong tiệc rượu hưng phấn uống thả cửa, vô cùng yêu thích phong độ cùng vẻ tiêu sái, còn có tư thái của anh. Cô mỉm cười, một viên đá nhỏ nhẹ rơi vào giữa dòng suối ấm áp kia. Đường khả hình thiếu chút nữa ngủ trong hồ nước nóng, nghe tiếng vật rơi xuống nước này, cô vô thức di chuyển thân thể, quay mặt sang, mềm giọng hỏi, ai? Xung quanh không có thanh âm. Đường Khả hình vô thức cảm giác được có chút sợ hãi, cô hơi trồi khuôn mặt ẩm ướt lên khỏi dòng nước ấm, hai tay vô thức quét ngang gợn nước, trái tim khẽ đập gọi, "Ai? Đừng đùa như vậy, tôi sẽ sợ." Một viên đá nhỏ lại rơi xuống mặt nước, kích thích một chút gợn sóng. Rốt cuộc ai a, à? đừng đùa, Đường Khả Hinh thật sự có chút sợ hãi, muốn khẩn trương hai tay chống mặt hồ, muốn đứng dậy ai ngờ cái eo nhỏ nhắn của cô ở trong nước bị người nào đó nắm chặt, cô cả kinh quát to một tiếng, lúc sắp sửa phản kháng, cũng đã phát hiện mình bị một đôi tay mạnh mẽ, ôm vào trước lồng ngực nóng chay mà vững trái, môi anh cưng chiều rơi vào trên vai cô, nhẹ mút ra thịt ấm áp kia, mới xúc động mỉm cười nói, sợ cái gì? Anh không phải nói, có anh rồi sao? Đường khả hình mở to hai mắt, thân thể nhanh chóng cứng ngắc trong nước. Trường 1130, phá hủy. Trong hồ, hơi nước dần dần bốc lên hoa lựu mờ mờ ảo ảo tiêu đồng cùng nhã tuệ còn có mấy người lâm bạch bạch lặng im đứng ở ngoài cửa suối nước nóng nhìn cây trúc nằm bên cạnh hồ nước có chiếc áo choàng tắm suối nước nóng của đàn ông màu xám thậm chí áo sơ mi trắng cùng quần áo cũng tùy ý để ở một bên các cô đều hiểu rõ ý tứ trong đó đều ăn ý cười lặng yên đem cửa hộp cẩn thận từng ly từng tí kéo lại nhanh chóng đi ra khỏi suối nước nóng đem một cái cửa lớn cuối cùng đóng lại ánh trăng khẽ cười bay lên dừng giữa bầu trời đêm hơi nước trong suối nước nóng tiếp tục nồng đậm bốc lên trang hạo nhiên thân thể vạm vỡ ở trong sương mù thật thật giả giả khuôn mặt kiên nghị mà mị lực của anh hơi ẩm ướt đôi mắt nóng bỏng thật sâu nhìn về cô gái phía trong nước tươi mới như những nụ hoa anh đào sắp nở không nhịn được nhớ tới lúc lần đầu tiên của cô chính mình thưởng thức đến mức tiêu hồn đến vậy hiện tại cô chỉ khoác chiếc áo tắm mỏng tóc thắt bím lại gợi cảm xinh đẹp như vậy đứng ở trong nước, hơi để lộ bờ vai gợi cảm, con người tình ý nồng đậm, ánh mắt nhấp nháy mê tình, chiếc mũi nhỏ nhắn, làm người ta muốn khẽ hôn, đôi môi của cô đầy đặn đỏ mỏng hé mở, lộ ra hàm răng nho nhỏ. Anh cũng không nói lời nào, chỉ là thâm tình như vậy mà lặng lặng nhìn, hai tròng mắt bộc lộ một chút ý cười. Đường khả hình dừng ở trong nước, cảm giác người trước mặt, lặng yên không tiếng động, cô trong nháy mắt cho rằng mình mới vừa rồi cảm thấy bị ôm mạnh là ảo giác, kìm lòng không được kêu nhỏ, hạo nhiên. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, ngâm ở trong nước, tiếp tục thật sâu nhìn về phía đường khả hình. Hạo nhiên, đường khả hình lại tình ý kéo dài kêu. Trang hạo nhiên lúc này, nhìn về phía đường khả hình mới ôn nhu cười, nói, sao? Đường khả hình mở đôi mắt sáng trong, nghe âm thanh này, cô trong nháy mắt kích động cười rộ lên, lại vẫn như cũng không thể tưởng tượng được ngửa đầu, kêu nhỏ, vì sao? Lúc này anh lại đến. Anh không phải." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, mới vươn hai tay, ở trong nước lại nhẹ ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, cúi xuống, chạm nhẹ trên trán của cô, lặng lẽ, âm thanh gợi cảm khàn khàn yếu ớt cười nói, "Anh vừa ở nơi đó uống rượu, mỗi lần uống một chén, liền lại nhớ em một chút." Mặc kệ nói cái gì, làm chuyện gì, trong đầu anh, thế giới của anh, đều chỉ có em. Anh thực sự không có cách nào tưởng tượng, anh cư nhiên có thể toàn tâm toàn ý như vậy. Em lấy bả đao đem trái tim của anh mổ ra xem. Xem xem có phải có cái gì không ổn hay không, khả năng nó đã bị hư. Vì sao anh nói chuyện với người khác, trong thế giới anh lại đều là em. Đường khả hình nghe lời này, kìm lòng không được nhẹ mân đôi môi ngọt, hai mắt lại rưng rưng. Trang hạo nhiên nương theo ánh trăng kia cùng đèn lồng đỏ, thật sâu cúi đầu, nhìn về phía đường khả hình bộ dáng hờn dỗi ôn nhu như vậy, nhất là bộ dáng xấu hổ mà đỏ mặt kia, làm anh tình cảm mãnh liệt cuộn trào như sóng, anh đột nhiên có chút gấp nói, thôi rồi, anh sắp chết. Đường khả hình hơi giật mình, tức khắc khẩn trương hỏi, thế nào vậy? Trang hạo nhiên ở trong nước rũi hai tay, nhẹ ôm mặt như đóa hoa đào của cô, thật sâu nhìn, mới nói, anh yêu em đến chết mất. Em mau nghe một chút, nó có hay không đang đập, có còn hay không đang đập. Nói bậy, đường khả hình mềm giọng nói một câu. Nghe một chút, trang hạo nhiên thở một hơi, vóc người to lớn ở trong hơi nước bốc lên, ôm lấy đường khả hình, đôi tay ẩm ướt nhẹ ôm mặt của cô hướng lồng ngực nóng bỏng của mình, lại động tình nói em nghe một chút. Tim có còn đập hay không? Đường khả hình nháy đôi mắt mơ màng, trái tim nhảy bang bang, nhưng vẫn là khẽ cắn môi dưới, lần đầu tiên khuôn mặt dán trực tiếp lồng ngực nóng bỏng mà cứng rắn của anh như vậy, nghe âm thanh tim của anh đập, bang bang, bang bang chuyển đến, cô lại kìm lòng không được cười. Trang hạo nhiên rốt cuộc cảm giác được cô bé này thực sự tựa ở trong ngực của mình, hai mắt của anh vậy mà lại lần nữa đã ươn ướt nhớ tới ở trước trận thi đấu lớn thời khắc thi đấu anh rõ ràng xa cách cô như thế nhưng không cách nào tiếp cận suy nghĩ như vậy thật là sắp đem người bước điên rồi anh lại kịch liệt mà thâm tình ở trong nước ôm chặt thân thể mềm mại ngày đêm mong nhớ này cúi xuống dưới khuôn mặt kiên nghị dừng ở trên bả vai của cô thâm tình như vậy kêu nhỏ khả hinh đường khả hinh nghe kêu vậy cô cũng kích động dưng dưng cười đáp nhẹ a Trang Hạo Nhiên ở trong nước, ôm chặt Đường Khả Hinh, lại lần nữa không thể tin, không đổi gọi, Khả Hinh. Ừm, Đường Khả Hinh lại ôn nhu trả lời. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt cô, thâm tình mà đau lòng gọi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt rưng rưng, dựa vào chặt trong lòng anh, hiểu rõ anh nhiều ngày nhớ tới mình cùng đau lòng, lại nghẹn ngào đáp nhẹ, "Ừm. Um, em ở đây." Trang Hạo Nhiên thở phì phò, lại ôm mặt cô, thâm tình nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô như đã lâu đã lâu gặp lại hỏi, thời gian thi đấu, căng thẳng không? Lúc mắt nhìn không thấy, khó chịu không? Sợ hãi không? Không sợ, đường khả hinh lắc lắc đầu, nước mắt chảy xuống, đôi mắt sáng ngời, nhớ lại biểu hiện lúc đó, ôn nhu săn sóc nói, so với tất cả những gì anh đảm đương, em chỉ có một chút chuyện này thôi, không tính là gì, anh đừng lo lắng cho em, em không sao. Em rất tốt. Trang hạo nhiên hai tròng mắt rưng rưng, thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, đau lòng gọi, đứa ngốc. Đường Khả Hinh lại ngọt ngào cười, vươn tay ra trong nước, chuẩn xác kéo cổ của anh, nhẹ nhàng nháy hai tròng mắt sáng ngời, bộc lộ một chút e thẹn cùng xấu hổ, thật ôn nhu hỏi em. Em ở trong thi đấu, biểu hiện được có tốt không? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía khuôn mặt cô ngọt ngào mà ôn nhu, đột nhiên cười, mang theo niềm tự hào cùng cảm kích, ôn nhu nói tốt, rất tốt. Đường Khả Hinh nhưng vẫn là không hài lòng, bộc lộ vẻ hờn dỗi. Rút lại tay kéo cổ của anh, hai tròng mắt dường như nhìn kỹ một nơi nào đó, lại ôn nhu nói, "Em không phải muốn anh lấy thân phận làm vị hôn phu của em nói, em là muốn anh lấy thân phận tổng giám đốc Hoàn Cầu nói em biết." Em biểu hiện được có tốt không? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, quả nhiên dâng lên mấy phần khí thế tổng giám đốc, cúi đầu, ở trên mũi của cô nhẹ nhàng hôn, mới nói, "Anh không thể lấy thân phận tổng giám đốc Hoàn Cầu nói, bởi vì tổng giám đốc Hoàn Cầu đã bị một khắc biểu hiện kia của phu nhân tổng giám đốc, thật sâu mê hoặc." Anh nhìn em đứng ở sân thi đấu, anh lúc nào cũng không kiềm chế được ánh mắt của anh, sợ quá yêu, không có cách nào công bằng công chính. Thậm chí còn đang suy nghĩ, anh cần rất nhiều may mắn mới có được người vợ xinh đẹp và thông minh như vậy. Vậy anh cho em bao nhiêu điểm? Đường khả Hinh nhịn không được ngọt ngào cười hỏi. Trang hạo nhiên nhịn không được cười nói, 99 điểm. Tổng giám đốc Trang vẫn đại công vô tư như vậy à. Đường khả Hinh ở trong nước xoay người, đưa lưng về phía anh lại ngọt ngào thật vui vẻ cúi đầu cười. Trang hạo nhiên lại ở trong nước ôm chặt hông của cô, cúi xuống, hôn nhẹ cổ thơm ngọt của cô, ngậm rái tai của cô, thậm chí cưng chiều khẽ hôn bím tóc của cô như vậy, yêu mỗi một nơi trên thân thể cô, mới vậy khát vọng yếu ớt cười nói, giữ lại một điểm, cho phu nhân tổng giám đốc của anh tiến bộ. Đường khả hình cảm xúc cũng ngọt ngào như sóng vỗ. Trang hạo nhiên lại cũng kiềm chế chính mình không được, hai tay ở trong nước, cách áo quần tơ tầm mỏng manh kia, khẽ xoa nắn bầu ngực đầy đặn của cô, vừa ôn nhu xoa nắn, vừa cúi đầu khẽ hôn cổ của cô, lại ngậm của dái tai cô, đầu lưỡi ấm áp hơi khều ra, phát ra cỗ khí nóng. Đường khả hình kìm lòng không được nhắm lại đôi mắt, hưởng thụ sự trêu chọc trong nước của Trang Hạo Nhiên, lại mang theo chút xấu hổ hơi nghiêng đầu, ở phía sau anh, mềm giọng nói, đừng như vậy. Trên bầu trời hồ nước, có vài máy bay trực thăng bay quanh. Trang Hạo Nhiên hiểu rõ, lại tiếp tục khẽ hôn vén lên bím tóc đen nhánh, nhắm mắt lại, tùy ý hai tay ở trong nước, cách tầng quần áo tơ tằm hơi mỏng kia, không ngừng xoa nắn ngực cô, đầu ngón tay thậm chí hơi miết nhẹ điểm phấn hồng nhỏ của cô, dần dần trượt xuống, để nó như cám dỗ người mà đứng thẳng. Đường khả hình thở hồn hền, nhắm hai mắt lại, ngửa đầu hưởng thụ, thậm chí nghiêng mặt, môi ngọt khẽ hôn lồng ngực như sắt của anh, gọi, hạo nhiên. Sao, trang hạo nhiên vừa hôn vai của cô, hai tay ở trước ngực của cô, chậm rãi đi xuống, nhanh chóng ở trong quần đùi tơ tằm của cô thẳng đi vào nghiêng người chuẩn xác chưa tiến vào nơi giữa hai chân của cô không có dòng nước nóng kia cũng có thể cảm giác được bên trong cô ẩm ướt như nước lồng ngực của anh dường như sắp bị nổ tung lập tức lật lại thân thể quá khêu gợi của cô tay nắm cằm của cô chuẩn xác cúi xuống mở ra môi mỏng hôn đôi môi ngọt ngào của cô thậm chí nhẹ nuốt hết hầu cảm tính nơi cổ họng mút môi dưới của cô đừng đừng khả hình khát vọng ở trong nước vươn hai tay vây quanh cổ của anh, để thân thể của mình đứng thẳng lên, đón nụ hôn của anh, nhớ nhung cùng khát vọng lộ ra đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi anh dây dưa, thậm chí thâm tình mút đầu lưỡi anh, trang hạo nhiên thoáng cái đạp đáy hồ, thân thể bay lên, kéo thân thể như mỹ nhân ngư của đường khả hình kia, dưới những cách hoa trôi trong nước, cùng cốc hôn nồng nhiệt, hai tay vây quanh bên hông bé nhỏ cô, nhắm mắt lại, cùng cô ngọt ngào mà thâm tình hôn nồng nhiệt như vậy. Đường khả hình kìm lòng không được cười, hai người di chuyển đến dưới chiếc ô, Dường như cứ che lấp một chút như vậy, là có thể tránh được ánh mắt người đời. Hai người thở dốc, ở trong nước nhìn nhau, khuôn mặt Trang Hạo Nhiên thậm chí ướt át, cúi xuống, thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, tay kìm lòng không được hơi ôm lấy mông của cô, tách ra đôi chân, giữ chặt, cách áo quần tơ tằm mềm mại kia, ngậm điểm nhỏ phấn hồng kia, tóc ngắn mị lực không ngừng quét qua ngực cô. Đường Khả Hình thực sự khó kìm lòng nổi nhắm hai mắt, hưởng thụ điểm mút ấy. Trang Hạo Nhiên lồng ngực nóng bỏng không ngừng phập phồng lên xuống, anh rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh, mang theo một điểm vội vàng nói, Khả Hinh. Không bằng chúng ta đừng có con nữa, trên cái thế giới này, chỉ có hai người chúng ta. Đường Khả Hinh nghe lời này, lại dừng lại, có chút đau lòng cùng sốt ruột nhẹ nhàng chấp đôi mắt, khẩn trương ôm gương mặt của anh, nói, không. Em muốn con của chúng ta, em muốn sinh con của anh, Hạo Nhiên, em yêu anh. Trang Hạo Nhiên kích động ngẩng đầu nhìn về phía cô, đường khả hình đỏ mặt lại bộc lộ tình ý mơ màng khát vọng kia lúc hai tay vây quanh anh dây áo ngắn trượt xuống lộ bên bờ ngực gợi cảm thiếu chút nữa nhìn thấy điểm phấn hồng nhỏ kia trang hạo nhiên hai chồng mắt một trận nóng nảy lại nuốt nơi cổ họng cúi xuống nặng nề mút điểm phấn hồng nhỏ của cô vừa hưởng thụ kích tình vừa thoáng cái ôm lấy cô từ trong nước nhảy lên một trận thu gió thổi tới đèn lồng đỏ trước biệt thự suối nước nóng từng đợt kinh hoàng trang hạo nhiên mặc áo ngủ màu xám ôm ngang đường Khả Hinh váy dài nhẹ nhàng lại lộ ra đôi chân gợi cảm, vừa ôm cô đi về phía trước, vừa cùng cô thâm tình hôn nồng nhiệt như vậy. Đường Khả Hinh càng yêu thương vây quanh cổ của anh, nhưng mặt đón nụ hôn của anh không ngừng nhiệt liệt mút đầu lưỡi. Anh cửa phòng ngủ chính nhẹ mở, Trang hạo nhiên ôm ấp cô gái xinh đẹp kia, chậm rãi đi vào trong phòng, lại ái muội mà thâm tình kéo cửa, tùy ý để cửa hé, lộ ra bóng dáng bọn họ tiêu hồn quấn cùng một chỗ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1131, Hảo Bằng hữu Đêm, vẫn như bao đêm khác. Trong thôn yến hội cuối cùng cũng kết thúc, sương mù mùa thu tập kích, nhiệt độ thoáng cái giảm xuống, từng trận gió thổi qua, lay động tàng cây nhãn, tạo ra âm thanh, róc sách. Dưới lầu truyền đến từng đợt thanh âm chuyển ghế, chuyển bàn. Lãnh mạc hàn lập tức mở to đôi mắt đang buồn ngủ, nhìn thấy toàn bộ gian phòng u ám, chỉ sáng lên một chút ánh đèn, vắng vẻ lóe ra ở trên tường. Mình rốt cuộc ngủ bao lâu? Sau một trận trầm mặc, anh vẫn như cũ có chút khó chịu nằm ở trên chiếc giường nhỏ mềm mại, hơi di động chân, nhắm mắt lại, nhíu chặt nghi tâm, vẫn như cũ mang theo một điểm vết thương nóng rực đau đớn. Hơi bình phục, sau khi say rượu cảm giác choáng váng cùng nôn mửa đã tốt hơn nhiều, canh giải rượu của Lâm Phượng Kiều thật sự có hiệu quả. Tiếng thở dốc lại truyền đến. Lãnh Mặc Hàn sau một hồi nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, hơi di động con ngươi, nhớ tới hôm nay cùng Tiểu Nhu nói chuyện, cô không xuất hiện nữa, mà đám người tô lạc hành, nghe nói đã được an bài đến một biệt viện khác nghỉ ngơi, mà chính mình thì bởi vì quá mức khó chịu, liền trực tiếp ở gian phòng của Tiểu Nhu ngủ thật say, kia. Tiểu Nhu đã đi đâu rồi? Cô ấy và chị gái thực sự ngủ chung, anh thức khắc mở mắt ra, giữa không gian u ám, hai chồng mắt lại lóe lên mấy phần lo nghĩ. Dưới lầu lại truyền đến âm thanh di chuyển ghế, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm của Chu Trường Dũng, chỉ huy công nhân trước đem thạch hoa rời đến hạ sông để rửa bá lãnh mặc hàn trong nháy mắt ngồi dậy lưu chuyển hai tròng mắt muốn nghe xem có thanh âm của tiểu nhu không thế nhưng phía dưới thỉnh thoảng chỉ có tiếng nói chuyện của chu trường dũng cùng lâm phượng kiều còn có thể nghe thấy thanh âm của trương hoa nói muốn chuyển ghế nghe thấy giọng nói của người này hắn không hiểu nhớ tới tiểu nhu đêm nay ngủ trên giường của anh rể tức khắc nhanh chóng nhấc lên đệm chăn đi giày ra vào muốn ra khỏi phòng lại đi ngang qua chiếc bàn thân ảnh của anh đột nhiên dừng lại. Hai tròng mắt lóe ra mấy phần biểu tình kinh ngạc, chậm chạp quay đầu, nhìn về phía một quyển tạp chí hôm nay chính mình mua tới. Ngoài cửa sổ ánh đèn lan tỏa lên cây nhãn, giống như ánh sáng màu vàng ngọc, nhấp nháy lấp lánh, rơi vào quyển tạp chí trên bàn. Lãnh mặc hàn trầm mặc mà chậm rãi đi đến trước quyển tạp chí, tay cầm lên, dựa ở dưới ánh đèn, hai tròng mắt hơi nghi hoặc mở ra, nhìn về phía trang bìa quyển tạp chí, rõ ràng khắp núi rừng toàn là hoa phượng tím, chỉ thấy toàn bộ màu phượng tím kia, dường như che phủ toàn bộ thế giới, từng mảnh cánh hoa phiêu linh, giống như tuyết nhi, như vậy ôn nhu cùng lãng mạn. Cảm giác chủ nhân của quyển tạp chí này, luôn đặt nó ở trên bàn, chưa bao giờ di động. Tâm, có chút đau, có chút cảm động. Hai tròng mắt lãnh mặc hàn lưu chuyển không hiểu có mấy phần kích động, anh chậm rãi vươn tay mở quyển tạp chí kia, phát hiện trong sách này giảng giải, tất cả nội dung đều là phượng tím, trong đó nói đến hai mùa xuân thu, giữa mỗi hình ảnh kia càng rõ ràng chụp đến cánh hoa phượng tím non mềm thuần khiết rất cao thượng nhưng lại tinh khiết anh không khỏi nhớ tới cái buổi tối có mưa kia chính mình đối với một cô gái nói chuyện bi thương còn đối diện người tưởng niệm phụ mẫu thân tưởng niệm hồi ức lại lần nữa hiện về đối muội muội lo lắng càng cảm thấy trầm trọng người đàn ông này tay cầm quyển tạp chí tùy ý nghiêng khuôn mặt kiên nghị chiếu vào giữa ánh đèn lục sắc dừng lại đã lâu anh không hiểu quay mặt sang nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh đèn lục sắc treo trên cây đẹp đẽ mà linh động không hiểu nhớ tới người con gái đáng yêu mà tâm địa đơn thuần thiện lương kia tay anh nhẹ buông quyển tạp chí hai chồng mắt lóe ra đã lâu lúc này mới rốt cuộc cất bước ra khỏi phòng trong sân chu trường dũng cùng lâm phượng kiều đã để công nhân đi nghỉ ngơi hai vợ chồng bọn họ đem những chiếc ghế còn lại chuyển vào trong nhà trương hoa từ trong nhà đi ra nhìn về phía nhạc phụ nhạc mẫu nói ba mẹ hôm nay phải trở về vườn nho để một bộ phận ở nhà. Có thể hay không bất tiện, ngày mai mấy vị tổng tài còn muốn đến nhà chúng ta dùng sớm một chút. Sẽ không, để đi, ta tự có sắp xếp, Chu Trường Dũng thanh âm truyền đến. Lãnh Mặc Hàn xuống đến lầu, vừa đi về phía ngoại viện, nhìn thấy trong viện tối tăm, Chu Trường Dũng chính ngồi xổm trước hố lửa nướng thịt dê, tiếp tục hướng bên trong ném một chút dây nho khô, những đốm lửa bốc lên, chiếu sáng khuôn mặt thô tục thập phần đỏ bừng, hai trong mắt lợi hại lóe ra mà Lâm Phượng Kiều thì đứng ở trước cái bản vuông dưới tảng cây nhãn, lấy khăn lau không ngừng, anh tức khắc mặt bộc lộ tiếu ý tôn kính, hướng về hai lão nhân ra lễ phép chào hỏi, nói Chu Tiên Sinh, Chu Phu Nhân. Chu Trường Dũng lập tức theo giữa đống lửa ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn, tức khắc bộc lộ nụ cười, nói tỉnh rồi. Ba chén xuống bụng liền say thành như vậy. Lãnh mặc hàn mặt tức khắc bộc lộ xấu hổ tươi cười. Còn không phải là do ông sao? Lâm Phượng Kiều vừa lau bàn, vừa liếc mắt xem xét chồng mình một cái, mới lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thập phần thân thiện, yêu thương yêu cười nói, "Lãnh phó tổng, cậu đừng để ý tới ông ấy, ông ấy chính là như vậy, đụng chuyện vui mừng, liền uống hai chén." Thế nhưng ông ấy mặc dù thích uống rượu, nhưng lại không thích con rể uống rượu, cho nên người trong thôn đều mắng ông ấy, chỉ biết là bắt nạt người bên ngoài. Ha ha ha, Chu Trường Dũng vừa bắt tay vào làm, ở giữa đống lửa sưởi ấm, vừa kêu lãnh mặc hàn nói, lãnh phó tổng. Đến đến đến, ngồi ở bên đống lửa sưởi ấm, thôn chúng tôi không đồng nhất dạng, ban ngày cực nóng, đến tối lại rất lạnh. Lãnh mặc hàn nghe, liền hơi hiển lễ phép tươi cười, đi về phía trước đống lửa, cũng ngồi xổm xuống, vươn hai tay dừng ở trên đống lửa, sưởi ấm. Chu trường dũng hơi nhắc mí mắt, nhìn về phía nam nhân đối diện, ngồi xổm như thế, nhưng vẫn chân thành phong độ, bị ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt, hơi thấy mấy phần trầm ổn kiên nghị, thậm chí lộ ra một điểm nhỏ khí tức tăng thương, cặp con ngươi lợi hại giống như đao cắt, đây là trải qua thế sự, giấu không được lợi hại. Ông chậm nở nụ cười, nói, lãnh phó tổng, nhìn cậu là một người rất có phong độ, thế nhưng lại thập phần cẩn thận, trong nhà quản giáo, nhất định rất nghiêm đi. Lãnh mặc hàn hai tay dừng ở trong ánh lửa, hai tròng mắt lóe lên quang mang, ngưng mặt do so dự một hồi, mới yếu ớt lấy tay, ẩn nhẫn lại thẳng thắn, nói, không có. Phụ mẫu của cháu ở lúc cháu còn rất nhỏ, bọn họ liền đã qua đời, em gái cũng bị người ta đưa đi, cháu bởi vì không muốn đi cô nhi viện, liền một mình trốn thoát, bị một nghĩa phụ thu dưỡng, làm một ít sự việc có lỗi. Chu Trường Dũng hơi tạm dừng, nhìn về phía người thanh niên này, khó trách hình dáng gương mặt của cậu ta đều bộc lộ mấy phần hơi thở cứng rắn. Lâm Phượng Kiều cũng ngừng tay, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn hai mắt hơi lưu chuyển, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn là có mấy phần chân thành nói, sau này, bởi vì cháu còn có thể học nghiệp, Nghĩa Phụ đã đưa cháu đến nước Mỹ học đại học, về sau vẫn ở nước Mỹ, vì bang của Nghĩa Phụ xử lý cơ nghiệp. Thế nhưng cháu biết, con đường này đi không được một đời, cháu cũng không muốn sau này tìm được em gái, có một anh trai bối cảnh không tốt, liền vì em ấy, từ từ rời khỏi sự nghiệp chính một tay mình tạo lên, theo Tổng Giám Đốc Trang. Mấy năm này cũng coi như mình không phạm lỗi lầm gì, bởi vì giao tình với mấy bằng hữu ở trên sự nghiệp, cũng từ từ phát huy sở trường của chính mình. Chu Trường Dũng nghe lời này, không hiểu cười rộ lên, cầm lên cành nho khô ném vào giữa đống lửa, mới nói tôi thường nói với Tiểu Nhu, đối với bằng hữu có thể hy sinh vào nơi nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng ở bên ngoài, có thể tìm được một hai tình bằng hữu thật không dễ dàng. Ai muốn ý vì ai mà đem hết toàn lực a. Nhất định là cậu là người rất có mị lực, là một người không tệ, bằng hữu mới có thể như vậy cho cậu. Lãnh mặc hàn nghe lời này, lặng yên cười, nhìn về phía Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng trực tiếp ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lãnh mặc hàn liếc mắt một cái, dừng dừng một chút, mới vươn tay nắm cổ tay người trẻ tuổi, lại đưa tới gần đống lửa, mới sảng khoái nói, tới gần chút nữa. Khí trời lạnh, cậu lại ăn mặc ít, nhờ gì của cậu vào trong nhà tìm chiếc áo khoác mặc vào. Đây là một hành động mở ám. Lãnh mặc hàn lại ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng vừa cúi đầu, vươn tay sưởi ấm, mặt hơi thâm trầm, không thể so hôm nay rộng rãi, nhưng vẫn là bộc lộ cảm xúc tiêu ý nói, tôi đã lớn tuổi. Người lớn tuổi cũng có chút sợ tịch mịch, không chừng ngày nào đó liền tiến vào quan tài. Cho nên liền thích náo nhiệt, thích cùng người trẻ tuổi trò chuyện, cảm thấy mình vẫn còn sống. Nhưng uống nhiều rượu như vậy cũng không tốt, cha mẹ chính là muốn mình sống được lâu một chút, nhìn thấy con gái hạnh phúc khỏe mạnh. Thế nhưng những thứ ấy là đời đời để lại cho tôi. Phụ thân tôi mất thời gian, nói với tôi, hoặc là tôi tự mình một người đeo một bao tiền, chính mình sống qua ngày, ông ấy đem giao cho người thích hợp. Hoặc là, tôi tiếp nhận, liền liều mạng trông coi. Ở trong mắt nông dân chúng tôi ngày đó, thổ địa chính là toàn bộ. Thấp điểm, là loại thông thái, Kiên điểm, là loại cải trắng. Một tấc kia, cũng đều có dùng, nuôi sống, không chỉ là một hai đời người A. Tôi loại nhiều rau dưa hữu cơ như vậy, thoạt nhìn mua được của quý, kiếm được nhiều tiền, thế nhưng người trong thôn sát phách núi kia, cửu thiên liền đem rau hẹ từ nảy mầm đến trưởng thành, cấp triệt cái loại đó hại dược A, à, đem cây lá phỉ lại đại lên. Nhưng đây không phải là chuyện huyệt tử tuyệt tôn sao, họ cũng có con, như thế nào không suy nghĩ lại một chút. Cũng không phải không kịp đợi, loại chuyện này giết người A. À. Tôi chu trường dũng biết, liền một phen mang theo trong thôn người, đem người khơi màu tới. Hiện tại cuộc sống này càng ngày càng tốt, dù thế nào, người tâm càng ngày càng đen. Lãnh Mặc Hàn nghe lời nói hùng hồn còn có khí phách này, anh không khỏi ngẩng đầu, tôn kính nhìn về phía Chu Trường Dũng. Cho nên tôi cũng có không ít kẻ thù, tôi cũng vậy không được quá an toàn. Chu Trường Dũng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, tươi cười nói, nhà ai không chuyện này. Nhà ai lại thực sự đáng tin, ở trong mắt tôi không có chuyện gì là có thể tuyệt đối an toàn hòa bình yên tĩnh, chỉ cần trong lòng cậu có phải hay không đã hướng thiện điều này mới là trọng yếu nhất. Nếu muốn, này thế gian, người làm chuyện xấu còn rất nhiều. Chúng ta chỉ cần sống quang minh lỗi lạc, chúng ta liền bội phục mình. Những thứ gì xe kia, à, phòng a, à, bị cho là cái gì? Mệnh mới là quan trọng. Cậu thấy tôi nói đúng không, lãnh phó tổng? Lãnh mặc hàn thắm thiết nhìn về phía chu trường dũng, hơi cảm kích cười gật đầu. Tôi chu trường dũng bội phục nhất những người quay đầu lại là bờ. Đó là bạn đang chống lại nhiều người nhiều thế lực đúng không? Điều này cần đến sự dũng cảm cùng hạ quyết tâm a. Chu Trường Dũng trực tiếp phất tay, lại hào sảng nói, ai không có quá khứ, người đó không phải là người. Lãnh mặc hàn kìm lòng không được cười. Chu Trường Dũng sau khi nói xong những lời hùng hồn, lại lộ ra mấy phần tiêu tụy của người trung niên, nhìn về phía sau hỏa kia, từ từ tắt lửa, ông nặng nề thở một cái, mới yếu ớt nói, tiểu tình rất giỏi, tương lai có thể thủ tôi một điểm, không chừng còn có thể nuôi sống một số người tính cách của nó rất giống tôi tiểu nhu thì không giống như vậy tính cách của con bé giống mẹ ngây thơ đơn thuần a tôi cũng rất lo lắng cậu nói lãnh phó tổng cha tôi nói với tôi đứa bé quá nhỏ không được thừa hưởng được phúc phận của cha mẹ chỉ sợ dưỡng ra cái không ra thể thống gì không biết trời cao đất dày lấy tự cho là rất giỏi gì đó đến cho nên từ nhỏ đến lớn tôi không để cho con bé quan niệm cái gì tiền tài cứ để cho con bé vui vẻ là được rồi. Tương lai, tôi cũng không biết con bé có thể tìm được người như thế nào, thế nhưng nếu như con bé thích, cách cha mẹ phi tới đó, chính là chỗ đó đi. Ngày đó tôi sẽ trông coi đến già, dù chỉ trông coi được một ngày. Ôi, ngày đó chết đi rồi thì thôi, nhưng sát phách thôn kia, tôi sẽ chờ. Hắn dám tới tìm ta tính sổ, dám đụng đến một sợi tóc của con rể tôi, lão tử liền liều mạng với hắn. Lãnh Mặc Hàn nghe lời nói này Kìm lòng không được nhắc mí mắt, nhìn về phía chu trường Dũng rất giống tráng sĩ không còn phản khí thế nữa, anh thật tình cười rộ lên, hơi có mấy phần khí thế nói, không có việc gì, chu tiên sinh. Có cháu ở đây, tương lai hạng người gì, đều không thể động tới bất kỳ ai. Chu trường Dũng hơi ngừng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mạc hàn cũng nhìn về phía chu trường Dũng cười cười, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ ý nghĩ, có mấy phần kiên định vươn tay về phía đống lửa kia. Chu Trường Dũng nhìn thật sâu về phía Lãnh Mặc Hàn, có lẽ anh hùng thấy anh hùng, kìm lòng không được cười. Lâm Phượng Kiều cũng một mình đứng ở một bên, nhìn Lãnh Mặc Hàn, chỉ là đơn giản mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, ngồi xổm trước đống lửa, còn là rất khí thế hiên ngang, nhất là mang theo một điểm ưu nhã, người thành phố quả nhiên chính là không giống nhau, bà nhất thời ngẩng đầu có chút kích động mừng thầm, kêu con rể nói Trương Hoa. Nhanh đi vào trong phòng lấy áo khoác cho lãnh phó tổng, ban đêm rất lạnh. Buổi tối chuẩn bị thêm một tấm nhung tơ cho cậu ấy. Tốt, Trương Hoa lập tức cười muốn đi vào phòng. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phượng Kiều, thập phần tôn kính mỉm cười, thật tình nói, thật không cần. Mọi người hôm nay đã đủ mệt, cháu tùy tiện một tấm chăn là được rồi. Nói cho hết lời, một trận gió lạnh thổi qua, mưa bắt đầu, tí tách tí tách rơi xuống. Trời lại mưa, Trương Hoa đi ra, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nói thẳng, đêm nay chắc sẽ có vài trận mưa. Buổi tối sẽ có mưa, Lãnh Mặc Hàn cũng không biết hiện tại mấy giờ rồi. Mưa vài trận, có khi còn mưa to. Tôi vừa về phòng lấy thêm chăn cho Tiểu Tình, phát hiện cửa sổ không kịp đóng, thiếu chút nữa thì ướt. Trương Hoa cười nói xong, liền mở ra một cây dù, đưa cho Lãnh Mặc Hàn, lại đem áo khoác trong tay, đưa cho anh. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, hai tròng mắt hơi lóe ra nhìn về phía bộ dáng hiền lành của Trương Hoa Thành Thành thật thật, và bề ngoài có chút anh Tuấn, chỉ là bởi vì quá mức thành thật, cho nên có thể không làm cho người ta chú ý. Anh lại nhớ tới Tiểu Nhu nói, đêm nay anh rể ở trong nhà, không hiểu, hai chồng mắt anh lưu chuyển mấy phần ẩn nhẫn cùng xấu hổ, giả vờ vô ý hỏi, ách, gì à, Tiểu Nhu đi đâu rồi ạ à? cháu hôm nay ở trong phòng của cô ấy nghỉ ngơi, sẽ không quấy dậy đến cô ấy đi. Lâm Phượng Kiều đứng ở dưới tàng cây nhãn, đem những cái bát đã rửa sạch, bà đặt ở trước bàn, mới ngẩng đầu, cười nói với lãnh mặc hàn, sẽ không. Con bé có thể nghỉ ngơi ở nhiều nơi, nếu như muốn náo nhiệt, con bé sẽ cùng ngủ với chị gái. Hai chồng mắt lãnh mặc hàn chợt lóe. Hai tiếng đồng hồ trước, đã trở lại, sau đó lại đi ra ngoài, không biết đi đâu rồi, bây giờ đã là 11 giờ, chắc đã trở về đi. Trương Hoa mở cây dù, ở dưới tiếng mưa tí tách tí tách, vì nhạc mẫu chặn lại một điểm nước mưa. Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ, không hiểu lo lắng, tay liền cầm kia cây dù, nói thẳng, "Để cháu đi tìm cô ấy." Lâm Phượng Kiều ngẩng đầu, nhìn thật sâu về phía Lãnh Mặc Hàn, nhìn thế nào cũng thấy thích, liền cười gật đầu, nói, "Tốt tốt." Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía mấy người Lâm Phượng Kiều cùng Chu Trường Dũng lễ phép gật gật đầu, lúc này mới che dù, xoay người dọc theo đường nhỏ phía trước viện tối đi, "Có thể cô ấy vì muốn náo nhiệt hay không?" chạy đến chỗ mấy người Trần Mạn Hồng, vừa nói vừa cười nhưng mà đêm đã khuya cô ấy mặc dù ngốc nghếch trái lại thập phần hiểu chuyện cùng săn sóc người khác sẽ không như vậy tận lực quấy dày người đàn ông này vừa đi về phía trước sơn đạo vừa nghĩ đến cô gái này cuối cùng phát hiện cô càng ngày càng nhiều ưu điểm thế nhưng tiểu nhu rốt cuộc đã đi đâu lãnh mặc hàn che cây dù màu đen hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía thôn trang cùng bên phải bên trái rừng núi kéo dài toàn bộ rừng ở lờ mờ trong đêm mưa tiểu đạo bên cạnh không biết tên thực vật truyền đến thanh âm tí tách tí tách bị nước mưa rơi vào, anh hơi nhíu mi tâm, người nọ rốt cuộc đi vào trong đó. Đã trễ như vậy, anh lại vô ý thức dọc theo sơn đạo, đi về phía quán suối nước nóng, ở một giao nhau lộ, anh đang muốn đi về phía một đường nhỏ khác, lại phát hiện trên một con đường mòn, có thân ảnh đang di động, anh lập tức xoay người, che dù, vô ý thức hơi mở mắt, nhìn về thân ảnh ôn nhu phía trước. Tiểu Nhu một mình một người, tóc toàn bộ ướt nhẹp, có chút mất trật tự ở trên bờ vai. Khuôn mặt có vẻ tiều tụy, dường như bị cái gì đó xẹt qua một điểm dấu vết ửng đỏ, váy màu lam và áo khoác màu trắng có chút bẩn, bị bùn và nhiễm một ít màu sắc lá cây, chính cô lại không có lưu ý, dường như đang suy nghĩ điều gì, cúi đầu, có chút mệt mỏi đi về phía trước. Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt chợt lóe, tức khắc chống cây dù, cất bước đi về phía trước, mang theo vài phần lo lắng gọi Tiểu Nhu. Tiểu Nhu đang muốn xoay người xuống dốc, lại ngẩng đầu nhìn thấy lãnh mặc hàn đã nhanh chóng che dù đi về phía mình, mắt to của cô chợt lóe, vội vàng đem hai tay giấu ở sau lưng, vô ý thức cúi đầu, xoay người sợ hãi bị phát hiện, nhìn về phía anh vừa nghĩ đi qua. Lãnh mặc hàn thoáng cái đứng ở trước mặt cô, tiểu nhu mặt bộc lộ mấy phần khẩn trương cùng xấu hổ, tức khắc cắn môi dưới, cúi đầu, muốn cất bước đi qua bên trái người anh. Lãnh mặc hàn lại đứng trước mặt cô, ngăn chặn đường đi của cô, hai chồng mắt mãnh liệt nhìn về phía cô trái tim tiểu nhu bang bang nhảy lại không còn dám nói chuyện hướng phía bên phải muốn chạy trốn lãnh mặc hàn bất đắc dĩ hướng bên phải vừa đứng che dù rừng ở trước mặt của cô mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ nói em đã đi đâu vậy như thế nào còn mắc mưa tiểu nhu cúi đầu hai mắt lóe lóe sáng biết chạy không khỏi liền có điểm khẩn trương dừng ở trước mặt của lãnh mặc hàn nghĩ nghĩ không cho nói dối lãnh mặc hàn nghiêm mặt nói trái tim tiểu nhu, phanh nhảy lên, liền chớp mắt, có nửa điểm khẩn trương nói, em, em, em vừa đi nhìn khả hinh, không cẩn thận vấp ngã, không có việc gì. Lãnh mặc hàn nghe lời này, liền tức khắc chống cây dù, đến gần trước mặt cô, cúi mặt, nhìn về phía khuôn mặt phấn hồng trơn mềm đáng yêu của cô, quả nhiên bị thực vật làm xước vài đạo vết máu, thậm chí khóe mắt còn có một chút sưng đỏ cùng vết thương, khuôn mặt ướt róc rách, anh tức khắc vươn tay, nhẹ nắm bắt cầm của cô, nâng mặt của cô lên đau lòng mà ôn nhu nói thế nào lại không cẩn thận như vậy tiểu nhu dịu dàng mở to hai mắt có vài phần ôn nhu nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị của lãnh mặc hàn nhớ tới lần đầu anh tiếp cận mình thập phần kiên nhẫn nghe mình nói nói thời gian trôi qua rất nhanh hơn nữa toàn thế giới cũng làm chính mình nói dối cùng ngốc anh chỉ là nhàn nhạt cười tâm không hiểu sao đáy mắt đột nhiên hiện lên một điểm lệ sương mù cô vội vàng cúi đầu khẩu khí gọi thẳng mới có điểm khẩn trương nói không có việc gì người trong thôn chúng em, những điều này đã trở thành thói quen. Em, em đi trước, phải đi về tắm rửa. Tiểu Nhu nói cho hết lời, liền vội vàng chạy trốn, phải ly khai. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt nắm chặt cánh tay của cô, đem cô kéo đến trước mặt của mình, thắm thắm thiết thiết nhìn sâu về phía mặt của cô, đau lòng nói em chạy làm cái gì. Anh ra đây chính là vì tìm em. Tiểu Nhu trong lòng khẽ động, hai tròng mắt vẫn là vô ý thức di động cự tuyệt, khó có được miễn ra cường ngạnh, thầm thì nói, "Anh, anh, anh không cần phải tìm em, em so với anh quen thuộc ở đây hơn, anh mau đi về nghỉ ngơi đi, em đêm nay còn muốn đi nho viên." Đem đèn trên giá bật lên, "Nếu như không làm như thế, lợn rừng sẽ nhân cơ hội xông vào ăn vườn nho nhà của chúng ta." Cô nói cho hết lời, liền trong nháy mắt xoay người thoát khỏi tay Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng đi về phía dốc đường. Lãnh Mặc Hàn che dù, xoay người, nhìn về phía cô gái trước mặt đang cấp tốc xuống núi kia anh cũng quan tâm mà liền cấp tốc đi theo xuống. Toàn bộ nho viên ướt róc rách, bởi vì trận mưa gió này, mà trên khắp bầu trời truyền đến, tiếng mưa, róc rách, vô số lá nho, nhao nhao theo mưa gió, mà tí tách tí tách. Thân ảnh tiểu nhu, vội vàng xuất hiện ở trong vườn nho, hai tròng mắt của cô di động nước mắt, biết phía sau có người đi theo, cũng không quay đầu lại, mà là nhanh chóng đi về phía đình nghỉ mát giá gỗ trong vườn nho. Lãnh mặc hàn tay chống cây dù, hai tròng mắt trong bóng đêm lóe ra ánh sáng cường liệt theo sau thân ảnh của cô cũng bước nhanh đi về phía trước vừa đi vừa đau lòng gọi tiểu nhu có phải hay không hôm nay anh ở trong phòng nói lời thương tổn em tiểu nhu cả người đón mưa đi tới giá gỗ cúi người xuống xốc lên một điểm keo giấy trong suốt nhìn thấy bên trong có một chốt mở điện cô trực tiếp nhấn xuống cái nút màu hồng nghe thấy từng đợt thanh âm bang bang cô nhất thời đứng ở trong mưa ngẩng đầu nhìn thấy nho viên kéo dài vô bờ nhìn người bù nhìn sao từng cái từng cái một, trên người khoác y phục cùng tóc xinh ướt nhẹp, hai tay triển khai, ở dưới ánh đèn vi lam dưới chân, đem khắp vườn nho toàn bộ bao vây lại. Sao người bù nhìn, người dơm, thân thể cô ướt lịch, dừng ở trong mưa, trên mặt có mấy phần hiểu chuyện cùng cấp thiết, nhìn những người bù nhìn phụ cận, toàn bộ sáng, cô liền yên tâm xoay người, mới chịu đi vào trong nhà. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của cô, chống cây dù, cản trở thân ảnh của cô, lại bộc lộ mấy phần đau lòng cùng nghi ngờ nhìn về phía cô tiểu nhu ngẩng đầu nhìn về phía bộ dáng của lãnh mặc hàn như vậy cô im lặng không lên tiếng cúi đầu tiếp tục cất bước đi về phía trước lãnh mặc hàn thật là thập phần thập phần bất đắc dĩ tay nặng nề nắm cổ tay của cô lại đem cô kéo về dưới ô thắm thiết cúi đầu nhìn về phía cô thật tình nói tiểu nhu có chuyện gì không thể nói với anh sao chúng ta chúng ta chúng ta không phải là bạn tốt sao Tiểu Nhu nghe câu hảo bằng hữu này, cô lập tức mở to mắt, ở giữa mưa thanh âm nhỏ tí tách, lại lần nữa nhìn về phía lãnh mặc hàn, cô hình như làm cái gì quyết định trọng yếu, thật tình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Anh và em là bằng hữu tốt nhất. Lãnh mặc hàn nghe lời này, anh thế nào có loại không hiểu xúc động, nghĩ hảo hảo thu thập mình một trận. Nội tâm có chút khổ sở, cấp thiết nhìn về phía người con gái trước mặt, ngày đó thật ngây thơ, bộ dáng thuần thuần khiết khiết, mặt anh bộc lộ ngượng nhịu, lại nắm chặt cổ tay của cô che dù đứng gần trước mặt cô cúi xuống phía dưới ẩn nhẫn vài phần mới rốt cuộc thốt ra nói chúng ta có thể bắt đầu làm hảo bằng hữu được rồi chúng ta sau này không cần tận lực phân chia danh giới được không tiểu nhu lại ngốc nghếch hàm hậu ôn nhu nhìn về phía lãnh mặc hàn hai mắt mở to nói chúng ta liền là bạn tốt chúng ta chỉ là bằng hữu tốt nhất em xin lỗi anh bởi vì em ngốc không thông minh giống khả hình minh bạch và hiểu ý nghĩ của anh sau này, anh có thời gian muốn thường xuyên tới nhà của em, em nhờ mẹ em làm bánh trà xanh cho anh ăn. Em sẽ anh rể em Hàn Huyên nói chuyện phiếm với anh. Gia đình em rất hoan nghênh anh. Lời này rõ ràng chính là phân chia danh giới tuyến. Lãnh Mặc Hàn rất gấp thiết che dù, đi lại gần cô, khẩn trương cúi đầu nhìn về phía cô, nói, em có ý gì? Tiểu Nhu thắm thắm thiết thiết liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, hai mắt không hiểu dưng dưng, lại đột nhiên thuần khiết ôn nhu cười nói em hôm nay đáp ứng cha mẹ, có thời gian, sẽ cùng Tiểu Trần gặp mặt. Hắn mặc dù lừa em, thế nhưng Tiểu Trư trưởng thành, cũng thật đáng yêu a à. Phấn hồng phấn hồng, em nghĩ, em hẳn là có thể hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, tương lai của em liền cùng một chỗ với hắn, với cha em, anh có thời gian thường xuyên đến chơi, mọi người thực sự hảo hảo chiêu đại anh. Trái tim lãnh mặc hàn, như bị người ta dùng búa tạ nện cho một cái, hai chồng mắt cảm giác mất mát không hiểu, nhìn về phía cô hẹn gặp lại, hảo bằng hữu Tiểu Nhu nói cho hết lời, hai tròng mắt hơi lóe ra, trái tim không hiểu đau xót, nhưng vẫn là cất bước đi qua bên cạnh lãnh mặc hàn, đi về phía trước. Không quay đầu lại nữa. Chiếc ô, liền như vậy rơi xuống. Cả người lãnh mặc hàn, đứng ở trong mưa gió, hai tròng mắt lóe ra, bị bọt nước nhẹ nhàng làm ướt. Trường 1132, Quy tắc ngầm. Edit, Hương Giang. Sáng sớm, tia nắng ban mai vẫn say ngủ, bầu trời vẫn như cú một mảnh màu lam ôn nhu, mây mù quanh quẩn, kéo dài vào sâu núi rừng, ở nơi vắng vẻ cách đó không xa thâm tình canh gác. Vườn nho, mình mông vô bờ, ánh lên sức sống căng tràn, vì đêm qua mưa hơi to nên nho cũng bị ảnh hưởng phần nào, Chu Trường Dũng liền bảo công nhân không được ngắt, ban ngày ánh nắng chiếu rọi, phải tùy vào thời tiết mà ngắt lại, cho nên trái cây đẹp đẽ kia vẫn ngủ trên cành cây xanh biếc, từng giọt sương long lanh bướm bỉnh đậu lại trên quả, suối nước nóng, sương mù lượn lờ vây quanh, đèn lồng đỏ to lúc này lặng yên tắt, chỉ là lắc lư thân đen theo từng cơn gió nhỏ. cặp song sinh vẫn canh giữ bên ngoài suối nước nóng của chu gia, không chút nào mệt mỏi cùng buông lơi. vừa nghe báo cáo từ máy bay trực thăng chuyển đến, vừa nhìn về đường mòn phía trước xuất hiện một thân ảnh, hai mắt các cô hơi híp lại, tức khắc nghiêm túc nhìn về phía người tới. nguyên lai like là hai người phụ nữ làm công ở chu gia, vừa nói vừa cười cầm xả hương nho dọc theo đường mòn đi tới. Cặp song sinh hơi thả lỏng biểu tình, mỉm cười nhìn về phía các cô. Chu gia bảo chúng tôi mang tới cho đường tiểu thư và trang tổng một chút quà mọn, những thứ này đều là thứ ngài ấy ăn hàng ngày, ngài nói sáng sớm ăn mấy quả nho, thần thanh khí sảng. Hai người phụ nữ làm công, đưa hai giỏ trúc đựng nho cho cặp song sinh. A, à, tiểu hà mỉm cười nhận lấy hai đĩa nho, cười nói, được. Cảm ơn chu gia. Lúc này, lâm bạch bạch mặc áo sơ mi trắng cùng quần đùi màu lam đeo hòm thuốc của chú phúc trong miệng cắn một cây cỏ đuôi chó chạy chạy nhảy nhảy dọc theo đường mòn đi xuống tiểu bạch cặp song sinh đã cực kỳ quen thuộc với lâm bạch bạch tươi cười gọi cô a à, lâm bạch bạch đeo hòm thuốc cười đến vẻ mặt tươi mát nói với các cô sao các cô còn đây a à? là tiểu vi cười nói đường tiểu thư chưa ngủ dậy chúng tôi không dám đi vào còn chưa tỉnh ngủ chú Phúc bảo tôi đến đây châm cứu cho cô ấy. Lâm Bạch Bạch nghe lời này, mở chừng hai mắt, trực tiếp nhìn về phía hai cánh cửa đang đóng chặt. Suối nước nóng bên trong nhà riêng. Đèn lồng vẫn như cụ ông ánh màu đỏ hồng quyến rũ, trên cửa phòng vẫn đóng, rũ xuống chiếc chuông gió nhỏ, đón gió kêu leng keng leng keng, giữa hai cánh cửa khẽ mở lộ ra hình ảnh tấm màn che khẽ phiêu giật trong gió. Áo ngủ nam màu xám, vứt bên giường, xuyên qua tấm màn che thỉnh thoảng còn thấy được bên trong, một thân thể xích lõa mềm mại nằm nghiêng, cô nghiêng mặt, mặt hồng hào như hoa đào, lông mi nhẹ rũ xuống, đầu gối lên gối đầu bông tớ mềm mại, tóc dài đen nhánh tùy ý xóa trên gối, hoặc trên vai, bởi vì bên dưới chiếu giường này là nước nóng ở sâu trong lòng đất được khơi lên, cho nên cô không hề cảm thấy lạnh mà vẫn ngọt ngào say ngủ. Một thanh âm nam tính tràn đầy mị lực từ ngoài phòng truyền vào, rất nhẹ, dường như sợ hãi đánh thức người trong phòng. Đường khả Hinh hơi nghiêng mặt, tay ôm vắt sang, hơi trầm thở dốc, muốn ôm lấy người bên cạnh lại thấy bên giường trống rỗng, người nọ đã rời đi từ bao giờ, trái tim bị đánh một phát, hơi bực bội từ trong cơn mê thức dậy, mắt chớp chớp rồi mở ra, nhìn thấy bên giường trống không, lại nghe thấy từ ngoài phòng truyền đến thanh âm. Chuyển hết tất cả dữ liệu về cuộc thi này hôm nay vào điện thoại của tôi. Đúng vậy, hôm nay chưa biết là có trở về hay không, thế nhưng anh muốn chuyển báo cáo cho tưởng tổng, hợp đồng, danh sách những vị giám khảo đợt này nhận định phải phải đưa cho tôi một bản. Doạt, một loạt thanh âm của chăn nêm tơ tầm va chạm vào nhau, đường khả hinh nhẹ chống tay xuống đệm tơ tằm hơi ngồi dậy, lộ ra chân dài gợi cảm trắng nón, khuôn mặt ửng hồng của cô, hai tròng mắt hơi lóe ra, lại nghe thấy thanh âm của trang hạo nhiên truyền đến từ bên ngoài, cô liền với tay tìm áo ngủ tơ tằm thiêu hoa mẫu đơn, cẩn thận từng ly từng tí mặc vào, lúc áo ngủ mềm mại lướt qua lưng, cô liền lặng yên buộc đai lưng lại, hất tóc dài ra khỏi cổ áo, từ sau màn che màu trắng đi ra, cô đứng trên sàn gỗ. Thật nhẹ nhàng, chân trần từ từ đi tới sau cánh cửa yên lặng lắng nghe. Danh sách cũng có ai? Trang hạo nhiên mặt bộc lộ một chút kinh ngạc, nắm di động, kìm lòng không được cao giọng hỏi. Đường khả hình xuất phát từ lòng hiếu kỳ, kìm lòng không được thân, nhỏ giọng lắng nghe. Đã xác định được, chính là. Đường khả hình lại nghiêng mặt, Trừng hai mắt như muốn đục thủng hai lỗ trên cảnh cửa để nghe tên của giám khảo mới, thế nhưng bên ngoài đột nhiên không có thanh âm, cô hơi nhíu mi tâm, khẽ cắn môi dưới, định ló đầu ra khỏi cánh cửa. Phòng khác một cánh cửa, áp quá tới một mị lực thân ảnh. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng thẳng hắc quần tây, cổ áo hơi tranh khai, lĩnh gian tam khỏa bạch kim nữ khấu, lóe ra tôn quý quang mang, kiên rừng ở hắn kiên nghị cầm, hắn hơi bộc lộ tổng tài khí thế, lại sâu tình mỉm cười nhìn về phía trước mặt cái kia mặc mẫu đơn váy ngủ nữ hài, gợi cảm ngọt nộn được giống như khỏa mê người trái cây, khoác cùng eo tóc dài, hơi lộ ra khêu gợi tuyết bột, song tay vịn hộp môn, vẫn như cũng nghĩ ló đầu xuất ngoại, nghe thi đấu kia điểm bí mật, kia tiểu bộ dáng. Trang hạo nhiên kìm lòng không được phủ đầu cười. Đường khả hình như trước muốn ló đầu, tò mò nghe lén bí mật, thân thể càng lúc càng lộ ra, dự đoán người nọ đã đi, cô liền có điểm hờn dỗi, cùng người này làm một đêm, lại không chịu cho mình biết chút gì. Cô càng ngày càng đến gần cánh cửa muốn đi ra chỗ cánh cửa kia, lúc này y phục mềm mại hạ xuống, lộ ra bả vai khiêu gợi của cô như ẩn như hiện. Trang hạo nhiên lại nhịn cười, ngẩng đầu, nhìn cái vật nhỏ này. Đường khả hinh khẽ cắn môi dưới, cực kỳ cẩn thân nhích từng bước khẽ mở của định lặng lẽ đến gần, ai ngờ chân mới bước ra, cả người đột nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, cô sợ đến quát to một tiếng, vô ý thức ôm lây cổ người này, lại la hoảng lên, hỏi, ai? Trang hạo nhiên cố ý giả vờ xuất ra khí thế tổng giám đốc, ôm ngang cái vật nhỏ này, nhìn về phía sắc đẹp khuynh thành, làm lòng người say đắm của cô, môi hồng như hoa đào, đệ đệ của anh sôi nổi đứng thẳng lên, trong mắt chợt lóe, tức khắc nhanh chóng hơi hiển nghiêm túc nói, em dám nghe trộm anh cùng với dám khảo nói chuyện. Trái với quy tắc, lập tức tước quyền thi đấu. Đường khả hình kinh hồn, lại ôm cổ người này, khoa trương kêu lên, em không muốn như vậy. Cái gì em cũng không có nghe được, còn lâu em mới bỏ cuộc. Lập tức rời khỏi cuộc thi, Trang hạo nhiên lại ôm chặt cô vào trong ngực, sau đó cúi đầu, hai tròng mắt chợt lóe, nhìn về phía bộ dáng phấn nộn của cô, nhịn cười, lại thâm tình nói, sau đó. Làm bà xã của anh, chúng ta ở tại nơi đây lý cử hành hôn lễ, trời đất làm chứng, anh Trang hạo nhiên yêu đường khả hình đời đời kiếp kiếp, đến chết không thay đổi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả hình nghe những lời này, ôn nhu cười. Anh là nói sự thật, Trang Hạo Nhiên ôn nhu ôm mỹ nhan làm lòng người rung động này vào lòng, cúi đầu, lấy chán mình chạm nhẹ vào chán cô, khẽ hôn chóp mũi của cô, mới thâm tình khàn khàn nói, tối hôm qua, ở trên giường, mỗi tắc ra tắc thịt của em thật làm cho anh phát điên. Bà xã, sau khi thi đấu xong gả cho anh đi, anh muốn mỗi ngày thượng em. Phúc. Đường khả hình nhịn không được ôn nhu cười, lúc này mới vươn hai tay, hơi lộ ra bộ dáng điểm hờn dỗi, đảo hai tròng mắt bướng bỉnh, lại ngọt như mật nói, vậy anh nói cho em biết, dám khảo cầu hai cuộc thi đấu, người có thể làm cho anh ngạc nhiên, là ai? Trang hạo nhiên hai tròng mắt chợt lóe, nhịn cười, nhìn về phía cô. Nói cho em biết đi mà, đường khả hình lại bướng bỉnh ngọt như mật nói. Em thực sự muốn biết, trang hạo nhiên lại cúi đầu, nghị lực vô hạn nhìn về phía cô bé này, cưng chiều hỏi. Vâng, đường khả hình có chút tin. Được, anh cho em biết, Trang Hạo Nhiên chậm rãi ôm thân thể xích lóa mềm mại của cô lên giường. Sau khi thân thể hai người biến mất sau tấm màn tre, Trang Hạo Nhiên tức khắc áp đường khả hình ở trên giường, phủ phía dưới, tình cảm tràn đầy, thân thể lại dâng lên sóng chiều kích tình hôn lên của đôi môi ngọt ngào của cô, nhẹ tay xoa nắn đôi gò hồng mềm mại. Ngô, đường khả hình đón lấy nụ hôn như có ma lực của anh, thân thể tức khắc rơi vào sóng chiều của anh, đôi chân kìm không được khẽ nâng. Hắn biên hôn nàng, trong tay quấy nhiễu khởi mẫu đơn của nàng váy ngủ, dò vào đôi chân gian. Ngô, hạo nhiên, đường khả hình kích động đón nụ hôn của anh, hai tay đỡ bờ vai của anh, ngượng ngùng muốn nhắc nhở anh, hiện tại đã là sáng sớm, cô sợ mấy người nhã tuệ nhìn thấy. Trang hạo nhiên lại say, khẽ liếm khớp hàm cùng giái tay của cô, tay lặng lẽ chuyển rời vào giữ hai chân cô, vuốt ve khe suối ẩm nóng, kích động mà gợi cảm khàn khàn nói, nếu như em đáp ứng anh, anh sẽ nói cho em biết. Em mới không tin anh, đường khả hình mặt đỏ bừng, lại thấy ngón tay của anh chạm vào nơi tư mật giữa hai chân mình, gợi lên kích thích như có dòng nước ấm liên tục lưu chuyển. Thực sự, Trang Hạo Nhiên lại trêu đùa cười, biên mở ra môi mỏng, hôn lên mặt cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, tay tiếp tục vuốt ve nơi tư mật giữa hai chân cô, nơi mềm mại kia thực làm người ta kích động rôi trào, anh trầm giọng khàn khàn hỏi tối hôm qua. Làm đau em sao? Đường khả Hinh hiểu ý tứ của anh, mặt đỏ bừng. Trang hạo nhiên yêu chết bộ dáng này của cô, hai chồng mắt chợt lóe, lộ ra dục vọng, lại cúi đầu, ở bên tai của cô, lặng lẽ nói nói có muốn anh yêu thương nó một chút không? Coi như là bồi thường. Đường khả Hinh tim nhảy bang bang, một dòng nước giữa hai chân cô lặng lẽ chảy ra, ngọt như mật, trên mặt cô lộ ra biểu tình xấu hổ, dục cự còn nghênh đã đến giờ châm cứu rồi. Lâm Bạch Bạch mang vẻ nghiêm túc của một người bác sĩ, nói với cặp song sinh. chương 1133, nơi phồn hoa. Edit, Hương Giang. Từ bên trong cánh cửa, truyền đến trận trận thanh âm thở dốc triền miên. Xem che, ở bên trong cũng trận trận phiêu động. Trang hạo nhiên áp đường khả hình dưới thân, hai tay lại ôn nhu mười ngón đan sen cùng với cô, chậm rãi đi vào trong rèm che, anh lại thâm tình mà khát vọng phủ phía dưới, tại đôi môi đầy đặn mê người của người con gái ấy nhẹ nhàng cắn mút sau đó lấy đầu lưới của mình cuốn lấy đầu lưới của cô trêu đùa triền miên hút đi từng giọt mật ngọt ngào trong miệng cô Ngô Đường Khả Hinh mặt lại đỏ bừng hai tay bị anh nắm chặt để lên cao không thể động đậy chỉ có thể bị động xấu hổ đón nụ hôn của anh mười ngón tay nhẹ nắm chặt mờ u bàn tay anh cảm giác nhiệt huyết trong lồng ngực mình đã bắt đầu sôi trào dường như hôn cô một nghìn lần một vạn lần cũng không đủ Trang hạo nhiên nặng nề thở dốc, cùng cô bé này ngọt ngào triền miên hôn nồng nhiệt, sau lại thu hồi đầu lưới của chính mình, lại cảm giác được cô hơi ngẩng đầu lên, mở ra đôi môi ngọt ngào, thâm tình cùng nhiệt liệt mút lấy đầu lưới của mình, trong tim của anh tràn ra một trận cảm động, tươi cười, sau một trận nhiệt liệt triền miên giáo huấn cô, môi của anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, dần dần hôn cằm của cô, cổ, liếm nhẹ xương quai xanh khiêu gợi, lại từ từ đi xuống. Đường khả hình hơi ngửa mặt, ngọt ngào kích động sôi trào nặng nề thở dốc. Trang hạo nhiên vẫn như cuối cùng cô đa chặt 10 ngón tay, đầu lại cúi xuống, cách váy ngủ mẫu đơn mỏng manh, khẽ hôn lên nơi no đủ, đầy đặn của người con gái, thậm chí vươn đầu lưỡi, cách lớp áo tơ tằm, khẽ mút lấy đỉnh nhỏ hồng hào của cô. A, à, đường khả hình lại tình khó thở ngửa mặt, nặng nề thở dốc, môi đỏ mỏng no đủ mở ra, đầu lưỡi khát vọng bên trong khẽ nhúc nhích. Anh khi đó, nhìn thấy em ở trong nhà Lý Tổng, Mặc váy ngủ mẫu đơn, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn ảnh chụp hồ điệp bay, khi đó, anh gần như điên cuồng nhớ em, thậm chí ghen khi thấy người đàn ông khác nhìn em như vậy. Hận không thể tức khắc ôm em vào trong ngực, hôn em ngàn vạn nụ hôn. Thời gian xa em làm anh sắp điên luôn rồi. Trang hạo nhiên lại say sưa cắn khớp hàm của cô, để nơi đã trở nên cứng rắn của mình ma sát vào giữa hai chân cô. a à, đường khả hình hai tay bị anh bá đạo thâm tình kiềm chế, thế nhưng xác thực mình đã khó tự kiềm chế nặng thở gấp, gọi, hạo nhiên. Ân, trang hạo nhiên tiếp tục qua lớp y phục khẽ cắn liếm ngực cô, hận không thể đem mặt mình, trồn ở nơi đầy đặn mê người kia. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình không thể nói nên cảm giác trong lòng, chỉ là ngửa mặt mở miệng, nặng nề thở. Trang hạo nhiên có lẽ hiểu, rốt cuộc buông lỏng hai tay của cô, cả người lại tựa như giã thú, hai tay nặng nề chống ở hai bên thân thể của cô, lại cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở mời gọi của cô, đầu lưỡi trực tiếp dây dưa đầu lưới của cô, lúc đang triền miên ngọt ngào hôn, tay đã bắt đầu tự thoát quần áo, đây chính là chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, là An An đêm qua đưa tới, vô luận cô bé này có hay không có thể nhìn thấy chính mình, thế nhưng anh lại muốn cả đời nỗ lực vì người con gái mình yêu mến. Trình hiện mặt tốt nhất. Ngô Đường Khả hình kìm lòng không được vươn hai tay, ôm cổ của anh, lúc đón nụ hôn của anh, cảm giác được anh đã tự thoát đi áo sơ mi bỏ đi chính mình sơ mi lỗ tai của cô triệt để đỏ bừng biết tiếp được đến sẽ phát sinh chuyện gì hai tay kìm lòng không được xoa lên các bắp thịt nóng cháy cuộn trào của anh ngón tay lướt qua vân thịt tràn đầy mị lực của anh nhớ tới đêm qua lúc cùng anh triền miên anh dùng một lực đạo hùng hồn thật sâu chinh phục chính mình thực sự cũng khát vọng thân thể mạnh mẽ của anh tay cô đi xuống dừng trước bụng anh gợi cảm mà ôn nhu chơi đùa thật sâu hô hoán hạo nhiên Trang Hạo Nhiên tách ra hai chân dài tiêu hồn của cô, cúi xuống phía dưới, hướng nơi tư mật giữa hai chân cô mà hút lấy mật ngọt, từng tiếng động vang lên làm không khí càng trở nên ái muội, thậm chí nuốt xuống cổ họng, khát vọng nuốt xuống ngọt ngào này. A, à, Đường Khả Hinh lại kìm lòng không được uốn cong người, mở ra đôi môi, ngọt mà khát vọng kêu, Hạo Nhiên. Anh thực sự thực sự rất thích cô kêu tên của mình, mỗi gọi một lần, liền khát vọng cô một lần. Kìm lòng không được Mở ra hai cánh hoa dính đầy mật ngọt động thân tiến vào. Cửa vào suối nước nóng ở biệt viện, trong nháy mắt mở. Lâm Bạch Bạch không để ý cặp song sinh ngăn cản, chỉ là nhanh chóng đi tới, bất đắc dĩ nhìn về phía cô, mặt bộc lộ rất nhanh mà gấp biểu tình, nói các cô đừng cản trở tôi. Còn 5 phút nữa là 9 giờ. Phúc bá đã nói, nhất định nhất định nhất định phải lúc này châm cứu cho cô ấy. Hôm nay thật vất vả tôi mới được một mình đảm đương, cho tôi một chút mặt mũi thôi tiểu bạch a tiểu vi đứng ở một bên mặt hơi bộc lộ mấy phần xấu hổ tươi cười nói với cô chúng tôi làm người bảo vệ dù da mặt có dày thế nào cũng không dám đi vào lúc này ai biết bên trong phát sinh chuyện gì a tiểu bạch chập một tiếng nhìn về phía cô hơi mím môi cười rộ lên nói chị tiểu vi a chúng tôi làm bác sĩ da mặt chính là phải dày nơi các người không thể sờ đến chúng tôi lại có thể đây là khác nhau ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cặp song sinh lập tức mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Tránh ra a, à, tôi phải làm, Lâm Bạch Bạch một phen đẩy cặp song sinh ra, vừa đi vừa nói, lại nói, trong kia có thể xảy ra chuyện gì. Cái cửa này ở đây thật là thừa a. À. Cửa phòng xác thực quan trọng. Đường khả hình cảm giác được đầu lưới của Trang Hạo Nhiên di chuyển ở nơi nào đó của mình kích thích liên tục hôn, thỉnh thoảng anh lại cắn một cái, hút từng dòng mật ngọt vào miệng, làm cho cô cảm thấy dòng mật ngọt lại càng chảy ra nhiều. Mặt của cô bắt đầu càng lúc càng mê loạn, hai tròng mắt run rẩy lộ ra dục vọng, kìm lòng không được càng mở rộng đôi chân, tay nhẹ vỗ về nơi đó của anh, vô ý thức muốn anh càng làm thế nhiều hơn. Trang hạo nhiên hiểu, lại trận trận đi xuống sâu, lúc nặng nề hút, lại trong nháy mắt giật nơ bướm bên hông cô, kéo xuống váy ngủ gợi cảm kia, để thân thể của cô gần như xích lóa trước mặt mình, cấp thiết di chuyển tay khắp thân thể cô, nhìn thân thể trơn mịn như ngọc của cô liền lật thân thể của cô làm cho cô như mèo quỳ xuống lại xuống đầu tiên là hôn lên mông của cô lại thoáng cái hôn lên nơi đang ẩm ướt của cô ngón tay với đi vào bên trong trận trận co rúm a à, đường khả hình đầu nhẹ gối lên gối đầu mềm mại trên kích thích liên tục kêu lại muốn khát vọng kêu to tên anh tiếng đập cửa vang lên lâm bạch bạch trực tiếp đứng ở trước cửa vươn tay nhẹ gõ cửa rất sảng khoái kêu, đừng tiểu thư. Ngài rời giường chưa, thời gian châm cứu, đã đến. Trong phòng, đường khả hình cùng trang hạo nhiên ở sau rèm che chăm chú ôm nhau, dường như một giây sau sẽ phải tách ra, lăn, thỉnh thoảng có thể thấy trang hạo nhiên đè trên người đường khả hình, cường liệt mà nóng cháy hôn đôi môi ngọt ngào của cô, vừa hôn tay vừa di chuyển vào giữa hai chân cô, đường khả hình không còn dám lên tiếng, lại ôm chặt cổ của anh, đón nụ hôn của anh, lấy khuôn ngực đầy đặn của mình dán chặt vào lồng ngực tráng kiện của anh. Đường tiểu thư, Lâm Bạch Bạch đứng ở ngoài cửa, lại lớn tiếng kêu. Trang hạo nhiên ôm đường khả hinh lên, nhìn về phía gò ngực căng tròn no đủ, tức khắc lồng ngực thở dốc kịch liệt, cắn chặt khớp hàm, mút chấm tròn nhỏ dựng lên phía trên. Cô lập tức kích thích mà uốn cong thân thể làm cho ngực cô càng chân sâu vào miệng anh, nắm tay anh, đặt tại bên ngực còn lại, muốn anh xoa nắn, Trang hảo nhiên rất thích Đường Khả Hinh chủ động như vậy, anh vừa hôn lên gò ngực khiêu gợi kia, vừa nắm tay cô, dò vào giữa hai chân mình để cho cô cảm thụ dục vọng của chính mình. Đường tiểu thư, Lâm Bạch Bạch liên tục gõ cửa, nhìn thời gian sắp quá mất, liền bộc lộ khổ sở, khẩn cầu nói, xin nhờ. Thức dậy đi a. À. Cặp song sinh bất đắc dĩ đứng ở một bên, giờ khóc giờ cười nhìn về phía người con gái thuần khiết thiên chân vô tà này. Nếu cô không tỉnh lại tôi sẽ vào hẳn trong luôn hoa lâm bạch bạch thậm chí hơi cao giọng uy hiếp tôi muốn mở cửa hoa bên trong một điểm tiếng vang cũng không có lâm bạch bạch không có biện pháp lại liên tục đập cửa ai biết tay mới gõ xuống lại nhìn thấy phía trước cửa vừa mở ra cô mở mắt ra ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen cúc áo đóng được một nửa đang mình cô hơi giật mình chớp mắt một chút cũng không ngại mất thể diện nói thẳng ngài còn đang a à. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, nói với cô, tôi ở đây, mà ở đó. Lâm Bạch Bạch lóe hai mắt, nghĩ nghĩ, không hiểu. Đường khả hình cả người bị trêu chọc đến dục hỏa liên tục, mặt mắt cỡ đỏ lên, đôi chân gian vẫn khát vọng như cũ, cảm giác môi Trang Hạo Nhiên vẫn còn lưu lại bên trong, cô lại tại đây, đành phải tạm đè xuống dục vọng, khẽ cắn môi dưới, mặc váy ngủ anh đào đỏ thấm vào, khoác một chiếc áo lông mỏng đen ra ngoài, hơi chỉnh lại mái tóc một chút, Lúc này mới hơi tươi cười, vén rèm lên, đi xuống giường, nói: "Xin lỗi, Bạch Bạch, có lẽ là đêm qua hơi mệt, ngủ quên." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hơi xoay người, hai tròng mắt chợt lóe, môi lộ ra nụ cười đầy ái muội, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh càng xấu hổ đỏ mặt. "Không có việc gì." Lâm Bạch Bạch trực tiếp cười, đẩy Trang Hạo Nhiên ra, đi tới, vừa buông hòm thuốc, vừa nhìn Đường Khả Hinh hôm nay đẹp quá, giống như tiên nữ hạ phàm vậy nhất là bộ váy dài anh đào, làm cho mặt cô ửng hồng trông rất mê người, Tiểu Bạch quan sát thần sắc của cô, dừng một chút, mới lại cười rộ lên nói, nhìn sắc mặt của cô. Dự đoán rất nhanh là có thể khỏe lại, đến đến, qua ghế dựa bên kia ngồi, tôi chuẩn bị một chút châm cứu. Cô nói cho hết lời, liền đưa lưng về phía bọn họ, lấy châm ngắn từ trong hòm thuốc ra. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm chặt tay Đường Khả Hinh, kéo thân thể của cô đến ôm chặt vào lòng lại khát phòng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, vừa nghe, tay vừa xoa nắn nơi đầy đặn trên ngực cô. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình mặt lại đỏ bừng, lại đón nụ hôn của anh, ngọt như mật chờ mong lần sau kết hợp đến nhanh một chút. chương 1134, tôi đã từng yêu. Ôn tuyền xương mù lượn lờ quanh quẩn, biệt viện ôn tuyền chu ra không chỉ có một thần tiên trì, mà là mỗi gian phòng đều có mặt hướng đến một tiểu ôn tuyền lúc này cửa nhỏ mở ra có thể thấy được bao ngoài tiểu ôn tuyền là tầng tầng lớp lớp hát nham thạch vây lại nhiệt khí bốc lên hoa nhỏ không biết tên sinh trưởng trên tuyền trì phát hòa ảnh ngược trong nước thập phần ôn nhu đường khả hình được tiểu vi và tiểu hà nâng đỡ ôn nhu ngồi trên ghế dựa hoa lê màu vàng nhẹ dựa ra sau ghế tùy ý để làn váy anh đào như thác nước nhẹ rớt xuống mặt của nàng vẫn say hồng quang mang trang hạo nhiên đơn độc đứng đối diện cửa tiểu ôn tuyền hơi nghiêng mặt đôi mắt nhìn về phía đường khả hình lóe lên mị lực mà ái muội. Đường khả hình tựa hồ cảm giác được có đạo ánh mắt nhìn mình, lòng cô khẽ động, một trận cảm giác ngọt ngào như sóng chiều vọt lên khiến cô e lệ cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Trang hạo nhiên xoay người, lại lần nữa nhìn về phía ôn tuyển tầng tầng nhiệt khí, mặt dâng lên nụ cười ái muội mập mờ. Lâm bạch bạch mở ra châm bao phúc bá đưa cho mình, sách ghế, ngồi bên người đường khả hình. Từ trong bao rút ra một đoạn châm, Trước tiên là thật cẩn thận cầm lên, so sánh chiều dài rồi trực tiếp cầm tay trái của cô lên, đôi mắt ngưng trọng thong thả cắm châm vào huyệt hổ khẩu của cô, nhớ tới lời phó thác của Phúc bá, thân thể huyết khí vận hành có tiết tấu, độc khí cũng vậy, cho nên trình tự huyệt vị thi châm tuyệt đối không có thể lỗi, nếu không sẽ bị máu độc công tâm. Phù, Lâm Bạch Bạch cảm giác mình thi châm coi như thuận lợi, liền tiếp tục thi châm thứ hai, nghĩ đây chính là phu nhân tổng tài phải cẩn thận một chút. Trang Hạo Nhiên khó khăn xoay người, vẫn có chút lo lắng nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình đáp lại anh bằng một nụ cười ôn nhu. Lúc này, Nhã Tuệ, Lâm Sở Nhai, còn có mấy người Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cũng đã đến từ sáng sớm, sau khi cười nói rửa mặt liền cùng đi tiến ôn tuyển biệt viện, từng bước khuếch trương trở về đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, bay ra mùi thuốc, mọi người liền cùng nhau cười nói đi vào, hỏi có thấy khá hơn chút nào không? Đường khả hình nhắm mắt dưỡng thần, chờ Lâm bạch bạch lại lần nữa thi châm, Nghe lời này mặt lập tức bộc lộ tiêu ý, mặc dù không thấy được nhưng cũng đã biết là mấy người bọn Nhã Tuệ đi tới, liền ôn nhu cười, đã tốt hơn chút rồi. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc mỉm cười xoay người, nhìn về phía bọn họ. Nhã Tuệ trước tiên là kính trọng gật gật đầu với Trang Hạo Nhiên, liền đau lòng ngồi xuống bên người Đường Khả Hinh, vươn tay, nhẹ kéo bả vai của cô, lưu ý sắc mặt của cô nhưng thấy sắc hồng mê người cũng có chút yên tâm nói, "Sắc thật. Ngâm qua nước ôn tuyền người cũng tốt hơn nhiều." đường khả hình ôn nhu cười. Lâm bạch bạch từ từ lấy thêm châm, vừa vì đường khả hình thi châm, vừa nói, ai ui. Đột nhiên thật yên tĩnh a, à. gia hỏa có tuệ căn kia thế nào không thấy đâu, anh ta không phải kêu gào muốn tới trong thôn học tập phúc bá sao. Nếu không học tôi liền chặt bỏ cái tuệ căn kia. A à thiếu, trên sơn đảo, Tô Lạc Hoành và Tiêu Đồng vừa hướng chân núi đi xuống vừa không hiểu lạnh run một cái, cảm giác có người vừa nhắc đến mình, ngẩng đầu, mở to mắt, vừa nặng nề hít mũi nói ai nghĩ tới tôi chập tiêu đồng mặc quần áo thể thao nike màu đen khóa kéo cao tóc tết sơ vừa từng bước hướng dưới chân núi đi vừa chế nhạo anh nói ai nhớ anh sao không phải là người khác mắng anh tỉ như nói anh đến trong thôn lại không hảo hảo học tập vừa nhìn thấy điểm chơi đùa liền ném phúc bá qua một bên cẩn thận người ta chém bỏ tuệ căn của anh cô không cần lấy gốc rễ của nam nhân ra nói đùa được không Tô Lạc Hoành chịu không nổi nhìn về phía Tiêu Đồng, mang theo vài phần tức giận nói, người khác có thể nói như vậy nhưng cô không nên như vậy. Tôi sao không thể nói? Tiêu Đồng nhắc tới việc này, nổi giận trong bụng, trực tiếp liền đứng ở trước con đường Hoa Yên chi xoay người tức giận trừng mắt với tiện nam nhân này, nghiến răng nghiến lợi nói, một đại nam nhân nhát gan như thế. Lão đại mới vào thôn không lâu, nhìn thấy cá sấu cũng có thể chạy đến chắn trước mặt khả hinh. Anh sợ cái gì, anh sợ cái gì chứ? Đêm tối bởi vì sợ hãi cần phải có người hộ tống anh đi nghỉ ngơi. Anh không biết xấu hổ a, à, thực sự là, thật không coi tôi là nữ nhân. Tô Lạc Hoành vừa nghe lời này, ánh mắt sáng ngời, chịu không nổi đứng gần cô, nhìn nữ nhân này nói, cô không nên nói như vậy. Tôi cũng đã nói, tôi coi cô là nữ nhân cô chịu được sao? Tôi chính là nam, Tiêu Đồng lập tức tới gần Tô Lạc Hoành, ngửa mặt tức giận kêu to, chỉ có Mạc Hàn mới cảm thấy tôi là nữ nhân. Các anh một hai trò chuyện kinh nguyệt của tôi, vừa tán gẫu vừa ăn mì. Anh thật coi tôi không có lòng tự trọng. Ai, Tô Lạc Hoành mới đến đây chưa được 24 tiếng đồng hồ, liền học cách nói chuyện của Chu Trường Dũng, bất đắc dĩ nhìn nữ nhân này, nóng mắt oan uổng nói, đó là bởi vì cô lần đầu tiên có kinh nguyệt liền quát to tôi không được đi mua băng vệ sinh cho cô mới nên chuyện. Tôi lúc đó nhìn cô nằm trên sofa của lão đại, ôm bụng đau đến chết đi sống lại, tôi quan tâm lễ phép hỏi cô có muốn mua băng vệ sinh hay không. Tôi nói có chút ngượng ngùng nhưng cô nói như thế nào? Cô nói đừng coi cô là nữ nhân, coi cô là nam nhân là được rồi. Lời này là cô nói có phải hay không? Tiêu đồng ngẩn ra, nhìn nam nhân này hôm nay mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần thường màu đen, khoác ngoài âu phục màu đen, nhớ tới thời điểm mình mới gặp gỡ anh ta liền có chút lúng túng, ấp a à ấp úng nói, này, này đều là chuyện cũ năm xưa, anh, anh còn nhớ việc này. Tôi thế nào không nhớ, Tô Lạc Hoành càng nói càng tức giận vươn tay chỉ về phía mũi cô, nói cô lần đầu đến công ty phỏng vấn là người thứ 8 vào. Lúc đó là 3 giờ chiều 20 phút, đến công ty ngày thứ ba liền gặp rắc rối, còn là lão tử suốt đêm dùng nhựa cao su từng chút một dính trở lại chỗ văn kiện không cẩn thận bị cô làm rách vụn. Khi đó bởi vì văn kiện bị rách lão đại tức giận mắng cô hơn tiếng đồng hồ. Là lão tử an ủi cô, trông cô khi đó, khóc như mưa, nói cái gì, nói ngày mai liền từ trước, từ khi cô thì ngủ, chờ lão tử dính lại văn kiện rồi, cô liền mừng rỡ như chim nhỏ, ôm thành quả của tôi đi tìm lão đại cầu xin tha thứ. Cô qua nhiều năm như vậy, thất tình ba lần, lần nào uống say không phải là tôi cõng cô trở về. Có lần tại Mỹ bạn trai cũng bắt nạt cô, vẫn là tôi lôi mặc hàn đi đánh nhau. Tôi mặc dù khi đó không có năng lực như mặc hàn nhưng đánh hắn cũng không ít. Vô lương tâm, chỉ bởi vì đêm hôm đó đẩy cô một chút, liền ghi hận đến bây giờ qua nhiều năm như vậy, uống nước đường của cô, mẹ nó uống không? Tiêu đồng bày ra vẻ mặt tức giận, hai mắt nặng nề, không lên tiếng, gạt cái tay đang chỉ vào chóp mũi mình của anh ra. Cô nha cô nha cô nha, tô lạc hoành lại muốn chỉ cô. Anh lại chỉ tôi, anh lại chỉ tôi, anh lại chỉ tôi, tôi chính là không thích anh. Tiêu đồng đẩy anh một chút, tức giận muốn tự một mình đi ra ngoài. Xoát, trong rừng rậm hình như có cái gì đó vụt quá. Tô Lạc Hoành trong nháy mắt nắm chặt tay tiêu đồng, lập tức đem cô ra phía sau mình, tay còn lại ấn hông của cô, khẩn trương nhìn về phía rừng rậm, sau gáy một trận rét lạnh. Làm sao, tiêu đồng đứng phía sau anh ló đầu ra nhìn ngoài. Khả năng cá sấu tới, Tô Lạc Hoành nghĩ về con cá sấu kia, liền lo lắng cho mẹ mình. Đi đi, tiêu đồng đẩy Tô Lạc Hoành ra, nhắc tới con cá sấu kia, cô liền ngại anh vô dụng nói, suốt ngày nghĩ về con cá sấu kia, nếu nghĩ về một cô gái như thế anh sớm đã con cháu đầy đàn. Cô nói hết lời, liền lại muốn tự một mình xuống núi. Tô Lạc Hoành ngay lập tức nắm lại tay nhỏ bé của cô, căng mặt, lộ ra một điểm khó có được nghiêm túc cùng Khẩn Trương nói, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Tiêu Đồng không lên tiếng, ngẩng đầu, xem xét anh. Tô Lạc Hoành không để ý cô, lại nắm chặt tay nhỏ bé làm cho cô tới gần phía sau mình từng bước dọc theo sơn đạo hơi có vẻ lầy lội xuống núi, vừa đi xuống vừa liếc mắt xem xét bóng dáng người bên cạnh, cào nhào kêu con gái gì mà cao như thế. 1 mét 71 chẳng trách cô tìm không được đàn ông. Anh, tiêu đồng mới muốn tức giận mắng hắn, lại nhìn thấy tô lạc hoành nghiêng mặt nhìn biểu tình chính mình, bỗng dưng nhớ tới thời gian cô lần đầu tiên thất tình, lúc tô lạc hoành và cô ở quán ba uống say, cô hỏi anh, anh thích dạng phụ nữ như thế nào? Anh A à một tiếng, tay cầm whisky, đập vào trên quầy bar, phủ đầu cười rộ lên, tôi thích nữ nhân cao một chút. Tốt nhất là 1m71. Thanh âm hai người cãi nhau truyền khắp chu gia ôn tuyển quán. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình liên tiếp thi châm, trên trán ướt đẫm mồ hôi, anh đau lòng đem thân thể của cô tựa ở trong ngực mình, vừa hôn vừa vừa thập phần đau tiếc cô, đón khăn ấm nhã tuệ đưa tới trà lau khuôn mặt cô, sủng nịch hỏi có khá hơn chút nào không. Đường khả hình tựa trong lòng trang hạo nhiên, nghe lời này, mặt tỏ vẻ còn hơi chút khó chịu cười rộ lên. Nhã tuệ trầm mặc đứng ở một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên đau tiếc đường khả hình như vậy, lòng của cô xem càng hạnh phúc, thật là cảm tạ trời cao, em gái đã tìm được người đàn ông yêu mến mình. Lão đại, tiêu đồng kích động đi tới, thật đau lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, dậm chân khiếu nại, lạc hoành bắt nạt tôi. Trang Hạo Nhiên nhất thời ngẩng đầu, nhìn bộ dáng tiêu đồng kỳ quái hỏi, sao vậy? xúc sinh kia thế nào khi dễ cô tôi thế nào liền bắt nạt cô tôi lạc hoành nhanh đi tới nhìn về phía tiêu đồng cũng tức giận nói không phải là nói cô nhìn có chút cao nói nhà của tôi thiếu cột nhà sao đây là ca ngợi cô a à, tiêu đồng nghe lời này lại càng tức giận đi hướng trang hạo nhiên khóc kêu to anh nghe đi anh nghe một chút anh ta chính là bắt nạt tôi lão đại anh phải làm chủ cho tôi xúc sinh Trang Hạo Nhiên ôm chặt đường khả hình để Lâm Bạch Bạch tiếp tục thi châm cho cô, lại tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nói trong nhà cậu thiếu cột nhà, có muốn hay không lão tử lấy gậy gộc trực tiếp giết cậu. Cậu một ngày không chọc cô ấy sẽ chết sao? Đến lúc cô ấy lập gia đình, anh Kiệt không phải lại muốn tai ương. Ai, thế nào liền nói đến tôi? Tào anh Kiệt tức giận nhìn những người này, ngoan chừng mắt nói tôi giống nữ nhân là lỗi của tôi sao? Lão bà của tôi cảm thấy tôi uy vũ là được. Đúng, anh huy vũ trang hạo nhiên nói xong lại trấn an tiêu đồng được rồi được rồi đừng để ý tới xúc sinh kia có thời gian tôi để anh ta đến châu phi trông ngựa vằn không tôi muốn giết chết anh ta tiêu đồng vẫn vô lý hận khóc anh ta vừa rồi còn lật nợ cũ nhắc tới chuyện ba lần thất tình làm khó dễ tôi trang hạo nhiên nghe lời này ngẩn ra nhìn tiêu đồng há hốc mồm nói cô cô đã từng yêu qua đúng Lãnh Mặc Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trách cứ lão đại thất trách nói, có hai lần còn là tôi đến chống đỡ. Chương 1135, lại một lần nữa. Lần này xong, Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh đã châm cứu xong, ven con đường núi hướng về phía Chu gia đi đến, vừa nghe giọng Tiêu Đồng kêu trời trách đất kia, nói lão đại không thương mình, cư nhiên không biết quá khứ yêu đương của mình, khi đó, chính mình còn khóc đến đau lòng kể chuyện này với anh, anh lúc đó vừa xem văn kiện vừa gật đầu ừm. Khi đó, chính mình tha thứ cho anh vẫn luôn chuyên chú xem văn kiệt, nhưng hôm nay tuyệt đối không tha thứ cho anh cư nhiên quên đi quá khứ yêu đương của mình. Anh vốn dĩ cũng không đem mình để vào mắt, còn nói cái gì đồ cưới không giới hạn, đều là gạt người. Ô ô ô ô ô, ô tiếng khóc tiêu đồng, vẫn từ bên kia suối nước nóng chuyển đến, vừa khóc vừa thương tâm kêu to, lão đại. Tôi thực quá thất vọng về anh rồi. Trang hạo nhiên vừa đi đường núi, vừa nghe lời này, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ đỡ đường khả hinh nhanh chóng đi xuống dưới chân núi. Đường khả hinh nhịn cười, tựa vào ngực anh, vừa nhẹ nhấc đuôi váy lên đi về phía trước, vừa mềm giọng nói anh cũng thật là. Tình yêu của tiêu đồng loại chuyện lớn như vậy, anh sao lại có thể quên? Trang hạo nhiên vẻ mặt dở khóc dở cười, kéo hông cô, trực tiếp bất đắc dĩ nói anh thực sự không nhớ rõ. Nhớ lúc tiêu đồng đến bên cạnh anh, anh vừa nhậm chức tổng giám đốc không có bao lâu, vẫn là thời kỳ cha anh kiểm nghiệm anh, anh không dám có một chút buông lỏng. Xác thực anh vào lúc đó đối với cô ấy quan tâm không đủ, nhưng về sau thì tốt rồi. Thế nhưng tiêu đồng người này, em cũng không phải không biết, cô ấy dáng dấp tuy xinh đẹp, cá tính lại mười phần như đàn ông, chuyện gì cũng đều không so đo, chuyện gì cũng đều không để ý, mấy tên xúc sinh kia mỗi lần cùng cô ấy vui đùa, bọn họ đều không chỗ nào không nói. Sao lại như vậy, đều nói chuyện tình yêu đến ba lần, anh ngay cả một lần cũng không nhớ. Đường Khả Hinh bất bình thay cho Tiêu Đồng. A, à, Trang Hạo Nhiên có chút oan uổng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói theo cô ấy nói, lần cuối cùng cô ấy yêu là ba năm trước đây, khi đó anh đang cùng dai dai. Anh ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặt ôn nhu, hơi bộc lộ chút bướng bình ẩn nhẫn tươi cười, mặc dù muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, một mình hướng về con đường nhỏ không thấy phía trước đi đến, vừa đi vừa cố ý nói, lần này phiền rồi. Anh lúc đó chỉ biết yêu đương, liền đem chuyện tình yêu của người ta quên mất. Cũng khó trách tiêu đồng sẽ đau lòng như vậy, đổi lại là em, em cũng sẽ đau lòng. Nhưng mà, cũng có thể thông cảm, chai rượu bớt kia khó tỉnh ngộ biết bao nhiêu, đoán chừng 24 tiếng đồng hồ khi đó, hai người ở cùng một phòng, nảy sinh bao nhiêu là tình cảm rồi. Người này đang tính toán đến trận thi đấu ngày hôm đó trang hạo nhiên hơi đánh chống ngực nhìn về phía đường khả hình đang mặc chiếc váy anh đào đỏ tươi hướng về bụi rậm trên con đường mòn đi tới anh vội vàng nhanh chóng đi về phía trước thoáng cai đỡ lấy thân thể cô vừa đi xuống dưới vừa nhìn cô dương mặt cười rộ lên nói thế nào ghen rồi sao em không có đường khả hình mặt hơi lộ chút ngượng ngùng cùng ôn nhu lại tiếp tục cất bước hai người từ từ xuất hiện bên ngoài vườn nho lập tức một mảnh xanh bát ngát đầy sức sống hiện ra kéo dài về phía chân trời Tiên nắng ban mai lúc này mới phá tan sương mù chiết xạ ra, ánh lên những ngọn cây xanh, một mảnh màu vàng xuyên qua những chùm nho tím vẫn lấp lánh no đủ. Đã từng có phẩm rượu sư hình dung giống nho xả hương Anjas của Pháp, giống như hương khí mềm mại của phòng cô gái nhà nho thời xưa. Trang hạo nhiên hơi bước nhanh qua từng gốc nho xanh tươi, thoáng cái dưới bóng cây, nắm lấy cổ tay đường khả hình, kéo thân thể mềm mại của cô trở lại trong lồng ngực mình, cúi xuống, tay nâng gương mặt cô lên nhìn về phía đôi mắt sáng lấp lánh ôn nhu của cô, lóe ra vài tia ghe n tuông, anh bỗng cảm thấy xúc động, không nhịn được tươi cười, ngón tay cái lướt qua đôi môi no đủ đỏ mọng của cô, mới thật sâu nói, thật là kỳ quái. Anh kỳ thực không muốn thương tổn em, thế nhưng nhìn thấy em ghen, anh lại rất hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc đó như bị em dịu dàng vây lấy. Anh thực sự thực sự yêu em chết mất. Trái tim lại không thoải mái. Đường khả hình thoáng cái xoay người, cố ý không để ý đến anh. Trang Hạo Nhiên thoáng cái từ phía sau lưng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hai tay siết chặt bên hông, mới cúi xuống, nhẹ hít hít mùi hương lộ ra nơi cổ cô, thật sâu mê luyến, mới xúc động khàn khàn mỉm cười nói, anh tất cả đều vì yêu em. Chết cũng phải yêu. Đường Khả Hinh hơi giật mình. Trái tim Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bỗng nhiên kích động, vẻ mặt hơi căng. Đường Khả Hinh quả nhiên kích động xoay người, mở to đôi mắt đẫm lệ, có chút tức giận hơi cao giọng hỏi, anh nói cái gì? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía đường khả hình, nhất thời nói không nên lời. Anh vừa mới nói cái gì? Đường khả hình trái tim bỗng nhiên rung động, có loại cảm giác yêu thương cùng sợ hãi ập đến trong đầu, đôi mắt hoán tán của cô, lại kịch liệt ngấn lệ, cao giọng đau lòng nghẹn ngào hướng về người kia, nói ai muốn anh chết cũng phải yêu. Em trải qua loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này, gần như tuyệt vọng. Cảm thấy sống mà không thể yêu hy vọng nhanh chóng rơi vào luân hồi, tình nguyện cô đơn đến chết, cũng không muốn chịu đựng loại đau khổ đó. Em hôm nay yêu anh đến như thế, em khổ sở bước vào trận thi đấu lớn, em nỗ lực như thế để làm chiếc ô nhỏ của anh, là vì muốn cho anh hạnh phúc. Anh là toàn bộ cuộc sống của em, tương lai, không cho phép anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Đường khả hình em ở đây xin thề, tương lai, suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu một mình trang hạo nhiên. Nếu như em lại vì một người khác mà động tình, em nguyện vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn không siêu sinh, có trời đất làm chứng. Trang Hạo Nhiên hơi đánh trống ngực nhìn về phía Đường Khả Hinh, dáng vẻ mơ hồ, hai tròng mắt ngấn lệ kích động. Đường Khả Hinh lại kích động tới gần Trang Hạo Nhiên, vươn hai tay, tóm lấy cổ áo anh, lại khẩn trương đau lòng nói, "Hạo Nhiên, sau này không được nói như thế nữa, anh nên chịu trách nhiệm với tính mạng của mình, anh nên vì em mà chịu trách nhiệm." em không cần anh đến chết đều phải yêu, em chỉ muốn anh sống thật tốt, mỗi ngày đều tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời, em không muốn anh phải chịu đựng may rủi giống như em. Trang hạo nhiên cũng nhanh chóng vươn hai tay, nắm chặt bả vai cô, hai tròng mắt run rẩy đau lòng, cũng hơi cao giọng kích động nói, mắt em bây giờ nhìn không thấy. Cho nên em cũng không phát hiện, biểu hiện của em ở trận thi đấu lớn có bao nhiêu đặc sắc cùng xinh đẹp. Cũng không nhìn thấy trong mắt của anh, là bao nhiêu tự hào. Cũng không có lưu ý đến, một khắc khi em ngất xỉu, anh rất muốn chạy tới, thiên lỗi lại sống chết kéo anh lại. Anh khi đó thật muốn điên rồi, canh giữ phía dưới phòng em, chờ tin tức của em mỗi một phút đồng hồ, với anh đều là một loại dày vò sâu sắc. Khả hình, chúng ta yêu nhau đến bây giờ, có thể cùng một chỗ nói ra tình cảm cũng không nhiều. Anh thực sự sợ hãi, sợ hãi khi xoay người chính là chuyển thế, chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội nói vài lời yêu thương của anh đối với em sao? Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể giống như hôm nay đến gần nhau như vậy. Anh hận không thể một ngày liền đem toàn bộ tình yêu cả đời này đối với em mà tiêu hết. Luôn luôn sợ thời gian sẽ không kịp. Đường khả Hinh một trận kích động khóc. Trang hạo nhiên cũng chớp đôi mắt rung rung, đem cô gái trước mặt ôm vào lòng, ngẩng đầu, nhìn về phía rừng nho dài miên man vô tận, từng chiếc lá xanh đầy sức sống, thực sự cảm động chính mình anh lại thật sâu cảm thán nghẹn ngào nói, bảo bối, chờ anh một chút. Anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất, bối cảnh là vườn nho toàn thế giới. Anh nhất định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng đóa hoa nho sinh mệnh duy nhất kia của anh thật tốt. Đường khả hình nghe lời này, một trận hạnh phúc ngọt ngào rơi lệ cười. Trang hạo nhiên hai chồng mắt phiếm lệ, cũng cười, lại thâm tình vươn tay, ôm chặt hông cô gái này, cúi xuống, vùi vào cổ cô, hôn nhẹ vai cô, Đường khả hình cũng vươn hai tay, kiếng đầu ngón chân, ôm lấy cổ anh, để cho gương mặt rơi vào bờ vai anh, ôm chặt lấy nhau. Cứ như vậy, hai người quấn quyết triền miên ôm nhau thật lâu, theo cơn gió mang chút hương thơm của nho, trang hạo nhiên mới hơi buông lỏng cô gái trong lòng mình ra, nhìn về phía cô kích động rơi lệ, hai tròng mắt càng lấp lánh dịu dàng, đôi môi no đủ non mềm như hoa anh đào, cảm xúc của anh lại bỗng dâng trào, trong nháy mắt cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, thậm chí thoát ra đầu lưỡi cùng đầu lưỡi cô dây dưa cùng một chỗ. Ưm, ừ, đường khả hình chỉ cần đón nụ hôn của anh, cũng đã như say xong, thân thể không khỏi mềm yếu xuống, hai tay lại chống nơi lồng ngực nóng cháy của anh. Trang hạo nhiên vừa cuồng nhiệt hôn đường khả hình, vừa vươn tay, ôm lấy cô bé này, vừa vặn đi vào bóng dâm dưới giá gỗ vườn nho, đem thân thể cô dựa vào dưới giá, thật sâu nhìn cô một cái, lại cúi xuống, cấp thiết hôn môi cô, lúc mút đầu lưỡi cô, hai tay đã vuốt ve dưới lưng cô, biết lúc này không ai đến, anh lại nhanh chóng trượt xuống áo lông đen của cô, lộ ra bờ vai tiêu hồn cùng với bầu ngực mê ngô ít như ẩn như hiện. Bên tai đường khả hình đỏ bừng, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay anh, vừa thoát ra đầu lưới cùng anh nồng nhiệt hôn, cảm giác được thứ cứng rắn giữa chân trang hạo nhiên đang ép sát giữa đôi chân mình, cô mặc dù muốn theo lý trí ngăn cản, lại vậy mềm yếu bị động tùy ý tay anh cách quần áo, vuốt ve đùi mình, thậm chí từ từ vén chiếc váy dài trắng của mình lên, đầu ngón tay đầy ma lực, thăm dò vào bên trong chiếc quần gen của mình, không ngừng xoa vùng ẩm ướt giữa đôi chân. A, à, đường khả hình hai mắt mơ màng, sắc mặt phiếm hồng nhẹ kêu lên, cảm giác được giữa hai chân mình, đang bị ngón tay kia, kích thích liên tục xuất ra dòng nước ấm. Trang hạo nhiên lại khát vọng cúi xuống, kéo váy xuống một chút, hôn lên bọ ngực nửa lộ của cô, tay thậm chí đưa xuống phần ngực bên kia xoa nhẹ, vừa ngậm lấy điểm hồng, vừa nuốt nơi cổ họng, kêu nhỏ, khả hình. Bảo bối, anh hiện tại muốn em. Trong lòng đường khả hinh, lại khơi dậy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, kìm lòng không được cười rộ lên. Trang hạo nhiên hiểu được nụ cười của cô, cũng biết mình lúc này không có khả năng, liền thờ hồn hền, mới vừa nhìn về phía cô, vừa đưa tay vuốt ve ngực cô, hôn nhẹ lên dái tai của cô, mới cảm tính nói, bảo bối. Anh thực sự không muốn ăn sáng, anh muốn trở về phòng ôm em thật chặt, ngoặc kép. Thật vậy Trang, giọng nói đường khả hinh ngọt ngào mềm mại truyền đến, anh từ bỏ. Trang hạo nhiên nghe lời này, chỉ đành nhìn cô. Đường khả Hinh lại ôn nhu cười, tiếng chân, ngẩng đầu lên, ở trên đôi môi mỏng gợi cảm của anh hôn nhẹ, mới dụ hoặc nói, đêm nay. Em chờ anh, sau khi trở về phòng, một phân cũng không được rời khỏi em. Trang hạo nhiên cười, lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, vừa hôn môi cô, vừa yên tĩnh nói, biết rõ. Thưa bà xã, đường khả Hinh nghe tiếng gọi này, Cảm xúc càng ngọt ngào như muốn say. Một thanh âm nào đó trầm vang. "Tiếng gì vậy?" Đường Khả Hinh kỳ quái hỏi. Trang Hạo Nhiên lúc này, nhìn thấy cách đó không xa, có một quả nho xạ hương rơi xuống bùn đất, nhìn nhánh nho này, đoán chừng là hôm qua không cẩn thận rơi xuống. Anh liền xoay người, kéo áo lông đen trên giá xuống, cưng chiều khoác lên cho cô, mới ôn nhu cười nói, một chùm nho rơi trên mặt đất. "Có chút đáng tiếc, xác thực mảnh đất này rất tốt." anh chú ý thấy, đại khái đất thích hợp trồng nho, chừng khoảng 100 hecta anh có thể lấy được, thực sự sẽ điên cuồng một trận. Trung Quốc nhất định có thể ủ ra loại rượu nho chấn động thế giới. Vậy thì cố gắng hết sức là được rồi. Đường Khả Hinh cố ý hờn dỗi cười nói, bởi vì cô biết rất khó. Rất khó. Trang Hạo Nhiên lại ngước mắt, liếc mắt nhìn cô một cái, mới cúi xuống, hôn mạnh một cái lên môi cô, mới nói, được. Đêm nay anh sẽ nỗ lực hết sức mình đáng ghét, Đường Khả Hinh suy nói. Anh đi tìm cho em một chùm nho thật ngon, chờ anh nếm thử mùi vị này, liền biết mảnh đất này có bao nhiêu cao quý. Trang Hạo Nhiên vẫn để Đường Khả Hinh tựa dưới giá gỗ, một mình một người lang thang về phía trước giữa tầng tầng những giàn nho, trái phải nhìn về những chùm nho xả hương, mỉm cười chọn. Đường Khả Hinh đón gió trong veo cười, hơi quay mặt sang, không lên tiếng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai chồng mắt lại nhẹ chớp cảm giác trước mắt từng đoàn trắng xóa thật lâu kia, lập tức nổi lên một điểm xanh xanh, cô hơi đánh chống ngực, không hiểu hơi chớp mắt, lại vô thức nhìn về phía trước, giữa những vầng sáng trắng xóa bao quanh, quả nhiên lại lộ ra một điểm xanh. Trái tim, đập thình thịch. Đường khả hình mặt bộc lộ vài phần kích động cùng vui sướng, lại kích động như không thể tin nổi mở to đôi mắt đẫm lệ, quả nhiên thấy phía trước là một đoàn xanh xanh, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy trên đám cây xanh xanh kia, có một thân ảnh màu trắng ở phía trước đang dần đi xa, trong tim cô bỗng đầy kích động, hạnh phúc nghẹn ngào gọi, hạo nhiên. Người phía trước càng đi càng xa. Hạo nhiên, đôi mắt của em, đường khả hình lại khiếp sợ kích động dừng dưng đi về phía trước, muốn hướng về phía người đang đi xa kia nói, đôi mắt của em. Một trận hoa mắt, lại tức khắc tập kích đến. Đường khả hình vui sướng còn chưa được 30 giây, mặt cô bỗng nhiên nhăn lại, cảm giác trong mạch máu trong cơ thể mình như muốn vỡ ra, cô một trận thống khổ, tay chống giàn nho kia, phụt một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, cả người cứ như vậy rơi xuống mặt đất trồng nho, giống như đóa hoa nho vẫn rơi. Audio điện tử võ tấn bền